Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 108. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Diệp Thần vẫn mở miệng nói, theo ý ngươi nói đi. Hắn biết, bất luận như thế nào, hắn muốn bất lộ thanh sắc tiến vào Nam Vực, đánh cuộc này, hắn nhất định phải tiếp. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt, cũng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Rất nhanh, bọn họ liền sẽ để cho Diệp Thần biết, cái gì là chân chánh tuyệt vọng. Bọn họ mặc dù không biết, Diệp Thần lựa chọn vậy con ô mang tại sao cổ quái như vậy. Bất quá, vậy thì như thế nào? Trước, bọn họ thất bại, chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là bọn họ khinh địch, khinh thường, loại chuyện này, không thể nào phát sinh hai lần. Bất luận là dạng gì linh thú, chỉ cần có bọn họ ở đây, thì không thể thành công chạy qua điểm cuối. Cái này ô mang, mặc dù quỷ dị, nhưng là bọn họ vậy giống vậy có tự tin, dùng bọn họ thủ đoạn, đem Diệp Thần hy vọng thắng lợi hoàn toàn bóp chết. Nói cách khác, lần này, Diệp Thần, nhất định phải thua. Bạch Sơn nhìn Diệp Thần một mắt, nói, Diệp tiểu huynh đệ, hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần gật đầu nói, bắt đầu đi. Bạch Sơn đánh ra một đạo pháp quyết, ở pháp quyết dưới sự kích thích, mấy con linh thú, toàn bộ chạy như bay về phía trước ra. Nhưng là lần này, còn lại linh thú trạng thái hiển nhiên kém rất nhiều, thậm chí, chúng cũng tận lực áp chế tốc độ, không dám chạy ở ô mang trước mặt. Bạch Sơn các người hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên bây giờ, trên người của bọn họ, tản mát ra một cổ quỷ dị chập chờn. Diệp Thần chân mày khều một cái, hơi liếc về hướng mấy người, cái này chập chờn đặc biệt yếu ớt, nếu không phải hắn có niệm ma thân thể, hiện tại thậm chí đều không cách nào phát hiện. Rất nhanh, trên người mấy người chập chờn, lại hội tụ ở một nơi. Cảm nhận được cổ năng lượng kia hơi thở, Diệp Thần trong mắt, cũng không khỏi lóe lên vẻ kinh dị. Đây lại là, thần niệm công kích. Diệp Thần cảm ứng không sai, Bạch Sơn đám người chân chính hậu thủ, chính là cái này thần niệm công kích. Vốn là, lấy bọn họ tư chất, căn bản là không cách nào trở thành hồn tu, nhưng là, Nam Vực có một môn bí thuật, để cho thích hợp võ giả tu tập nói, mấy người liên thủ, có thể lấy thần hồn lực, tạo thành một loại trận pháp. Thông qua trận pháp này, mấy người không chỉ có thể đem thần hồn liên hiệp, hơn nữa, còn có thể phát động tương tự hồn kỹ thần hồn công kích. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần thần sắc, liền bình tĩnh lại. Bởi vì, hắn phát hiện Bạch Sơn các người, mặc dù có thể liên hiệp thần niệm, phát động thần niệm công kích, hơn nữa, hơi thở cực kỳ mịt mờ. Nhưng là, như vậy công kích, vẫn là quá thô tháo, xa xa không cách nào và chân chính hồn kỹ, như nhau. Thậm chí, liền hắn từ mục giã trên mình lấy được bí tịch học tập hồn kiếm, cũng có chỗ không bằng. Bất quá cái này liên thủ thi triển hồn trận, đồ quả thật có chút ý kiến, có cơ hội, Diệp Thần cũng muốn hiểu hiểu. Mà Bạch Sơn các người, hoàn thành hồn trận sau đó, liền một bộ trong lòng đã có dự tính hình dáng, cười lạnh đánh giá Diệp Thần, ở bọn họ xem ra, chỉ phải hoàn thành liền hồn trận, Diệp Thần, chính là thất bại không thể nghi ngờ. Phải biết, mấy người bọn họ, lấy hồn trận thi triển thần hồn công kích, nhưng mà có thể uy hiếp được phong môn võ giả à? Bạch Sơn ánh mắt đảo qua mấy người, bọn họ lâu dài liên thủ, dĩ nhiên là ngầm hiểu, lúc này, mấy người điều khiển hồn trận, phong tỏa vậy con ô mang. Một khắc sau, hồn trận bên trong, bộc phát ra một cổ cường đại thần hồn lực, trực tiếp hướng vậy ô mang công kích đi. Cái này ô mang, mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng là, bây giờ nó còn không có hoàn toàn lớn lên, không hề sở trường chiến đấu. Mấy người đều là mặt lộ vẻ lãnh ý, nhìn Diệp Thần, bọn họ biết, lập tức cái này ô mang thì sẽ hoàn toàn sụi lơ ở đường đua lên, không biết, khi đó Diệp Thần, sẽ là cái gì diễn cảm đâu. Thật là, để cho bọn họ mong đợi à. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần hai tròng mắt, chợt thoáng qua một tia ánh sáng, thần hồn bùng nổ, ngưng tụ hồn kiếm, hướng vậy hồn trận phát ra năng lượng vô hình, chém một cái đi. Bạch Sơn các người. Nguyên bản vẫn là đầy mặt vẻ trào phúng, nhưng mà, một khắc sau liền đóng lại, triệt để đóng lại. Bởi vì, trong mắt bọn họ vậy con ô mang, đang hảo đoan đoan tiếp tục ở đường đua lên chạy, hoàn toàn không có giống là gặp phải thần niệm công kích dáng vẻ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Sơn các người, lúc này cũng là một bộ thấy quỷ diễn cảm. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thượng cổ dị chủng
còn có thể coi thường thần hồn công kích à? Hiện tại, không chỉ là vậy mấy tên võ giả, liền Bạch Sơn, cũng có chút nóng nảy. Lần nữa thi triển thần hồn công kích. Diệp Thần nhìn mấy người, trong mắt bên trong, thoáng qua nhàn nhạt mỉm cười, cho dù là đối phương mấy người liên thủ, nhưng là, những người này bất luận là thần hồn công kích phương thức vẫn là thần niệm cường độ bên trên, và Diệp Thần chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Thần hồn kiếm chém ra, lại một lần nữa, vô hình bên trong mất đi liền mấy người kia công kích. Lần này, Bạch Sơn đám người sắc mặt, hoàn toàn âm trầm xuống, bọn họ liều mạng vậy không ngừng thi triển hồn kỹ, nhưng mà, vậy con ô mang từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Ngươi kết quả làm cái gì? Bạch Sơn vừa quay người, hướng về phía Diệp Thần tức giận gầm hét lên. Hiện tại, coi như hắn ngu nữa, cũng có thể nghĩ đến vấn đề là ra ở Diệp Thần trên mình, mà không phải là vậy ô mang huyết mạch thượng. Vậy ngay tại lúc này, vậy con ô mang rốt cuộc dẫn đầu xông qua điểm cuối. Diệp Thần buồn cười nhìn Bạch Sơn các người, lúc này, bọn họ sắc mặt lạnh như băng, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở trung tâm, nơi nào có cái gì phải tuân thủ đánh cuộc dáng vẻ. Diệp Thần vừa uống rượu, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, làm gì? Các ngươi không phải là đối liên thủ thi triển thần hồn công kích, rất có lòng tin sao? Cần gì phải hỏi lại ta, làm cái gì? Cái gì? Bạch Sơn các người không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Thằng nhóc này lại phát hiện mình đám người động tác. Phải biết, liền liền giống vậy phong môn võ giả, cho dù có thể phòng ở bọn họ hồn trận công kích, vậy rất khó phát giác à. Bọn họ hồn trận công kích, so với chân chính hồn kỹ, mặc dù thô tháo rất nhiều, nhưng là, duy nhất ưu điểm, chính là che giấu. Kinh khủng hơn phải, Diệp Thần không chỉ có phát hiện, tựa hồ, còn phá giải bọn họ hồn trận công kích à. Diệp Thần nhìn mấy người thần sắc, tiếp tục cười lạnh nói, đây chính là, các ngươi nam vực người trò chơi sao? Không biết, chuyện này nếu như truyền tới những thứ khác mấy vực nơi đó, các ngươi trò chơi, còn có thể chơi được đi xuống sao? Mấy người nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến đứng lên. Như Diệp Thần nói là thật, chuyện này rũ ra đi, bọn họ có thể nói là xong rồi. Bạch Sơn mặt hiện vẻ dữ tợn, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói, thằng nhóc, ngươi nói gì sao? Lưu lại những thứ này thánh đá, mình cút, ta còn có thể mở một mặt lưới để cho ngươi nhập cảnh, nếu không, coi như không chỉ là cầm ngươi đuổi ra nam vực, đơn giản như vậy. Cái này thi đấu thú bên ngoài sân nhiệt độ, ngay tức thì hạ xuống băng điểm trở xuống, Bạch Sơn trong mắt sát ý cuồng tránh, vốn là giả gắn, rốt cuộc lại cũng duy trì không nổi nữa, quát lên một tiếng lớn nói, động thủ. Lúc này, mấy người hồn trận hồi sinh, chặt chẽ phong tỏa Diệp Thần. Mặc dù, Diệp Thần khám phá bọn họ thủ đoạn, vừa tựa hồ có phương pháp gì, phá giải công kích của bọn họ, nhưng là, Bạch Sơn vẫn là không muốn tin tưởng, chính là một người tạo hóa cảnh có thể khắc chế để cho bọn họ tín nhiệm vô cùng hồn trận. Hồn trận phát động, một hồi quỷ dị chập chờn dâng lên, hướng Diệp Thần ngay đầu đè xuống. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, hắn mặc dù có thể phá giải cái này hồn trận công kích, nhưng là, nhưng cái gì cũng không có làm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Sơn các người. Một hồi vô hình chập chờn khuếch tán ra, mấy người nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bọn họ biết, đó là thần hồn công kích chúng mục tiêu sau đó tạo thành, nguyên bản Bạch Sơn còn có một chút lo lắng, lấy là Diệp Thần sẽ ở cuối cùng thi triển thủ đoạn gì, ngăn cản công kích, hiện tại, vậy rốt cuộc an tâm xuống. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần nhìn như, lại vẫn là lạnh nhạt như vậy đứng, Bạch Sơn cười lạnh nói. Thằng nhóc, chết đến nơi rồi, người mạnh hơn chống đỡ, còn muốn gắn. Người hiện tại thức hải bên trong, nhất định đã bắt đầu tan vỡ, thần hồn tàn tạ không chịu nổi, vô cùng thống khổ liền chứ. Đây cũng là thần hồn công kích mạnh mẽ, người vĩnh viễn nắm trong tay không được lực lượng. Lại qua mấy giây, thất khiếu của ngươi liền sẽ điên cuồng xông ra máu tươi, thậm chí thần hồn trực tiếp mất đi, không biết, cùng ta nói xong lời thời điểm, ngươi còn có thể hay không như thế ổn định. Vậy ngay tại lúc này, nguyên bản chỉ là lãnh đạm đứng Diệp Thần, động. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Nháy mắt tức thì, chỉ gặp Diệp Thần quanh thân lôi quang chớp mắt, bao gồm Bạch Sơn ở bên trong trong mắt của tất cả mọi người, cũng mất đi Diệp Thần bóng người. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc. Một tiếng hét thảm, cũng đã vang khắp không tế. À à à à à.
tên kia đối với Diệp Thần xuất thủ võ giả điên cuồng la ngã xuống vũng máu bên trong, hắn thậm chí cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy được một hồi đau nhức truyền tới, liền mới ngã xuống đất. Mà những thứ khác mấy người, chính là con người có giúp một cái, sắc mặt cuồng biến, sợ hãi đến thần hồn đều bắt đầu run rẩy. Một khắc sau, Bạch Sơn các người sau lưng, liền vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử. Viện trưởng cho ta thân pháp còn thật không tệ. Mấy người nghe vậy, thật là giống như là nghe được hung thú gầm thét vậy, điên cuồng xoay người, chỉ gặp Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng ở bọn họ sau lưng, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, mấy người đều là không khỏi run lập cập, Diệp Thần ánh mắt, rất lạnh. Lại để cho bọn họ cảm thấy so với kia địa ngục ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lúc này, liền liền Bạch Sơn, cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Bọn họ mới vừa rồi thần niệm công kích, rõ ràng đã đánh trúng Diệp Thần liền à. Làm sao biết một chút hiệu quả cũng không có chứ. Mấy người lòng, ngay tức thì chìm xuống, hồn trận công kích, không chỉ là mấy người dùng để kiếm tiền thủ đoạn, cũng là mấy người công kích mạnh nhất thủ đoạn à. Hiện tại nhưng không cách nào làm bị thương Diệp Thần, đâu chỉ thì không cách nào thương tổn đến, thật là một chút xíu ảnh hưởng cũng không có à. Cái này há chẳng phải là nói, Diệp Thần thần hồn so phong môn võ giả, cường hãn hơn. Thần hồn mạnh mẽ cũng được đi, dẫu sao, thần hồn thực lực cường đại không nhất định mạnh mẽ, nhưng mà Diệp Thần đâu. Thần hồn vượt quá tưởng tượng được mạnh mẽ, còn có xa xa vượt qua cảnh giới thực lực. Cái này, vẫn là người sao? Thật là chân tránh quái vật à. Mấy người đối mặt Diệp Thần, liền liền lùi lại bước, bọn họ là chân chân thiết thiết sợ hãi, rút lui à. Cuối cùng vẫn là Bạch Sơn, trước nhất tỉnh táo lại, hướng về phía những thứ khác mấy người, quát lên một tiếng lớn nói. Vô liêm sỉ, chớ tự mấy trước rối loạn trận cước, còn con này một cái tạo hóa cảnh, cho dù có vài không tầm thường, lại thế nào lại là chúng ta đối thủ. Chớ bị hắn phô trương thanh thế cho lừa gạt, lên cho ta. Cướp đi hắn hết thảy. Dứt lời, Bạch Sơn hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một tôn tay cầm cái rìu lớn kim giáp chiến thần hư ảnh. Hư ảnh kia đôi mắt mở một cái, thoáng qua một đạo hồng quang, tiếp theo, liền sáp nhập vào Bạch Sơn trong cơ thể. Một khắc sau Bạch Sơn quanh thân khí thế tăng nhiều, lộn một cái tay, giống vậy cầm một chuôi cái rìu lớn, hướng Diệp Thần, hung hăng một rìu chém tới. Một rìu ra, mưa gió biến sắc. Linh thú hí, chạy, chung quanh vách núi, đều ở đây cái này một rìu dưới uy thế, bắt đầu sụp đổ. Mà những thứ khác hai người võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là thân hình cuồng tránh, phong khóa lại Diệp Thần đường lui, tay cầm trường kiếm, hướng về phía Diệp Thần khua kiếm chém ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Cái này mấy người liên thủ, quả thật có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, cho dù là đối mặt cái này gần như hoàn mỹ liên thủ nhất kích, Diệp Thần thần sắc, cuối cùng, cũng không có một phần dao động. Chỉ gặp tay hắn động một cái, thú hủ kiếm rơi vào trong tay. Hai tròng mắt bên trong, ô mang tử mang thay nhau lóe lên, một khắc sau, lại là quanh thân điện mang bạo tránh, sấm sét chợt xuất hiện, cả người, lại một lần nữa vô căn cứ biến mất. Lúc này Diệp Thần, tựa như thật hóa thân lôi quang vậy, ở đó kiếm mang dìu quang bên trong, cực nhanh chớp động, xuyên qua. Hắn tốc độ lại khủng bố đến so với cái này năng lượng công kích, nhanh hơn. Trong chốc lát, kiếm mang dìu quang mặc dù thông qua việc tức phong tỏa, không ngừng đuổi theo Diệp Thần, nhưng là làm thế nào cũng không cách nào chạm được Diệp Thần thân thể. Mấy tức sau đó, Bạch Sơn các người hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ thành tựu giữ cửa người, cũng coi là gặp qua các loại các dạng đối thủ, nhưng mà, lúc nào gặp qua có thể thông qua tốc độ, hất ra công kích tồn tại. Hơn nữa để cho bọn họ rung động phải, thằng nhóc này, còn chỉ là một người vận may võ giả à. Mấy hơi thở sau đó, ầm một tiếng vang thật lớn truyền tới, bụi khói đầy trời, tại chỗ, bị đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Mà trong cái hố sâu bên trong, trống trơn như vậy. Đó cũng không phải là, công kích trúng mục tiêu Diệp Thần, mà là, ở Diệp Thần dưới sự khống chế, ba đạo đuổi theo mình công kích, lại là lẫn nhau đụng vào nhau. Một đạo thân ảnh, từ bụi mù bên trong, chậm rãi đi ra, Diệp Thần mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Đối với cái này phong lôi chợt lóe thành quả, Diệp Thần vẫn là vô cùng là hài lòng. Cho dù còn không có chân chính luyện thành,
nhưng hắn đã có thể bằng vào tốc độ, hất ra nửa bước phong môn võ giả công kích, toàn lực thi triển dưới, giống vậy nửa bước phong môn võ giả, thậm chí không cách nào bắt được hắn bóng người. Theo Diệp Thần đi ra bụi mù, Bạch Sơn các người thật là cũng cảm giác mình giống như là rơi xuống vực sâu không đáy vậy, tuyệt vọng đến không thể lại tuyệt vọng. Bọn họ ba người liên thủ, cũng không đánh trúng kẻ địch, bất luận là ai đối mặt chi, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Thần ánh mắt từ mấy người trên gương mặt vạch qua, cười lạnh nói, mấy vị thật đúng là, để mắt ta à. Liên thủ thi triển phải giết nhất kích, như vậy, nếu như ta không cho các người đáp lễ mà nói, nam vực người, chẳng phải là muốn cười nhạo ta không hiểu lễ phép. Hơn nữa, coi như núp trong bóng tối cường giả biết nguyên do, hẳn cũng không thể nói gì được đi. Dứt lời, trong tay hắn đen nhánh trường kiếm, chợt động một cái, vô hình bên trong Bạch Sơn các người chỉ cảm thấy được, một cổ kinh thiên chấn động tùng tuyệt mạnh sát ý, ngay tức thì đem mấy người hoàn toàn bao phủ, tựa như rơi vào vô biên biển máu bên trong vậy. Kiếm quang chợt tránh, lôi cuốn máu mưa tới, thần ma chi âm như ẩn như hiện, thiên địa linh lực cực nhanh phun trào, thế gian vạn vật tựa như đều ở đây dưới một kiếm này nghênh đón diệt vong cùng tân sinh. Ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang, đồng thời hiện lên ở Bạch Sơn ba người trước ngực, bọn họ pháp khí hộ thân linh quang bạo tránh, nhưng ở khoảnh khắc gian hóa thành chấm huỳnh quang tiêu tán, thân hình bay ngược, hung hăng nện ở vách núi bên trên, trừ Bạch Sơn, mấy người khác hoàn toàn chết. Bạch Sơn mơ hồ trong tầm mắt mơ hồ hiện lên dần dần đi tới Diệp Thần bóng người, không khỏi được nhắc tới trong thân thể còn sót lại lực lượng, cầu khẩn nói. Không nên giết ta, là ta có mắt không tròng, mạo phạm các hạ, chỉ cần ngài không giết ta, ta lấy đạo tâm dạy thề, tuyệt sẽ không tiết lộ ngài bất kỳ tin tức. Hiện tại, Bạch Sơn đã đem Diệp Thần làm một cái ẩn núp tu vi siêu cấp cường giả, như vậy, mới có thể giải thích trước phát sinh hết thảy. Hắn không quan tâm Diệp Thần tới Nam vực có mục đích gì, hắn nghĩ, chỉ có còn sống. Diệp Thần nhìn Bạch Sơn cười lạnh nói, đạo tâm, đối với ngươi, đạo tâm chi thề, sợ rằng cũng chưa đủ chứ. Bạch Sơn nghe vậy hô hấp hơi chậm lại, kinh hoàng tới cực điểm, ngay tại hắn còn muốn mở miệng nói gì lúc đó, Diệp Thần, đột nhiên lấy ra một bộ trục cuốn, ở trước mặt hắn mở ra. Diệp Thần đối với Bạch Sơn nhàn nhạt nói, đây là vô cùng là cao đẳng linh khế, nhưng ngươi còn muốn sống, liền ở phía trên lưu lại thần hồn của ngươi dấu vết, sau đó, lập tức an bài ta vào thành. Phải, Bạch Sơn nghe vậy mừng rỡ, hắn biết, Diệp Thần như thế nói, trong chốc lát, liền sẽ không cần liền tánh mạng của hắn. Hắn thậm chí không có cẩn thận xem khế ước nội dung, liền đem thần hồn đóng dấu trên đó, bởi vì hắn biết, mình không có cự tuyệt quyền lực. Diệp Thần gật gật đầu nói, tốt lắm, khế ước nội dung, vậy rất đơn giản, giống như ngươi nói, không được nhắc tới bất kỳ liên quan tới chuyện ta, nếu là có người bị tiết lộ ta tin tức, chết không chỉ là bọn họ, còn có ngươi. Cái này linh khế, là Cát Thanh là hắn chuẩn bị, vì chính là loại chuyện này. Bạch Sơn nghe vậy, trong lòng rét một cái, gật đầu như dã tỏi, rất sợ Diệp Thần một cái mất hứng, đổi ý đem giết chết. Hắn lúc này lấy ra một tấm lệnh bài, cũng không để ý thương thế trên người, cưỡng ép nhắc tới một tia linh lực, rót vào lệnh bài bên trong, tiếp theo ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đối với Diệp Thần cười nói. Diệp Đại Hiệp, hiện tại, ngài đã có thể rời khỏi nơi này, yên tâm, ta giữ chánh quy lưu trình xử lý, không có bất kỳ vấn đề. Diệp Thần gật đầu một cái, xoay người rời đi, vung tay lên, đem trên bàn thánh đá, bỏ vào trong túi. Hắn cũng không có và Bạch Sơn các người ý khách khí, nếu như mình thua Bạch Sơn mấy người, bọn họ sẽ đáng thương mình, đem tiền trả lại cho mình sao? Đồng thời, Diệp Thần trong miệng nhàn nhạt nói, cuối cùng, đừng để cho ta biết ngươi lại đối với nhập cảnh người làm loại chuyện này. Trước khi rời đi, Diệp Thần nhìn lướt qua đứng ở đàng xa ô mang. Những thứ khác mấy con linh thú, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đều hoảng sợ chạy trốn, chỉ có đầu này ô mang. Còn lưu tại chỗ, lúc này, vậy đôi tràn đầy linh tính trong mắt. Đang chớp mắt chợt lóe nhìn mình. Diệp Thần mỉm cười nói, làm sao? Ngươi cũng muốn và ta cùng lên đường sao? Vậy ô mang nghe vậy, nâng lên chân trước, vui sướng hí dài một tiếng, hình dáng hưng phấn không thôi. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi được cười lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp cái này ô mang là đem mình nhận là chủ nhân. Bất quá!
dọc theo con đường này có nó thay đi bộ, đường ngắn bên trong, tựa hồ so phi thuyền, phòng lôi chớp mắt hữu hiệu hơn. Vậy ô mang một đường chạy chậm đi tới Diệp Thần bên người, Diệp Thần vậy không do dự, xoay mình lên. Mà ngay lúc này, vô tận khí lưu phun trào. Diệp Thần trước mặt không biết lúc nào xuất hiện một cái ông già. Ông già tròng mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Diệp Thần, thằng nhóc, ở Nam vực giết người, cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Thần hơi kinh hãi. Trên người lão giả này hơi thở và băng kiếm thánh vương kém không nhiều, cũng chỉ nói ông già có thể là nửa bước thái hư tồn tại. Xem ra Nam vực biên cương cũng có người bảo vệ một loại tồn tại. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần không có xóa bỏ Bạch Sơn các người. Lớn nhất kiêng kỵ chính là hắn luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Hắn rất rõ ràng, mình tuyệt không thể chủ động giết người. Nếu như Bạch Sơn các người trước nổi sát tâm, hắn liền có đầy đủ lý do. Diệp Thần trong mắt không sợ hãi chút nào, tiền bối, ta tại sao giết người ngươi hẳn rất rõ ràng. Nếu như dưới tình huống này, Nam vực cũng phải che chở vậy mấy viên con chuột cứt, vậy Nam vực há chẳng phải là linh võ đại lục cười nhạo. Lời này vừa nói ra, trên người lão giả bỗng nhiên bộc phát ra cao nhất uy áp. Hoàn toàn bao phủ Diệp Thần. Làm nhục Nam vực người, chết. Diệp Thần hơi kinh hãi, sắc mặt trắng bệch liền mấy phần. Cái này loại uy áp, quá đáng sợ. Dù là hắn bây giờ cũng khó mà chịu đựng. Mà ngay lúc này, ô mang cả người đen nhánh điện mang chớp mắt, quanh thân thượng cổ hơi thở phun trào. Lại trực tiếp hóa giải uy áp. Diệp Thần tròng mắt trợn to. Hắn phát hiện cái này ô mang so tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Đây chính là nửa bước thái hư uy áp à. Lão giả kia tròng mắt đục ngầu bên trong vậy hơi thoáng qua kinh ngạc. Ngươi có thể đi, nhưng là ngươi dưới người linh thú ta phải dẫn đi, ngươi không có tư cách có, hơn nữa nó thuộc về chúng ta Nam vực. Diệp Thần làm sao có thể để cho đối phương mang đi như vậy nghịch thiên tồn tại. Hắn con ngươi đông lại một cái. Không thể nào, con thú này đã nhận chủ, ở linh võ đại lục, nếu như yêu thú mình nhận chủ, người ngoài hẳn không có quyền can thiệp đi. Ngươi nếu có năng lực, có thể để cho ô mang vậy nhận ngươi làm chủ. Diệp Thần làm chuẩn bị, nếu như cái này nửa bước thái hư cường giả ra tay chém chết mình, hắn liền khiến cho dùng vậy thần kiếm cung lấy được vạn kiếm phong ấn. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa có chút dùng không đúng chỗ. Nhưng cái này là dưới mắt duy nhất biện pháp. Bốn mắt nhìn nhau. Ước chừng 10 giây. Ông già thu hồi uy áp, xoay người hướng một hướng khác đi tới. Người hẳn đã sớm nhận ra được ta tồn tại. Nếu không lấy người thực lực có thể dễ như trở bàn tay chém chết những tên kia, lại càng không tất phụng bồi bọn họ tham dự thi đấu linh thú. Những người đó chết, là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Bất quá, người mang đi ô mang, lại là khiêu khích Nam vực. Ta bây giờ không có lý do giết ngươi, nhưng là ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Như ngươi chạm đến Nam vực quy tắc, ta sẽ đích thân xóa bỏ ngươi. Ta nhớ ngươi tên, Diệp Thần. Nói xong, ông già liền biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần nhìn dưới người ô mang, ngược lại có chút bất ngờ. Tiểu Hoàng và Huyết Long là hắn chiến thú và đồng bạn, không phải thú cưỡi. Ở Linh Võ Đại Lục. Hắn quả thật thiếu một đầu uy phong lẫm lẫm thú cưỡi. Mà đây ô mang nhưng là sự chọn lựa tốt nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ô mang cả người tản ra cường đại ánh sáng. Tiếp theo, liền dẫn Diệp Thần, hóa thành một đạo ô quang, hướng bên ngoài thành vội vã đi. Diệp Thần lấy ra một phần bản đồ, ánh mắt từ phía trên đảo qua một cái, trầm ngâm chốc lát sau đó, thần niệm động một cái. Dưới người ô mang cảm giác được Diệp Thần chỉ dẫn, không chút do dự vừa quay đầu lô, hướng một cái hướng khác chạy đi. Diệp Thần nhìn dưới người ô mang, khẽ gật đầu, cái này ô mang, linh tính cực cao, hơn nữa thượng cổ huyết mạch, coi như là một đầu cực phẩm vật để cưỡi. Không biết bao lâu sau đó, Mi Tâm Ma Đế mới mở miệng nói, trước đợi một chút, lão kia người ở trên mình ngươi để lại nào đó loại cấm chế, hắn có thể dễ như trở bàn tay biết ngươi tung tích. Từ đó giám thị ngươi. Nếu như ta không đoán sai, hắn rình rập trên mình ngươi bí mật, thậm chí ngươi dưới người thú cưỡi, chỉ bất quá loại người này, cao ngạo rất, lúc ấy không có đối với ngươi ra tay. Cũng chính là bởi vì không có đối với ngươi ra tay, hắn mới nhặt trở về một cái mạng,
người vậy vạn kiếm phong ấn, giết hắn dư sức có thừa. Đáng tiếc chỉ có một lần. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ma đế, người có thể hay không đem vậy cấm chế trừ. Ma đế cười một tiếng, nho nhỏ cấm chế, làm sao có thể làm khó ta, ta đã giúp ngươi trừ. Diệp Thần thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi ma đế, ta dưới người thú cưỡi rốt cuộc lai lịch ra sao? Dứt lời, ma đế ngược lại là nghiêm túc, cái này ô mang thật ra thì các ngươi cũng nghĩ sai rồi, hắn chân thực lai lịch có lai lịch lớn. Cũng không biết thằng nhóc ngươi rốt cuộc cái gì mệnh cách, cái này cơ duyên, ta cũng tự thẹn không bằng. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, ma đế, cái này ô mang rốt cuộc cái gì lai lịch? Ma đế thong thả giải thích, con thú này quả thật có thượng cổ huyết mạch, hắn và tiểu hoàng không cùng, hắn là yêu thú ở giữa huyết mạch dị biến thể. Là linh võ đại lục cực kỳ hiếm thấy đột biến. Hơn nữa là một đầu thượng cổ ma thú và thượng cổ thú cưỡi dị biến thể. Nguyên nhân chính là làm cho này loại thuộc tính, tạo cho nó cùng người khác không cùng. Nếu như hắn lớn lên, người cưỡi tên này chiến đấu, hiệu quả có thể cực kỳ đáng sợ. Còn có một chút, ta lúc ấy cho ngươi nhắc nhở, bất quá là muốn cho ngươi nhận lấy con thú này, sau đó chờ ta khôi phục thân xác làm vì mình thú cưỡi. Dẫu sao cái này thú cưỡi trong cơ thể có thượng cổ ma thú huyết mạch. Bất quá hiện tại nếu trước thời hạn nhận ngươi làm chủ, ta cũng không tranh đoạt. Thằng nhóc, thật tốt đối xử tử tế tên này. Tên này có thể mang cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ mặc dù không bằng tiểu hoàng, nhưng là vậy bất khả hạn lượt. Diệp Thần nhìn dưới người ô mang, hơi khiếp sợ. Có thể bị ma đế nhận định thú cưỡi tồn tại, làm sao có thể vậy? Cùng lúc đó, một tòa cung điện bên trong, mới vừa mới xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt ông già thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, hắn sau khi trở về càng nghĩ càng hối hận. Vậy ô mang và Diệp Thần trên người bí mật. Hắn luôn cảm giác không đúng. Mặc dù có lòng tham, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Ngược lại không phải là bởi vì đạo nghĩa, mà là bởi vì hắn có thể cảm giác được Diệp Thần chắc chắn. Giống như, nếu như tự mình ra tay, ngược lại sẽ chết. Hắn trên đường trở về càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Mình lại bị một cái tạo hóa cảnh uy hiếp. Ngay tại lúc này, trong đại điện một cái ông cụ áo bào cho phát giác cái gì. Hiếu kỳ nói, Hàn đạo huynh, người vẻ mặt này không đúng à, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hàn đạo ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cụ áo bào cho, lần nữa thở dài một tiếng, hơn nữa đem chuyện hôm nay nói ra. Ông cụ áo bào cho nghe, vội vàng đứng lên, Hàn đạo à, người thật đúng là già hồ đồ à, một cái tạo hóa cảnh tiểu tử làm sao lại có như vậy thần vật? Người giết hắn thì như thế nào? Nam vực có cái gì quy củ? Thực lực trên hết chính là quy củ. Nhanh lên, người dẫn ta đi tìm thằng nhóc kia, người có thể trồng cấm chế. Hàn đạo hoàn toàn thanh tỉnh, còn người sát ý ngưng tụ, khá tốt ta giữ lại một tay, ta hẳn có thể tra thấy người này tung tích. Vậy còn lo lắng cái gì? Vậy linh thú nếu như chúng ta hiến tặng cho thần quốc, vậy ta ngươi tu vi liền có thể cao hơn một tầng lầu à? Ông cụ áo bào cho thúc giục. Hàn đạo vậy không do dự, ngón tay bắt pháp quyết. Muốn phải tìm Diệp Thần tung tích. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoàn toàn đại biến. Hoảng sợ trong mắt lại xuất hiện ở một cái nửa bước thái hư cường giả trong mắt. Ta ở trên người tiểu tử kia trồng cấm chỉ lại bị xóa đi. Làm sao có thể? Lời này vừa nói ra, bên người ông cụ áo bào cho sắc mặt vậy không được bình thường. Có thể xóa đi bọn họ cấm chế tồn tại chỉ có thái hư cảnh. Cái đó tạo hóa cảnh tiểu tử bên người chẳng lẽ có thái hư cường giả? Nếu quả thật như vậy, nếu như bọn họ đối với người này động thủ, một cái chớp mắt bây giờ liền sẽ bị xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Hàn đạo và ông cụ áo bào cho sau lưng lạnh như băng. Nam vực chỗ sâu, một tòa trên vách đá. Sáu vị ông già đóng chặt tròng mắt, quanh thân ngưng tụ một đạo cực mạnh trận pháp. Cái này sáu người chính là mục gia phái tới đuổi giết thần bí cái khăn che mặt cô gái thái hư cảnh cường giả. Sáu vị thần nước thái hư sơ kỳ cường giả, cái này dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục đều là cực lớn bút tích. Đủ để xóa bỏ linh võ đại lục bất kỳ mạnh mẽ người. Dĩ nhiên để cho thần quốc mục gia như vậy bút tích còn một nguyên nhân khác. Lúc ấy Thánh Long gia tộc bùng nổ trong khí thức và chết đi mục giả cũng có liên lạc.
Nói cách khác, thần bí thiếu nữ khăn che mặt cũng có thể là giết chết Mục Dã tồn tại. Thần quốc Mục Gia chưa từng bị người như vậy coi rẻ qua. Đây là sỉ nhục. Bọn họ tự nhiên muốn hoàn toàn xóa sạch uy hiếp. Mà sáu người ngưng tụ trận pháp chính là Thái Hư tìm người trận pháp. Trận pháp bên trong lơ lửng một giọt máu. Đó là thần bí thiếu nữ khăn che mặt bị thương mà ở lại Thánh Long gia tộc máu. Chỉ cần cho bọn họ nhất định thời gian, bọn họ là có thể hao tổn tu vi làm giá, tìm được thần bí thiếu nữ khăn che mặt. Đến lúc đó vậy thiếu nữ khăn che mặt coi như mạnh hơn nữa, đối mặt sáu người, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sáu người trên trán xuất hiện mồ hôi hột. Đột nhiên, sáu người mở mắt ra, người nào? Một giây kế tiếp, một vị trong đó ông già năm ngón tay một chảo, một đầu đội dùng mình cự thú liền bị hút tới. Hơn nữa, dùng mình cự thú không chịu nổi ông lão uy áp, tại chỗ hóa là xương máu. Chỉ bất quá xương máu bên trong lại lơ lửng một khối ngọc bài. Lão kia người con người co giúp một cái, trực tiếp chấn vỡ ngọc bội. Nháy mắt tức thì, một đạo tuyệt hàn thanh âm vang khắp thiên địa. Thần quốc Mục Gia, các ngươi muốn tìm ta, cần gì phải như vậy phiền toái, ngày mai, Nam vực Thiên Hàn Sơn, ta liền ở đỉnh núi chờ các ngươi. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đến, cũng tốt để cho ta xem thần quốc Mục Gia có bao nhiêu nạo loại. Thanh âm hoàn toàn biến mất. Sáu người sắc mặt tái xanh. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái đó đàn bà điên lại có thể chủ động càng đánh. Linh võ đại lục cường giả chủ động khiêu chiến thần quốc gia tộc, cái này ở linh võ đại lục trên lịch sử vẫn là một lần đầu. Cầm đầu một cái Mục Gia ông già đứng lên, áo khoác ở trong gió rét cổ động, thật là không biết sống chết nha đầu, nếu nàng như vậy tự tin, ta ngược lại là phải xem ngày mai Thiên Hàn Sơn, nàng một cái cô gái yếu đuối như thế nào dung chuyển chúng ta sáu vị thái hư cảnh. Còn lại năm người ánh mắt cũng trở nên cực kỳ băng hàn. Đến từ thần quốc, bọn họ có đầy đủ tự tin. Dù là thiếu nữ ở Thiên Hàn Sơn bày thiên la địa võng, thiếu nữ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì là thần nước và linh võ đại lục thế lực chênh lệch đó chính là một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Màn đêm tới, minh nguyệt trên không, sao lốm đốm đầy trời, Diệp Thần cưỡi ô mang. Ở một phiến sinh trưởng một ít vô cùng to lớn cây xương rồng trạng thực vật hoang mạc lên chạy như bay, dọc theo đường đi, hắn còn không ngừng quét nhìn chung quanh phong cảnh, cái này Nam vực hình dạng bề mặt trái đất quang cảnh, thà nó mấy vực khá là không cùng, ngược lại cũng có thể hấp dẫn hắn mấy phần hứng thú, coi như kỳ lạ. Bất quá dưới mắt, hắn đối với Trần Chi Phàm sự việc để ý hơn. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, dọc theo con đường này, lại cơ hồ không thấy được cái gì người đi đường. Ngay tại Diệp Thần kỳ quái lúc đó, Diệp Thần rốt cuộc thấy được một cái ông già. Cổ quái là ông già một bên đang uống rượu, một bên lại mình đang đánh cờ. Đối diện với hắn, không có bất kỳ người. Diệp Thần để cho ô mang dừng lại, trực tiếp xuống, chắp tay một cái, tiền bối, không biết. Lời còn chưa nói hết, thanh âm hơi ngừng. Bởi vì cái này cổ quái ông già không phải người khác. Lại chính là vô cùng thần bí Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mấu chốt lão đầu này làm sao vậy theo đến Nam vực tới. Vĩnh Hằng Thánh Vương ngẩng đầu nhìn một mắt Diệp Thần, ngoài ý muốn nói đây không phải là Diệp tiểu tử sao, thật là tấu xảo, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần tức thiếu chút nữa một búng máu phun ra, yên lặng ngồi ở Vĩnh Hằng Thánh Vương đối diện, những lời này, hẳn ta hỏi ngươi mới đúng. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng. Nhìn chằm chằm bàn cờ, uống một hớp rượu, ai nha, cái này cờ thật giống như thua. Diệp tiểu tử, ngươi xem cái này cờ đen, còn có đường ra sao? Diệp Thần có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm cờ đen nhìn một cái, nhướng mày một cái. Rõ ràng cho thấy tử cục. Quả thật thua. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, đứng lên, duỗi người, xem ra bàn cờ này, đối với vậy nha đầu mà nói là tử cục à? Vậy ngày mai Thiên Hàn Sơn, sợ là phải xảy ra chuyện rồi. Nói xong Vĩnh Hằng Thánh Vương liền bỏ lại bàn cờ, lảo đảo lắc lư rời đi. Diệp Thần chau mày, cái này Vĩnh Lão lại là nổi cơn gì? Thiên Hàn Sơn, nha đầu, lão này rốt cuộc muốn tỏ rõ cái gì? Tại sao phải và tự mình nói? Diệp Thần chăm chú nhìn chằm chằm vậy trong bàn cờ tử cục, không nghĩ nhiều nữa,
một bước bước lên ô mang, nói, đi thôi. Diệp Thần xem qua trên bản đồ đánh dấu điểm, Thiên Hàn Sơn là nam vực chỗ sâu một tòa núi to. Núi to nhiệt độ cực thấp, đỉnh núi bát ngát vô cùng, rất nhiều phong môn trên cường giả cũng sẽ ở Thiên Hàn Sơn giải quyết sự việc. Thiên Hàn Sơn chung quanh phân bố rậm rạp chẳng chịt kiếm ý, tựa như đại biểu một đoạn đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Thiên Hàn Sơn khoảng cách thành Thiên Đô không tính là quá xa. Diệp Thần sở dĩ muốn đi cái này thành Thiên Đô, là bởi vì làm gốc theo Cát Thanh tình báo, tên kia thần bí người thừa kế trước ở nơi này thành Thiên Đô hiện thân qua. Diệp Thần lần đi, vậy muốn dò xét hỏi dò tin tức, vận khí tốt, nói không chừng có thể được cái gì tình báo đâu. Nhưng mà càng tiến về trước, Diệp Thần chân mày, liền nếp nhăn được càng sâu. Tại sao? Bởi vì, dọc theo con đường này, chân thực quá yên lặng. Yên tĩnh quỷ dị. Tuy nói nơi này là bên nhét, nhưng là cũng không nên hoang lạnh như vậy à. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thánh Vương trước thời hạn thanh tràng? Hắn lại đi sâu vào hồi lâu, nhưng vẫn là độc thân cũng không thấy, thuyết minh sự việc có chút không đơn giản. Có thể để cho hắn kỳ quái chính là, như con đường này có vấn đề gì, Cát Thanh cho hắn tư liệu bên trong, chắc có nơi nhắc nhở mới đúng à. Nhưng mà trong tài liệu, nhưng cái gì vậy không có đề cập. Bất quá, Diệp Thần vậy không quá mức để ý. Lấy hắn bây giờ thực lực, giống vậy nguy hiểm, đã không để ở trong lòng. Diệp Thần tiện tay đeo lên mặt nạ, hắn không xác thực định cái đó nam vực ông già phải chăng sẽ tới tìm kiếm mình, che đậy mặt mũi bảo đảm nhất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bây giờ, một hồi gió đen cuốn qua, trong gió đen, mơ hồ truyền ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười quái dị. Ô mang tựa hồ bị kinh sợ uy hiếp, hí một tiếng, nâng lên chân trước, dừng bước chân lại. Diệp Thần nhìn vậy đạo gió đen, ánh mắt nhỏ tránh. Chỉ chốc lát sau, vậy gió đen đáp xuống Diệp Thần trước người, hiện ra mấy đạo thân ảnh tới. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp cái này mấy người vóc người khác nhau, có chiều cao lùn, bất quá nhìn qua, cũng khá là gầy yếu, hơn nữa đều là cả người quần áo đen, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, một đôi lõm xuống trong mắt bên trong, lóe lên bích lục ánh sáng. Càng làm cho người sợ hãi phải, cái này trên người mấy người, lại vẫn đứng thẳng một cái to lớn con rơi, cái này con rơi cả người đen nhánh, dài từng cây một đen nhánh tỏa sáng nhọn mao, một đôi quái nhãn, và vậy mấy tên người đồ đen tương tự, miệng đầy răng nanh, giống như lồi ra khẩu ngoại kiếm vậy, lóe lên khiếp người hàn mang. Những người này cho hắn cảm giác, để cho hắn nghĩ tới hồn điện. Lâm Tuyệt Long khí tức trên người và những người này giống nhau như đúc. Mà ở nơi này con rơi bên người, thì quỳ mấy tên thương thế cực kỳ nặng võ giả, tay chân lên cũng mang xiềng xích, ánh mắt ảm đạm, một bộ tù binh hình dáng. Trọng yếu hơn phải, những võ giả này đều là tinh khiếu hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp tu vi. Nam vực so Tây vực mạnh mẽ, nhưng tinh khiếu cường giả ở Nam vực thân phận vậy coi là tôn quý tồn tại. Làm sao sẽ luân lạc nơi này? Vậy mấy tên người quần áo đen ánh mắt, ở Diệp Thần và vậy con ô mang trên mình đảo qua, lại là đồng thời sững sốt một chút, tiếp theo liền lộ ra gần như điên cuồng vẻ tham lam. Hồn điện công pháp căn nguyên liền và ma tộc có liên quan. Bọn họ trên mình dính bộ phận ma khí, tự nhiên cảm thụ ra ô mang ma ý phi phàm. Diệp Thần ở trên người mọi người đảo qua. Quả nhiên phát hiện hồn điện ngọc bài. Hồn điện ở Nam vực làm gì? Thu thập võ giả, chẳng lẽ là vì những cái kia quan tài đá kế hoạch? Mà sau lưng mấy người đầu kia to lớn con rơi, khi nhìn đến Diệp Thần và ô mang sau đó, cũng là ngay tức thì sao động lên, vậy mấy tên người đồ đen hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng một hồi trấn an. Cầm đầu một người vô cùng là cao gầy nam tử, nhướng mày một cái, tiện tay nắm lên trên đất một người gầy gò nam tử, nam kia tử bị bắt, nguyên bản ảm đạm trong mắt bên trong. Ngay tức thì hiện ra vô cùng là mãnh liệt vẻ hoảng sợ, cõi lòng tan nát kêu thảm. Không muốn à, thả qua ta đi, ta nguyện ý cống hiến ta huyết mạch. Vừa nói, lại là hù được không cầm được. Mà những thứ khác mấy tên quỷ dưới đất trai gái thấy vậy, đều là cả người run rẩy chặt chẽ cúi đầu, che lỗ tai lại, tựa hồ đang trốn tránh hết thảy phát sinh trước mắt. Tên kia cao gầy người đàn ông đồ đen hừ lạnh một tiếng. Đối thủ bên trong chàng trai kêu rên chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đem ném về phía vậy to lớn con rơi.
to lớn còn rơi quái nhãn bên trong, Bích Quang chớp mắt, miệng to như chậu máu một tấm, trực tiếp cắn tên kia nam tử, sắc bén như kiếm răng nhọn không tốn sức chút nào xé rách chàng trai ra bắp thịt, máu tươi ngay tức thì tung tóe ra. Mà tên kia nam tử trong miệng, thì phát ra sợ hãi, tuyệt vọng tới cực điểm thét chói tai. Diệp Thần con mắt thoáng qua một tia lạnh ý, chỉ gặp tên kia chàng trai ra, nhanh chóng khô đét xuống, mất đi màu máu da vô cùng trắng bệch, lại là ngay tức thì liền bị vậy to lớn con rơi hút khô máu tươi biến thành người khô. Quỷ dị chính là, võ giả này huyết mạch cũng đã biến mất. Vậy to lớn con rơi khạc ra chàng trai thây khô, chưa thỏa mãn đập đi miệng, bất quá, cuối cùng bình tĩnh lại. Toàn bộ quá trình, mặc dù không dài, nhưng là có thể nói, là tương đương tàn nhẫn kinh khủng. Đặc biệt là nam tử bị con rơi cắn lúc thét chói tai, hiển nhiên bị cái này con rơi hút máu lúc đó, hắn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mà lúc này, tên kia cao gầy nam tử, thì dẫn những thứ khác mấy tên người đồ đen, đem Diệp Thần hoàn toàn vây quanh. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn cái này mấy người một mắt, cái này mấy tên quỷ dị người đàn ông đồ đen, khí tức trên người hỗn loạn. Huyết mạch cực kỳ không thuần khiết. Mà tên kia cao gầy nam tử kinh khủng nhất, lại là phong môn tồn tại. Bất quá Diệp Thần lại nhạy cảm ứng được, tên nam tử này tử khí tức cổ quái, tựa hồ là cưỡng ép tăng lên thành quả. Chẳng lẽ hồn điện đã nắm trong tay tăng lên huyết mạch và tu vi năng lực? Nếu quả thật thành lập đang thước đoạt võ giả khác tu vi và huyết mạch trên căn bản, đó cũng quá qua kinh thế hãi tục. Trong này hơi thở cường đại nhất, là phía sau bọn họ vậy chỉ cổ quái con rơi. Ngay tại lúc này, mà đế thanh âm vang lên, vậy con rơi kêu là huyết bức, là ma vực ma thú, sở trường hấp thu máu tươi và năng lượng, theo lý mà nói không thể nào hấp thu huyết mạch. Ma vực ma thú thoát khỏi ma vực ma khí, thật khó sinh tồn, có thể dưới mắt là tình huống gì? Hồn điện người tựa hồ đem cái này là huyết bức sửa đổi. Xem ra, giống vậy đến từ Hoa Hạ Lâm Tuyệt Long, trên mình giấu bí mật thiên địa không cho, mà hồn điện vốn là sở thích điều nghiên cái này bằng môn tả đạo. Hồn điện rốt cuộc muốn làm gì, thu thập nhiều cường giả như vậy. Còn nữa, người trước mặt cái này mấy người hơi thở rất cổ quái, bọn họ căn bản không chịu nổi huyết mạch thay đổi, chỉ bất quá bọn họ trên mình bị người chồng cấm chế, có thể miễn cưỡng kéo dài một đoạn thời gian. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, luôn cảm giác tiếp theo linh võ đại lục có đại sự gì muốn phát sinh. Như lần sau gặp phải Lâm Tuyệt Long, phải không tiếc bất cứ giá nào đem chém chết. Trong đó một người thân hình gầy đét hồn điện cường giả, nhìn Diệp Thần nói. Không nghĩ tới à, nghe nói phụ cận đây bên nhét phong môn cường giả Lý Kỳ, phải ra tay đối phó chúng ta hồn điện, vốn dự định lúc này rút lui, lại đang tối nay, để cho trong chúng ta liền lớn như vậy phần thưởng. Xem ra, liền ông trời cũng ở giúp chúng ta à. Một cái khác bộ xương rộng lớn nam tử khàn khàn nói, hi hi, lão tam, cũng không biết. Thằng nhóc này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là cái tạo hóa cảnh, trên người máu lại như thế mê người. Còn có hắn bên cạnh vậy con linh thú, chắc có không tầm thường huyết mạch chứ? Nói không chừng, hấp thu huyết mạch của bọn họ, Lâm Tuyệt Long đại nhân sẽ tưởng thưởng chúng ta càng nhiều. Đứng ở Diệp Thần sau lưng một người nam đầu chọc tử chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như là phong tỏa con mồi giống như dã thú, có chút không dằn nổi nói, tam ca, nhị ca. Chúng ta còn chờ cái gì? Người này tu vi thấp chút, nhưng là huyết mạch thuần khiết, Lâm đại người muốn chính là loại người này. Dứt lời, cái này ba người bước chân động một cái, lại là từ từ hướng Diệp Thần đi tới. Có thể nhìn ra được, trong mắt của bọn họ đều có cấp bách ý, sở dĩ không có chen nhau lên, đoán chừng là bởi vì cầm đầu tên kia cao gầy nam tử, vẫn không nói gì đi. Diệp Thần ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Tuyệt Long lại tới Nam Vực. Hắn duy nhất có thể liên tưởng đến chính là huyết linh tộc. Hồn điện và Nam Vực duy nhất liên lạc chính là huyết linh tộc. Dẫu sao thượng cổ huyết hồn tộc chia làm hai, hồn tộc và huyết linh tộc. Chẳng lẽ huyết hồn tộc phong ấn giải trừ, hai cái thế lực liên hiệp? Diệp Thần trong lòng giờ phút này có quá nhiều bí ẩn. Diệp Thần bước ra một bước, ánh mắt sửng dưng nhìn ép tới gần mấy người. Lúc này, tên kia cao gầy nam tử, đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Những thứ khác mấy tên người đàn ông đồ đen, thân hình đồng thời dừng lại, lại là đối với vậy cao gầy chàng trai lời nói,
vô cùng là thuận theo. Vậy cao gầy nam tử, một đôi mắt xanh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, không biết vì sao, cái này vận may võ giả lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác, nếu như bình thường nói, hắn thậm chí có thể sẽ chọn buông tha đối với Diệp Thần ra tay, sở dĩ hiện tại còn đứng ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Thần huyết mạch quá hấp dẫn người. Diệp Thần nhún nhún vai nói, ta không muốn động thủ, các ngươi tự rời đi đi. Mấy người nghe vậy, đều là sững sốt một chút. Bọn họ nhưng mà hồn điện à. Cũng là để cho vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại à. Ra chỉ một phần chia huyết mạch lực, cho dù là phong môn tồn tại, cũng chưa chắc có tư cách để cho mình các người tránh đường ra chứ. Một cái tạo hóa cảnh lại như thế không đem bọn họ coi ra gì. Vậy đứng hàng thứ tư nam đầu chọc tử chợt cười lớn, nói, thằng nhóc, ngươi là không biết, chúng ta hồn điện danh hiệu sao? Phải biết, trước không thiếu xem ngươi như vậy nói với chúng ta người, kết quả nhưng mà rất thê thảm. Vừa nói, hắn chỉ một cái đó đã biến thành người làm thi thể, cười nói, ngươi biết không? Thằng nhóc này tu vi xa xa cao hơn ngươi. Chỉ bất quá huyết mạch hắn chân thực không thể miệng. Diệp Thần xem đều không xem vậy nam đầu chọc tử một mắt. Chỉ là nhàn nhạt hướng về phía vậy cao gầy nam tử, lại hỏi một câu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, cút còn chưa cút. Vậy cao gầy nam tử nghe vậy, ánh mắt chợt trầm xuống. Hai tròng mắt bên trong, bích quang cuồng tránh. Để cho chúng ta cút, ta mới vừa rồi, bất quá là đang suy nghĩ, muốn không muốn cho ngươi cái mạng sống cơ hội mà thôi. Hiện tại, ngươi nếu như quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu nói, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Dẫu sao mạch máu ngươi thật là hấp dẫn người đâu, Lâm đại người sợ rằng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, cao gầy nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một chụp bên cạnh to lớn là huyết bức, mấy người bên trong, cũng chỉ có hắn có thể hơi điều khiển con ma thú này hành động. Giá cao gầy nam tử mặc dù bị kích thích, vô cùng là tức giận, nhưng là hắn vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí, Diệp Thần trước để cho hắn cảm nhận được như vậy cảm giác uy hiếp, vẫn lưu ở trong lòng. Cho nên, cái này ra tay một cái, hắn không có giữ lại chút nào ý kiến, thậm chí, trực tiếp vận dụng cái này rơi vương. Rơi vương thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là, mỗi lần ra tay, cũng là muốn hút đi con mồi phần lớn máu tươi, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cao gầy nam tử cũng không nguyện ý để cho cái này rơi vương động thủ. Vậy rơi vương bay lên trời, nổi lên từng cơn gió đen, hóa thành một đạo giả thiên tế tháng bóng mờ, lao thẳng tới Diệp Thần tới. Mà cao gầy nam tử các người cũng là một tiếng kêu quái dị, cả người áo quần nổ tung, bắp thịt đột trống, khí thế bùng nổ. Cái này mấy người thân hình chuyển động, tốc độ cực nhanh, hóa thành bốn cái bóng đen, đi đôi với vậy rơi vương, công hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn vậy rơi vương, mặt lộ vẻ cười nhạt, ở hắn cảm giác bên trong, cái này rơi vương thân xác, có thể nói là vô cùng là bền bỉ, sợ rằng, mình toàn lực một kiếm. Cũng chưa chắc có thể chém được chết nó, ở trong ma thú, vậy coi như khá là cường hãn. Nhưng là, xúc sinh này mạnh hơn nữa, dẫu sao chỉ là một đầu xúc sinh mà thôi, hơn nữa còn là thần trí mơ hồ, thú tính cực mạnh, động một chút là sẽ giận dữ xúc sinh, như vậy dị thú thần hồn phương diện vậy cũng không biết quá mạnh mẽ. Lúc này Diệp Thần trong con ngươi ánh sáng chớp mắt, nhìn thẳng rơi vương vậy bích lục hai tròng mắt, khẽ quát một tiếng, hồn kiếm ra. Một khắc sau, một hồi vô hình chập chờn từ Diệp Thần ấn đường, bộc phát ra, mơ hồ bây giờ, biến ảo làm một chuôi hơi khói lượn quanh hư ảnh trường kiếm, một cái chớp động sau đó liền bắn vào vậy sắc mặt dữ tợn, đồ sộ miệng há to, nhìn như vô cùng là kinh khủng rơi vương ấn đường bên trong. Vậy ngay tại lúc này, vậy bốn tên người đàn ông đồ đen, vậy đến Diệp Thần trước người, mấy người hai tay, cũng hóa thành một đôi móng nhọn bên trên quấn vòng quanh tí ti huyết quang. Thường ngày máu này quang chỉ cần dính vào trên người địch nhân, liền có thể ngay tức thì đem đối phương máu thịt xương cốt, cũng hoàn toàn ăn mòn. Lúc này, mấy người nâng lên tay, đem Diệp Thần né tránh góc độ, hoàn toàn phong tỏa. Đạo đạo màu máu chảo ảnh, rơi vào Diệp Thần trên mình. Cảm nhận được trên tay xúc cảm, mấy tên hồn điện nam tử, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ móng vuốt, sát sát thật thật rơi vào Diệp Thần trên người. Quỷ dị này máu móng, cho dù là phổ thông tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, bị bọn họ như vậy một chảo, cũng sẽ bị thương, huống chi là một cái vận may. Cái này phách lối tiểu tử, chết chắc.
ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần đứng chỗ, ngay tức thì liền đánh ra một cái hố to, Diệp Thần liền đứng ở hố to trung tâm, ở hắn quanh thân, là vậy bốn tên hồn điện cường giả. Lúc này, bốn chỉ đổ thừa móng vững vàng bấu vào Diệp Thần trên mình. Nguyên bản, mấy người vậy xấu xí mặt dữ tợn lên, còn mang chán ghét nụ cười, muốn xem Diệp Thần trong thống khổ ngã xuống, kêu rên, nhưng mà một khắc sau trên mặt bọn hắn nụ cười liền đóng lại. Cùng lúc đó, bầu trời bên trong, truyền tới một tiếng thê lương kêu rên, vậy để cho bọn họ tín nhiệm vô cùng, thực lực kinh khủng to lớn là huyết bức, lại là phát ra một tiếng hét thảm, cặp mắt cùng hai lỗ tai bên trong, xông ra vô số máu tươi, trực tiếp từ không trung nặng nề ném xuống đất. Không tốt, cao gầy nam tử thầm quát một tiếng, đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở, bên tai, liền vang lên bịch bịch hai tiếng rên. Diệp Thần coi thường cắm ở trên người lực lượng, thân hình chợt dương cao, máu thần, phần huyết quyết, thần ma luân hồi quyết vận chuyển. Tất cả đều thi triển, trong miệng khẽ kêu một tiếng, đôi quyền đánh ra. Vô cùng nhanh chóng, hung hăng đập vào lão nhị kia, lão tam đầu lâu bên trên. Cái này hai người giết người vô số huyết ma, cứ như vậy, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Diệp Thần đánh thành hai luồng xương máu. Cao gầy nam tử và tên kia nam đầu chọc tử đều là thần sắc cuồng biến, cái này hai quyền mặc dù không có nện ở bọn họ trên mình, nhưng đem bọn họ suy nghĩ, cũng khuấy được vỡ vụn à. Mới vừa rồi, kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao vô cùng cường đại rơi vương, lại đột nhiên trọng thương? Tại sao mình hai người đồng bạn, lại đột nhiên bể thành xương máu? Quá nhiều không hợp lý, để cho cái này hai người là máu thành tánh hồn điện cường giả, lần nữa tìm về bên trong sợ hãi trong lòng. Phải biết, vậy rơi vương thân thể mạnh nhưng mà liền phong môn võ giả, cũng không nhất định có thể tạo thành tổn thương à. Làm sao cứ như vậy không giải thích được ngã xuống? Không nói rơi vương, liền bọn họ bản thân. Biến dị sau này cũng có thể bằng vào thân xác, chống cự tinh khiếu đỉnh cấp võ giả công kích, nhưng mà Diệp Thần tiện tay hai quyền liền đem lão nhị và lão tam đập thành xương máu. Lực lượng này, kết quả có kinh khủng dường nào à? Vậy cao gầy nam tử và nam đầu chọc tử, đồng thời một tiếng kêu quái dị, nơi nào còn cố được những thứ khác, phát giống như điên, hướng phương hướng bất đồng chạy trốn ra. Hiện tại, cho dù Diệp Thần máu tươi như thế nào đi nữa mê người, bọn họ cũng tuyệt đối không dám quay đầu lại à. Máu lại món ăn ngon, cũng phải có mệnh ở đây, mới có cơ hội thưởng thức à. Nhìn vậy nhanh chóng chớp động hai cái bóng đen, Diệp Thần cười nhạt, nói, bây giờ muốn đi, chưa thấy được đã quá muộn sao. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân điện mang lóe lên, cả người hóa thành một đạo điện quang ngay lập tức liền xuất hiện ở cao gầy chàng trai sau lưng. Mà ô mang cũng là hóa là một đạo ma ảnh xuất hiện ở một người khác trước mặt. Ô mang hai chân lăng không, chợt đạp xuống. Ma khí phun trào. Một đạo gầm thét sau đó, vậy nam đầu chọc tử lại tại chỗ hóa thành xương máu. Thấy một màn này, Diệp Thần hơi kinh hãi. Ô mang không chỉ tốc độ đáng sợ, lại vẫn có thể bùng nổ kinh người năng lực chiến đấu. Mấu chốt ô mang giết là hồn điện tinh khiếu cường giả à. Khó trách ma đế như vậy tồn tại cũng muốn cầm ô mang làm vì mình thú cưỡi. Vậy cao gầy nam tử tự nhiên cảm nhận được Diệp Thần xuất hiện, thậm chí chính mắt nhìn thấy ô mang giết người. Giống như là thấy quỷ như nhau, hoảng sợ kêu to lên. Hắn nâng hai tay lên, không ổn định phong môn khí thế hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ hoang mạc tựa hồ cũng bị cái này kinh thiên sát khí ảnh hưởng, liền nhiệt độ cũng cực nhanh hạ xuống đứng lên. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt. Giá cao gầy nam tử quả thật còn có mấy phần thực lực. Lúc này, cổ tay hắn lộn một cái thú hủ kiếm lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay. Vậy cao gầy nam tử điên cuồng la nói, cho ta chết à. Hắn hai tay, huyết quang lớn thả, hóa thành một đoàn màu máu quang diễm, hừng hực cháy. Quang diễm vừa ra, liền đất đai đều bị thiêu hủy ra vô số trống rỗng, cực mạnh sát khí gào thét ra, hoang mạc bên trong, so với hơi yếu nhỏ sinh linh. Ở sát khí này dưới ảnh hưởng, lại là trực tiếp thân thể nổ, hóa là chấm huyết quang, dung nhập vào cái này quang diễm bên trong. Quỷ dị đến làm người ta nghẹt thở. Cao gầy nam tử chợt vung tay lên, trong tay quang diễm, liền hóa thành một đạo cột lửa, hướng Diệp Thần đánh đi. Toàn bộ hoang mạc, lại trong nháy mắt, cũng ánh thành màu máu.
Cao gầy nam tử sắc mặt vui mừng, ở nơi này sống chết trước mắt, mình lại thi triển ra vậy đạo cấm thuật. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hướng mình đánh tới quang diễm, thần sắc không thay đổi, thú hủ kiếm hướng về phía vậy quang diễm, ầm ầm chém xuống. Kiếm quang chớp mắt, giống như phá vỡ chân trời sao rơi, hoặc như là chiếm đoạt hết thảy hắc động. Vậy nhìn như, vô cùng là kinh khủng màu máu cột lửa, lại là ở đó băng hàn kiếm quang dưới, ngay tức thì mất đi. Mà cao gầy nam tử nội tâm bên trong, nguyên bản sinh ra một chút hy vọng, vậy theo lửa này trụ, cùng chung tiêu tán ở hắc ám bên trong. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bước ra máu tươi, lấy ra hai quả ngọc bài. Một quả là hồn điện ngọc bài, một quả lại là huyết linh tộc ngọc bài. Cao gầy nam tử quanh thân hiện lên màu máu và ma khí, tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Dưới màn đêm, một đạo quỷ dị bóng đen đang điên cuồng chớp động, vậy hồn điện cường giả lúc này vậy xấu xí gương mặt bên trên, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cao gầy nam tử biết, tất cả mọi người đều chết. Hắn phải trở về mật báo tin tức, phải nói cho Lâm Tuyệt Long đại nhân. Nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt, mơ hồ bắt được một tia ánh sáng, từ hắn bên người chợt lóe lên. Vậy cao gầy nam tử, chợt dừng bước lại, giống như chim sợ ná, điên cuồng quay vòng vòng đầu lâu, trong mắt bích quang chớp động, chỉ gặp hắc ám bên trong, trừ gió cát cùng to lớn kia cây xương rồng trạng thực vật ra, trống trơn như vậy. Hắn nhẹ nhẹ thở ra một cái, buông lỏng một ít, bước chân động một cái, liền chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng vào lúc này, giá cao gầy chàng trai bên tai, vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử. Chạy đủ chưa? Thanh âm này, là từ hắn sau lưng truyền tới. Vậy cao gầy nam tử chợt xoay người, chỉ gặp Diệp Thần mặt mỉm cười, lẳng lặng đứng ở hắn sau lưng. À, cao gầy nam tử kinh hô một tiếng, tiếp theo con ngươi lại là co rúm một cái. Thả qua ta nguyện ý ký kết khế ước, nhận ngươi làm ta chủ nhân. Trong tương lai, đối với ngươi duy mệnh là từ, chỉ phải có đầy đủ máu, ta là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhất định, sẽ đối với chủ nhân hữu dụng. Vậy nam đầu chọc tử, lúc này nơi nào còn chút nào tức giận chút nào tàn nhẫn. Hắn ăn nói khép nép vừa nói, hai chân run lên, chợt quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, hắn biết bằng mình tốc độ là tuyệt đối không cách nào từ Diệp Thần trong tay chạy trốn. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia cuồng bạo ý. Chợt hướng về phía vậy quỳ dưới đất cao gầy nam tử một cước đạp xuống. Vô tận bụi bầm phun trào. Ta không cần khế ước, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi chỉ phải trả lời là được. Cao gầy nam tử chợt gật đầu, đại nhân, ngươi hỏi ta cái gì đều được, không quá ta cảm thấy đại nhân nhất tốt mau rời khỏi, dẫu sao hồn điện người xảy ra chuyện, chúng ta người sau lưng sẽ biết. Nhưng mà Diệp Thần diễn cảm nhàn nhạt, đưa tay ra, bắt lại mặt nạ, à. Ngươi nói đúng Lâm Tuyệt Long. Cao gầy nam tử khi thấy Diệp Thần bộ mặt thật, con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Ngươi là Diệp Thần. Hồn điện người nào không biết Diệp Thần. Thậm chí, hồn điện đuổi giết bảng bên trong, treo giải thưởng cao nhất cũng là Diệp Thần. Tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại xuất hiện nam vực. Ác ma, hạ xuống. Diệp Thần gặp cao gầy nam tử không nói lời nào, lắc đầu một cái, nhìn lướt qua ô mang. Một giây kế tiếp, ô mang hóa là một đạo ma ảnh, phóng lên cao. Lại là hung hãn hướng cao gầy nam tử đạp tới. Cao gầy nam tử hoàn toàn luống cuống, vội vàng nói, một ngày trước, Lâm Tuyệt Long đi theo điện chủ đi tới Nam Vực. Tại sao tới Nam Vực? Diệp Thần nhíu mày nói. Cao gầy nam tử tiếp tục nói, cụ thể tại sao chỉ có Lâm Tuyệt Long và điện chủ mới biết. Từ Lâm Tuyệt Long xuất hiện bắt đầu. Điện chủ liền tựa hồ và Lâm Tuyệt Long bận cái gì, bọn họ tựa hồ đối với cướp đoạt người khác huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, một mực đang thí nghiệm. Mấy ngày nay, hồn điện bắt cường giả chừng hơn ngàn người, phần lớn là vận may tinh khiếu cường giả, dĩ nhiên, cũng có phần nhỏ là phong môn cường giả. Thậm chí, điện chủ còn cầm chúng ta hồn điện trưởng lão làm thí nghiệm. Điện chủ hoàn toàn điên rồi. Chúng ta mấy người bất quá là thất bại thể. Cũng may điện chủ ở chúng ta trong cơ thể trồng nào đó loại cấm chế, có thể kết hợp những cường giả kia huyết mạch, kéo dài một đoạn thời gian. Đúng rồi, tối ngày hôm qua, ta mơ hồ thấy điện chủ và huyết linh tộc mấy vị khí tức cường đại ông già tiến vào một nơi hậu hoa viên, tựa hồ là gặp cái gì người trọng yếu.
người nọ thật giống như đến từ thần quốc. Đại nhân, ta biết chính là những thứ này, ta khuyên ngươi mau rời khỏi, bởi vì... Lời còn chưa nói hết, cao gầy nam tử bên hông hồn điện ngọc bài lại trôi lơ lửng, chung quanh không gian mơ hồ văng tung tóe. Có người tới. Ô mang ngay tức thì hóa thành một đạo ma ảnh hướng Diệp Thần tới, hơn nữa hung hãn đạp ở cao gầy nam tử trên mình. Lại trực tiếp đem vậy đầu chọc sọ đầu của nam tử cùng với hồn điện ngọc bài đạp được nghiền. Xử lý xong hết thảy các thứ này, vậy không gian vỡ loạn hơi thở mới hoàn toàn biến mất. Diệp Thần sờ một cái ô mang, cười nói cảm ơn. Xử lý xong cuối cùng này một người hồn điện sau đó, Diệp Thần thân hình lại là một cái chớp động, mấy cái hô hấp sau đó, liền trở lại ban đầu chỗ ở vị trí, lúc này to lớn kia là huyết bức vẫn đổ tại chỗ thoi thóp, thần hồn xu hướng tại tan vỡ. Diệp Thần mới vừa dự định chém xuống một kiếm, ô mang dẫn đầu động một cái, lại dương ra miệng to trực tiếp nuốt vào. Thấy một màn này, Diệp Thần con người có chút kinh hãi, dẫu sao những thứ này là huyết bức huyết mạch trong cơ thể lực cực kỳ rối loạn. Như vậy chiếm đoạt, dễ dàng bạo thể mà chết à. Mà nhưng vào lúc này, ma đế lên tiếng, ngươi ngược lại là xem nhẹ người này, những thứ này rối loạn huyết mạch đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nếu như hắn trưởng thành, một miệng nuốt vào một tòa núi to cũng có thể. Diệp Thần gật đầu một cái, đeo lên mặt nạ, ánh mắt hướng một phương hướng nhìn. Những thứ khác mấy tên bị bắt làm tù binh võ giả thì run lẩy bẩy rút thành một đoàn. Diệp Thần lắc đầu một cái vung tay lên, kim quang chớp động gian, đem bọn họ trên người xiềng xích, cũng chém thành nghiền. Diệp Thần giơ tay lên một cái, đem mấy viên thuốc, hóa thành thuần túy dược lực, đánh vào mấy người trong cơ thể, bọn họ tình trạng thân thể lập tức chuyển biến tốt một chút, đồng thời hắn lấy ra mấy bộ quần áo, quăng ra ngoài. Sau đó, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ thần niệm bộc phát ra. Nguyên bản còn lõm sâu ở tuyệt vọng sợ hãi bên trong thần trí không rõ mấy người, cặp mắt nhanh chóng sáng lên. Mấy người kia mới đầu còn có chút mờ mịt nhìn chung quanh, bất quá rất nhanh, mặt của bọn họ lỗ bên trên, liền thoáng qua các loại các dạng tâm trạng, đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mấy người không hẹn mà cùng lớn khóc thành tiếng, một bên vô cùng là thành khẩn hướng về phía Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đại ân không thể là báo. Diệp Thần thờ ơ khoát tay một cái nói, chỉ là cái này mấy người trêu chọc ta, thuận tay mà là thôi, các ngươi tự đi rời đi thôi. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt, đều là sống sót sau tai nạn vui sướng, gặp Diệp Thần thật không có cần bọn họ báo đáp ý kiến, liền kết bạn hướng vùng lân cận thành trì bước đi. Diệp Thần lúc này lấy ra thú hủ kiếm, kiếm quang liền tránh, đem đã mất đi sức chống cự còn dư lại là huyết bức, chém thành mấy khối. Đồng thời lấy ra một cái bình ngọc, đem máu, toàn bộ bỏ vào trong đó giấu kỹ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, liền lần nữa phóng người lên ô mang, hướng Thiên Hàn Sơn tiến về trước. Lâm Tuyệt Long sự việc cố nhiên khó giải quyết, nhưng không phải thủ phải giải quyết sự việc, hắn muốn làm rõ ràng, tại sao Vĩnh Hằng Thánh Vương để cho hắn đi Thiên Hàn Sơn. Cùng lúc đó, Nam vực chỗ sâu một tòa cung điện. Đền phía ngoài cùng có khắc một tảng đá lớn. Trên đá lớn viết dính đầy máu tươi ba chữ. Huyết linh tộc. Tương truyền linh võ đại lục huyết linh tộc trên đá lớn mấy chữ này, là thượng cổ huyết hồn tộc đại năng lưu lại. Huyết linh tộc và hồn điện cố nhiên ở trên cao cổ xuất từ đồng môn, nhưng hơn năm qua, lẫn nhau không liên lạc. Thậm chí mơ hồ có chút tử địch. Mà trước đây không lâu, hồn điện điện chủ lại tự mình đi tới huyết linh tộc. Đây là từ trước tới nay lần đầu tiên gặp gỡ. Đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Càng quỷ dị hơn là, huyết linh tộc ở Nam vực không hề coi là vô cùng cường đại. Mà giờ khắc này huyết linh tộc cửa lại chú đóng hai vị hơi thở cực kỳ kinh người ông già. Ông già tròng mắt đóng chặt, quanh thân tản ra lăng tuyệt tại hết thảy hơi thở. Bọn họ ống tay áo bên trên thậm chí có một đạo cổ xưa đồ đằng. Đồ đằng dưới có hai cái thật nhỏ chữ thần quốc. Thần quốc người lại hạ xuống huyết linh tộc. Kết quả vì chuyện gì? Mà ở chỗ sâu nhất đại điện, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Một cái khí lực đầy đủ áo vàng nam tử ngồi tại đại điện phía trên nhất, uống thượng hạng linh trà. Mà hắn phía dưới, chính là huyết linh tộc liên can thái thượng trưởng lão và lão tổ, cùng với hồn điện Lâm Tuyệt Long, thậm chí còn điện chủ. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang vẻ kính sợ.
chỉ có Lâm Tuyệt Long ánh mắt, kính sợ bên trong mang một tia cuồng nhiệt. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn dùng vậy biện pháp hấp thu thần quốc máu cường giả mạch, sẽ tăng lên đến cái gì kinh khủng tình cảnh. Áo vàng nam tử đặt ly trà xuống, ánh mắt ở chung quanh trên người mọi người nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói các ngươi xác định vậy phương pháp sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Hồn điện điện chủ tiến lên một bước, chắp tay nói, đại nhân, mặc dù còn đang thí nghiệm giai đoạn, nhưng dựa theo trước mắt độ tiến triển, quả thật có thể xuất hiện hoàn mỹ vật thí nghiệm. Áo vàng nam tử có chút không có vấn đề, ta đối với đồ chơi này không có hứng thú. Con đường võ đạo, vẫn là phải một bước một cước ấn, ban đầu các ngươi nghiên cứu đồ bị linh võ đại lục thượng cổ cường giả phong tỏa qua, vốn là cũng không sao thành quả. Hiện tại ngươi hồn điện và huyết linh tộc lại muốn tiếp tục đi đường này, ta không coi trọng. Ta lần này tới huyết linh tộc, chẳng qua là xem những cái kia nhốt người. Chẳng biết tại sao, trong gia tộc khối đá kia đầu luôn có dị động, thật giống như có không tốt sự việc muốn phát sinh à. Tất cả mọi người lui ra đi. Hồn điện điện chủ làm sao nguyện ý lui ra, vội vàng đem Lâm Tuyệt Long kéo ra ngoài. Rồi sau đó, đối với áo vàng chàng trai nói, đại nhân, người này chính là hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Hắn có thể hấp thu người khác huyết mạch và tu vi, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ. Đoạn thời gian này, chúng ta hồn điện một mực ở trên người này thí nghiệm. Nếu như đại nhân không tin, có thể đối với người này ra tay. Áo vàng nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Tuyệt Long trên mình, hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lâm Tuyệt Long khí tức trên người rất cổ quái. Huyết mạch cực độ rối loạn. Cái này ở trong võ giả căn bản không có thể. Suy tính bây giờ, áo vàng nam tử đưa ngón tay ra, một chỉ điểm ra. Ánh sáng màu vàng giống như một chuôi trường thương hướng Lâm Tuyệt Long đâm tới. Lâm Tuyệt Long con người có giúp một cái, vận dụng huyết mạch lực ngay tức thì hình thành một đạo tấm thuẫn. Nhưng mà vậy chỉ một cái lực lượng ngay tức thì xuyên thủng tấm thuẫn hư ảnh. Lâm Tuyệt Long khạc ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, hắn mới chật vật bò dậy, mặt dữ tợn bàng viết đầy sát ý. Áo vàng nam tử có nhiều thú vị gật đầu một cái, lúc này mới có chút ý kiến, người này không có hóa là xương máu, thuyết minh huyết mạch năng lực chịu đựng cực mạnh. Đã như vậy, ta đây muốn xem, ngươi là như thế nào tước đoạt những võ giả khác huyết mạch. Lời nói rơi xuống, áo vàng nam tử năm ngón tay một chảo, trên đại điện lại xuất hiện ba người quần áo đen. Mà những người quần áo đen này chính là mai phục ở đại điện gia cường giả. Áo vàng nam tử duỗi người, nhàn nhạt nói ta không thích cảm giác bị giám thị, cái đó hoàn mỹ vật thí nghiệm, ngươi liền cho ta biểu diễn như thế nào cướp đoạt huyết mạch đi. Dứt lời, Lâm Tuyệt Long sát ý cùng nhau, ngay tức thì hướng mấy người kia đi. Nháy mắt tức thì, trên đại điện vang lên từng đạo thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm. Một đêm yên lặng, Thiên Hàn Sơn, đỉnh núi. Dùng mình bức người, trên trời hoa tuyết tán lạc, rất có ý cảnh. Một đạo tuyệt đẹp bóng người sừng sững ở đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, đóng chặt tròng mắt, tản ra lăng hàn sát ý. Người này chính là Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất cung chủ Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh bên cạnh Bạch Nhi vẻ lo lắng liền liền, cung chủ, người nhất định phải cùng sáu người kia. Cái này sáu người mặc dù là thái hư cảnh sơ kỳ, nhưng là cũng có thể sáu người đều là thái hư cảnh tầng 3 trời ạ. Thái hư cảnh sáu người, đối với ngươi liên hiệp ra tay, ngài tu là căn bản chống cự không được à, huống chi ngài còn bị thương, Bạch Nhi rất lo lắng nha. Ngụy Dĩnh như cũng nhắm hai mắt mâu, vậy gò má trắng nõn viết đầy tịch mịch. Đột nhiên, nàng lên tiếng, Bạch Nhi, ngươi có biết ta lớn nhất khuyết điểm là cái gì không? Bạch Nhi đôi mi thanh tú một nhăn mày, cung chủ không có khuyết điểm. Ngụy Dĩnh môi đỏ mọng phác họa, Bạch Nhi, ta mặc dù lấy được tiền bối trọn đời công lực truyền, các nàng đem hết thảy hy vọng đặt ở trên người ta. Nhưng là, ta muốn quật khởi Tuyệt Hàn Đế cung, xa xa không đủ phong độ. Chí ít trước mắt không đủ. Ta tu vi mạnh mẽ, nhưng không thuộc về ta, ta thành thời gian dài quá ngắn. Mà giờ khắc này, ta cần nhất chính là và cường giả giao thủ. Chỉ có giao thủ, mới có thể đem cường đại kia tu vi thay đổi thành mình. Con đường võ đạo, vẫn là phải một bước một cái dấu chân. Cường giả chân chính, đều là như vậy. Bạch Nhi có chút thể hồ quán đính,
trầm tư chốc lát, nói, vậy cung chủ, ngài vậy không cần phải và sáu người kia đánh một trận à, thần quốc gia tộc, không đơn giản như vậy, nếu như bọn họ liên hiệp trận pháp cũng hoặc là hậu thủ, nên làm cái gì? Ngụy Dĩnh cười một tiếng, đó chính là ta Ngụy Dĩnh ngày rỗ, ta cũng nhận. Nếu như ta liền cửa ải này đều không cách nào xông qua, còn nói gì khôi phục Tuyệt Hàn đế cung? Còn nói gì để cho nó lần nữa trở thành thiên cổ thứ nhất tông môn? Bạch Nhi có chút bối rối, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói cung chủ, như ngươi xảy ra chuyện, Diệp Thần làm thế nào? Ngươi không thể một mực bảo vệ hắn. Nghe được cái tên này, Ngụy Dĩnh đột nhiên mở mắt ra, tựa như lâm vào thật lâu nhớ lại. Như ta ở trận chiến này bỏ mình, vậy Tuyệt Hàn đế cung những bí mật kia, ngươi liền nói cho một mình hắn. Những cái kia tài nguyên tu luyện đủ để cho hắn ở trăm năm thời gian trưởng thành là không người dung chuyển tồn tại. Đến lúc đó, ngươi nói cho nàng, ta kêu Ngụy Dĩnh. Hắn, hẳn sẽ là ta trả thù đi. Như vậy, ta chết, có lẽ đáng giá. Bạch Nhi hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng mới vừa muốn nói cái gì, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang. Lưu quang mang khí tức kinh người, hướng Thiên Hàn Sơn cướp tới. Thần quốc mục ra người, tới. Ngụy Dĩnh trong tay xuất hiện một chuôi băng hàn kiếm, đột nhiên mở miệng, Bạch Nhi, lui ra. Cung chủ. Bạch Nhi có chút không cam lòng, nhưng vẫn là lui về sau. Cung chủ có đạo lý, nhưng là cái này sống chết bây giờ, cung chủ thật có thể sống sót sao? Nháy mắt tức thì, lục đạo thân ảnh già nua đồng loạt rơi xuống. Cái này sáu người xuất hiện ngay tức thì, liền thả ra vô tận uy áp. Gió lớn giận cuốn, ở giữa thiên địa lại xuất hiện một đạo cực mạnh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong giống như có cự thú đang gầm thét. Cầm đầu một vị tiên phong đạo cốt ông già thật chặt ngưng mắt nhìn cách đó không xa thiếu nữ khăn che mặt, hồi lâu, hắn và còn lại năm người nhìn nhau. Hắn bước ra một bước, ống tay áo vung lên, lão phu là thần quốc mục gia mục hải đạo, bé gái, từ ngươi khí tức trên người tới xem. Người chắc là ở Thánh Long gia tộc Chu Diệt Mục gia người thiếu nữ đi. Ngụy Dĩnh như núi bất động, đôi mi thanh tú bây giờ hiện lên từng cơn lạnh ý, không chút nào trả lời dục vọng. Bé gái, người sau lưng rốt cuộc là cái gì thế lực? Lại dám và thần quốc Mục gia gọi nhịp. Mục Hải đạo trong lòng thật ra thì có chút kiêng kỵ. Như vậy trẻ tuổi liền bước vào thái hư cảnh, nếu như nói không bối cảnh, ai nguyện ý tin tưởng à? Hắn thậm chí linh thức không ngừng phóng thích, muốn xác định là hay không có cường giả ẩn núp trong bóng tối. Nhưng mà, hắn quét một vòng, trừ cái này hai thiếu nữ trở ra, đừng không người khác. Đáng tiếc, Ngụy Dĩnh hiển nhiên không nói gì dự định, nàng mảnh khảnh tay đem kiếm khẽ nâng lên, mở miệng nói, các ngươi không cần kiêng kỵ ta lực lượng sau lưng, cùng các ngươi sáu người đánh một trận, chỉ có ta. Còn như ta đứng sau lưng dạng gì tồn tại, các ngươi thần quốc mục gia có cái gì tư cách biết? Lời này vừa nói ra, mục gia sáu vị thái hư ông già thần sắc chấn động. Bọn họ ở thần quốc vậy gặp qua rất nhiều thiên chi kiêu tử, nhưng là dám nói như vậy, vẫn là vị thứ nhất. Nháy mắt bây giờ, một đạo tàn ảnh cấp tốc bao phủ đi. Ngay tức thì xuất hiện ở Ngụy Dĩnh sau lưng. Đó là mục gia phái ra sáu vị trong cường giả yếu nhất một vị, mục lôi. Nhưng mà, tốc độ nhưng là trong sáu người nhất nghịch thiên tồn tại. Hắn ở linh võ đại lục giết người, chỉ cần một chiêu. Mục lôi trong tay nắm một chuôi đỏ thấm kiếm, đỏ kiếm xé không khí chung quanh, ngay tức thì đâm về phía Ngụy Dĩnh. Cường đại đợt khí lưu động. Một kiếm này, giống nhau thì không cách nào ngăn cản tồn tại. Mà Ngụy Dĩnh như cũng nhắm hai mắt mâu. Làm kiếm ý liền phải rơi vào cổ nàng nháy mắt. Nàng tay thanh tú cuốn lên trước từng cơn gió lạnh, giống như lấy hoa vậy. Hai chỉ lại đang kiếm quang bên trong kẹp lấy chuôi này đỏ thấm kiếm. Hai cổ lực lượng hội tụ. Trường kiếm lay động. Mục lôi diễn cảm đổi được cực độ sợ hãi. Thật là mạnh. Thần quốc mục gia, cũng không quá như vậy. Ngụy Dĩnh môi đỏ mỏng khẽ mở. Một giây kế tiếp, Ngụy Dĩnh lại thả ra cuồng bạo khí thế. Ở giữa thiên địa. Tựa như biến thành một tòa băng. Mà giờ khắc này, Ngụy Dĩnh chính là cái này băng trong đất nữ vương. Sắc sắc, một tiếng, vậy đỏ thấm kiếm lại lay động kịch liệt. Mục lôi liền vội vàng buông tay ra. Làm hắn buông tay ngay tức thì,
hắn một mực sử dụng kiếm lại biến thành bột. Đồng thời, một cổ khí lãng do Ngụy Dĩnh nơi đứng địa phương ầm ầm bùng nổ. Mục Lôi bị đánh bay ra ngoài. Thân thể đập gãy mấy cây cột băng, cuối cùng sắp rơi xuống đất thời điểm, Mục Hải Đạo vội vàng đỡ hắn. Cố nhiên như vậy, Mục Lôi vẫn là khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực độ trắng bệch. Cô gái này thực lực rất cổ quái, nàng công pháp có chút tuyệt hàn ý, linh võ đại lục có cái này loại tông môn sao? Mục Lôi thận trọng nói. Mục Hải Đạo suy nghĩ sâu xa chốc lát, vẫn là lắc đầu một cái, ở linh võ đại lục trên lịch sử, tựa hồ không có. Duy nhất có thể tông môn, đã ở trong năm tháng vô tận biến mất. Dưới mắt không muốn truy cứu cô gái này lai lịch, chúng ta vẫn là mau sớm bắt lại cô gái này tu vi mạnh hơn chúng ta phải liên thủ. Mục Hải Đạo hiển nhiên là mọi người người tâm phúc, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rối rít gật đầu. Rất nhanh, sáu đạo thân ảnh tản ra, tựa như hình thành một cái to lớn trận vòng, bao quanh Ngụy Dĩnh. Nếu như cẩn thận xem, đây là trận pháp nào đó. Thần quốc Mục gia mạnh mẽ sát trận. Sáu nuôi đoạt sát trận. Cùng lúc đó, Thiên Hàn Sơn hạ. Cưỡi ô mang Diệp Thần đã cảm giác được không đúng. Hắn cố nhiên ở chân núi, nhưng là đỉnh núi đợt khí lại mơ hồ chấn động cả tòa Thiên Hàn Sơn. Hắn cũng hoài nghi cả ngọn núi biết hay không nứt ra. Lực lượng này tuyệt đối không phải phong môn cảnh giữa giao thủ, mà là thái hư cảnh. Vĩnh Hằng Thánh Vương rốt cuộc đang làm cái gì, không phải là để cho ta nhúng tay thái hư cường giả giao thủ đi. Ta hiện tại liền phong môn trung hậu kỳ cũng quá sức, còn muốn ta đối kháng thái hư cường giả. Phong môn mỗi một cái nhỏ cảnh cũng khác xa lắc xa lơ, chớ nói chi là thái hư. Cố nhiên như thế nói, Diệp Thần hay là để cho ô mang hướng đỉnh núi đi. Bất kể như thế nào, con đường đi tới này, Vĩnh Hằng Thánh Vương bố trí và nhắc nhở đều là đối với bản thân có lợi. Hắn mặc dù không cách nào nhúng tay và bại lộ thực lực, nhưng là tiêu phí hết thảy tinh lực đi dẫn dắt mình, tuyệt đối có lý do. Thiên Hàn Sơn sát bên một tòa núi to bên trên. Một cái bàn cờ đưa vào đỉnh núi trung ương. Hai cái ông già ngồi ở hai bên đang đánh cờ. Bọn họ một bên lại lưu động trận pháp khí. Giữa không trung bên trong xuất hiện một cái đổ sộ mạc phản chiếu. Mà phản chiếu bên trong biểu hiện chính là Thiên Hàn Sơn đánh một trận. Lão Vĩnh, dựa theo ta đối với thần quốc Mục gia biết rõ, bọn họ cũng không sẽ chỉ đơn giản như vậy. Có thể hết thảy đều là giả tưởng. Cô gái kia rất có thể xảy ra chuyện, thậm chí chết. Bất bại thần thoại, có lẽ muốn hoàn toàn chung kết. Một cái to áo vải ông già nhìn lướt qua phản chiếu. Có nhiều thú vị nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương căn bản không có xem phản chiếu dự định, uống một hớp rượu, cười nói, sự việc không tới cuối cùng, ai biết được. Huống chi coi như cái này nha đầu đánh bại, ta còn giữ lại hậu thủ. To áo vải ông già nghĩ tới điều gì, cười, lão Vĩnh, ngươi nói hậu thủ không phải là vậy Diệp tiểu tử đi. Cũng quá xem nhẹ coi trọng tiểu tử này, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu quả thật rất nghịch thiên. Nhưng cái này là thái hư cảnh chiến đấu, hắn không nhúng tay vào được. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vĩnh Hằng Thánh Vương lại uống một hớp rượu, sau đó rơi xuống một con trai, ngươi đừng quên, 10 tháng trước, ngươi và ta đã đánh cuộc, Tây vực hồn tộc đánh một trận, ngươi nhưng mà bại bởi ta. To áo vải ông già sắc mặt có chút xanh mét, nhưng vẫn là nói, cái này không là một chuyện, thằng nhóc kia như lại tiếp tục hướng đỉnh núi đuổi, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó người bày ván cờ, liền dã tràng xe cát. Nói xong, to áo vải ông già ở trong bàn cờ rơi xuống một con trai, ha ha, tử cục, bàn cờ này, người cái lão gia hỏa này phải thua. Thiên Hàn Sơn, bụi bẩm cuồn cuộn. Mục gia sáu người dẫn động sát trận. Phải biết cái này sáu người sát trận lực lượng, đủ để tùy tùy tiện tiện dung chuyển thái hư cảnh tầng năm thiên. Ở bọn họ xem ra. Thiếu nữ khăn che mặt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Ngụy Dĩnh sắc mặt trắng bệch liền mấy phần, nhìn cuốn tới kiếm quang, không do dự nữa, bước chân đạp một cái, lại bay về phía thương khung. Kiếm lạnh lẽo múa, lại đang sau lưng của nàng xuất hiện một tòa bông tuyết cung điện. Cung điện hư ảnh từ trên trời hạ xuống, mang ngút trời dùng mình và kiếm ý chân áp xuống. Mục Hải Đạo và mấy người còn lại sắc mặt ngay tức thì đại biến.
thật là mạnh thần thông. Nếu không phải cái này thần thông không là đặc biệt thuần thục, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt cô gái này tại sao sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy thần thông? Trận linh thủ thân, mở. Mục Hải Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trận pháp ý bỗng nhiên phóng đại, một đạo ngút trời chùm tia sáng trực tiếp tạo thành. Chùm tia sáng và cung điện hư ảnh va chạm. Thiên Hàn Sơn chu vi 5 km lại toàn bộ nứt ra. Tiếng, chấn động thiên địa. Đầy trời tuyết ảnh bao trùm đỉnh núi, làm hết thảy trở về bình tĩnh. Thiên Hàn Sơn đỉnh lại xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hố sâu bên trong, 6 vị thần nước Mục gia cường giả lại đồng loạt bị thương. Sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng. Bọn họ 6 nhân trận pháp, lại không đạt tới một cô gái nhất kích. Bọn họ trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, chỉ bất quá trong mắt lại không có bất kỳ bại ý. Bởi vì bọn họ phát hiện cách đó không xa cô gái kia hiển nhiên cũng không chịu nổi. Mục Hải đã uống mấy viên thuốc, điều chỉnh hơi thở, ánh mắt lần nữa rơi vào Ngụy Dĩnh trên mình. Cô bé, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại nếu là nguyện ý phế bỏ tu vi, theo chúng ta đi một chuyến thần quốc Mục gia, chúng ta có thể để cho ngươi sống lâu một ít ngày giờ. Thậm chí, ngươi nguyện ý nói ra ngươi bí mật, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ngụy Dĩnh không nói gì. Nàng tại chỗ đột nhiên biến mất. Rồi sau đó giữa trời đất xuất hiện vô số đạo gió lạnh. Giống như ác ma tới lấy mạng. Ở mọi người kịp phản ứng thời điểm không đúng, đã không còn kịp rồi. Một vị trong đó Mục gia cường giả sau lưng lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Mà kẽ hở bên trong, quần áo trắng thiếu nữ khăn che mặt xuất hiện, kiếm trong tay, nhẹ như vậy múa. Kiếm ý thành băng. Vô số tiểu băng chùy bắn về phía cái đó Mục gia cường giả. Vậy Mục gia cường giả muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Thái hư đợt khí nhũ băng trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Hắn con người phóng đại, 5 ngón tay hung hãn cầm một khối Mục gia ngọc bài. Đáng tiếc, ở hắn dự định bóp vỡ nháy mắt. Hắn phát hiện mình lực lượng đọng lại. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn mình bị đống kết. Biến thành một đạo tượng đá. Mục Hải Đạo nhận ra được không đúng, mới vừa muốn giúp một chút, Ngụy Dĩnh đã một chỉ điểm ra, làm ngón tay nhỏ nhắn chạm được tượng đá ngay tức thì. Tượng đá nổ bể ra. Trong thiên địa hoa tuyết lại nữa thuần trắng, mà là máu tươi vẻ. Ngụy Dĩnh lại hướng hạ một người đi, phổ biên đợt khí một tầng tiếp theo một tầng. Thiên địa chấn động cảm giác chưa bao giờ dừng lại. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Hàn Sơn máu tuyết càng lúc càng nhiều, đỉnh núi chỉ còn lại 2 người. Mục Hải Đạo, Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh trắng như tuyết trên áo bào đã bị máu loãng nhuộm đỏ, nàng thực lực cố nhiên rất mạnh, thậm chí vượt qua cái này 6 người bất kỳ một người. Nhưng là đối mặt 6 vị thái hư cường giả, nàng vậy sẽ bị thương. Bất quá, nàng phát hiện mình đối với Tuyệt Hàn Đế Cung công pháp càng phát ra quen thuộc, thậm chí cùng tự thân tu vi càng phát ra hòa hợp. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mục Hải Đạo, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác không đúng. Tựa hồ hết thảy cũng quá dễ dàng. Hơn nữa, chỉ còn lại một người dưới tình huống, đối phương lại không có vẻ bối rối. Mục Hải Đạo khóe miệng đột nhiên cười, bé gái, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi xác định không thần phục ta Mục gia. Chết! Ngụy Dĩnh không có chút nào nói nhảm, ở giữa trời đất lần nữa biến mất. Một khắc sau, liền xuất hiện ở Mục Hải Đạo trước mặt, kiếm lạnh lẽo kéo theo thiên địa thế, đỉnh cấp lực bùng nổ. Ầm ầm bắn về phía Mục Hải Đạo tim. Ngay tại kiếm ý muốn chạm được Mục Hải Đạo ngay tức thì, Mục Hải Đạo lên tiếng, trưởng lão, chúng ta nhiệm vụ hẳn hoàn thành. Cô gái này đan điền còn dư lại linh lực không nhiều, hơn nữa đã bị thương, không đủ gây sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Ngụy Dĩnh sắc mặt đại biến, kiếm phong một chuyển, mới vừa muốn lui về phía sau, nàng mặt đất dưới chân đột nhiên nứt ra. Một đôi gầy đét tay trực tiếp nắm chân nàng, thái hư tầng 6 thiên lực lượng dạo dực chạy đi. Ngụy Dĩnh đột nhiên bị rất miễn cưỡng kéo vào băng bên trong. Ngụy Dĩnh lâm nguy không loạn, không để ý thương thế trên người, một kiếm quét tới. Nhưng là kim thiết chi tiếng vang lên, cường đại lực phản chấn tấn công tới. Nàng kiếm ngay tức thì bị chấn động bay, trên không trung chuyển động, cuối cùng cắm vào một khối băng đá bên trên. Không chỉ như vậy, lòng đất lại xuất hiện một cái ông già áo bào đen.
Ông già áo bào đen ngay tức thì xuất hiện ở Ngụy Dĩnh sau lưng, bàn tay khô gầy một chưởng đánh ra. Ngụy Dĩnh muốn tránh đã không còn kịp rồi. Đối phương quá nhanh. Hơn nữa thuộc về trạng thái tột cùng, mà nàng vết thương chồng chất, có thể vận dụng lực lượng chỉ có một nửa. Phốc! Ngụy Dĩnh tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi, nhu nhược thân thể đổ bay mấy chục mét, cuối cùng đập xuống đất. Cung chủ! Bạch Nhi tròng mắt ướt át, muốn xông tới cứu Ngụy Dĩnh, nhưng phát hiện trước người của nàng lại xuất hiện một đạo cấm chế. Nàng không cách nào tiến lên trước một bước. Nên làm cái gì? Ngụy Dĩnh lau sạch khóe miệng máu, chật vật đứng lên, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ông già, thần sắc ngưng trọng, xem ra, Mục gia tới căn bản không phải 6 người. 6 người kia chẳng qua là che người tai mắt, chân chính đối thủ, là ngươi. Vậy ông già áo bào đen âm u cười. Bé gái, thần quốc gia tộc nào có người nghĩ như thế đơn giản, Mục gia muốn giết người, sẽ phân là minh ám song tuyến, mà ngươi chân chính đối thủ, là ta. Ngươi cuối cùng vẫn là đạo hạnh quá cạn, hiện tại ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ông già áo bào đen không thích quá nói nhảm nhiều, dứt lời, trong tay liền xuất hiện một chuôi huyết khí ngưng tụ hắc liêm. Hắc liêm giống như lưỡi hái tử thần hướng Ngụy Dĩnh thu hoạch sinh mạng đi. Ngay tại hắc liêm muốn chém đoạn Ngụy Dĩnh lúc đó, Ngụy Dĩnh vậy lãnh đạm con ngươi nhắm lại. Mục gia lão già kia, ngại quá, ta cũng giữ lại một tay. Chỗ tòa này Thiên Hàn Sơn, lưu lại một đạo thượng cổ sát trận. Ngụy Dĩnh máu tươi bước ra, sát trận ngay tức thì khởi động. Ở giữa thiên địa, lại xuất hiện từng đạo tâm trận bắn ra từng đạo ánh sáng sáng chói. Cuối cùng hội tụ thành một đạo điểm sáng. Một tòa ngàn trượng băng kiếm từ trên trời hạ xuống. Ông già áo bào đen tròng mắt trợn to, đây là thượng cổ tuyệt kiếm trận, đây là tuyệt hàn đế cung trận pháp. Ngươi làm sao có thể điều khiển? Khí tức cường đại phun trào tới. Ngụy Dĩnh lộ ra nụ cười. Nàng muốn thành là tuyệt hàn đế cung cung chủ, chỉ riêng thực lực cường đại cũng không đủ. Nàng sở dĩ lựa chọn Thiên Hàn Sơn, chính là bởi vì nơi này có đạo này tuyệt hàn đế cung lưu lại không lành lặn trận pháp. Trận pháp này đủ để cải biến chiến cuộc. Thần quốc Mục gia có thể bố trí, chẳng lẽ nàng Ngụy Dĩnh lại không thể vải sao? Ông già áo bào đen thần sắc hốt hoảng, hắc liêm một chuyển. Đan điền linh lực điên cuồng hội tụ. Hung hăng hướng vậy ngàn trượng băng kiếm bổ tới. Không chỉ như vậy, ông già áo bào đen năm ngón tay chợt bắt được Mục Hải Đạo, hướng băng kiếm ném tới. Giữa trời đất thất truyền, vô biên đợt khí biến dạng bốn phương. Ông già áo bào đen thân thể tại chỗ oanh bay, mà Ngụy Dĩnh cũng không chịu nổi. Nàng giống vậy thuộc về trung ương trận pháp, bị ảnh hưởng đến. Thân thể của nàng đang rỉ máu. Nàng thương thế rất nặng. Nàng không có lực lượng lại đánh một trận. Đây là nàng cực hạn. Dẫn động trận pháp cơ hồ hút hết nàng trong cơ thể tất cả linh lực. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm chỗ sâu, nàng lo lắng vạn phần. Hẳn, đều giải quyết đi. Dẫu sao cái này thượng cổ trận pháp, cố nhiên không lành lặn, vậy đủ để xóa bỏ thái hư cường giả. Bầu trời máu tuyết càng lúc càng nhiều. Không biết qua bao lâu. Bụi bẩm tan hết. Ngụy Dĩnh giếng cổ không dao động trong mắt xuất hiện một màn bất ngờ. Ông già áo bào đen máu tươi đầm đìa, hắn bị mất một cánh tay. Vẫn chưa chết. Thời khắc mấu chốt, Mục Hải Đạo lấy sinh mạng giá phải trả lại cứu ông già áo bào đen. Hắn là Mục gia chết thị. Ông già áo bào đen cười, hắn một bước một cái máu dấu chân cứng rắn hướng Ngụy Dĩnh đi tới. Bé gái, ta không khỏi không thừa nhận ta xem thường ngươi. Cái tuổi này thủ đoạn như vậy và tu vi, thật đúng là không cách nào lường được. Ngươi hiện ở trong người linh khí hoàn toàn không có, thương thế rất nặng, ngươi không có tư cách ra tay. Coi như nơi đây lại còn trận pháp, ngươi cũng không cách nào dẫn động. Lần này, cuối cùng vẫn là ta Mục gia thắng. Vì giết ngươi, ta Mục gia bồi thường như thế nhiều vị thái hư cường giả, thật đúng là số lượng lớn. Hiện tại, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Khoảnh khắc bây giờ, ông già áo bào đen hóa là một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Ngụy Dĩnh trước mặt. Hắc liêm tựa như mang cửu u sắc bén hướng Ngụy Dĩnh đi. Tốc độ không có chút nào chạy chậm. Ngụy Dĩnh một hơi một tí. Trong mắt của nàng có chút tịch mịch. Nàng có lẽ có lá bài tẩy ngăn trở, cũng hoặc là chạy thoát thân,
nhưng là Mục gia 6 người kia cùng với trận pháp hao hết sạch nàng tất cả linh lực. Nàng không cách nào thi triển bất kỳ một người nào thuật pháp. Nàng không cách nào vận dụng bất kỳ một người nào lá bài tẩy. Nàng không cách nào truy tìm hy vọng sống. Tuyệt Hàn Đế cung cuối cùng muốn hủy ở tay nàng bên trong. Nàng không cam lòng. Nàng tức giận. Nàng cảm giác được mình vẫn là quá yếu. Liền thần quốc Mục gia cũng hám không nhúc nhích được. Làm sao đi dung chuyển vậy thần quốc cường đại hơn tồn tại. Ngụy Dĩnh nhắm mắt, thản nhiên đối mặt sống chết. Nàng nghĩ tới kinh thành đại học sư phạm ấm áp một màn, nàng nghĩ tới người thanh niên kia yên lặng bảo vệ. Diệp Thần, tiếp theo đường, ta không bảo vệ được ngươi. Hy vọng ngươi tiếp theo đời người, có thể sáng chói như mùa hè hoa. Cảm ơn ngươi xuất hiện qua. Ngụy Dĩnh trong lòng lặng yên suy nghĩ. Vô biên hắc quang hoàn toàn cắn nuốt nàng. Ngay tại hắc liêm muốn bóp chết Ngụy Dĩnh thời điểm, một đạo ma ảnh cấp tốc vào tới. Ma ảnh bên trên lại là một đầu ma tộc cự thú. Cự thú trên mình là một cái thần sắc lạnh như băng thanh niên. Diệp Thần tới. Ô mang bộc phát ra cực mạnh đợt khí, ngay tức thì lăng không mà đi. Mà Diệp Thần bước ra một bước, cấp tốc rơi xuống. Hung hãn chắn Ngụy Dĩnh trước người. Hắn hai tay một chụp, bỗng nhiên bắt được vậy lực lượng kinh khủng hắc liêm. Ông già áo bào đen ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới lại lao ra một người. Chẳng lẽ đây là thiếu nữ hậu thủ? Làm hắn thấy rõ trước mặt thanh niên tu vi, trong lòng cười nhạt vạn trượng. Tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh muốn dung chuyển thái hư cảnh. Đùa gì thế? Hắn mặc dù không biết thanh niên này là làm sao mặc vượt hắn thiết lập kết giới. Nhưng là không trọng yếu. Bởi vì thanh niên này bị dư âm chấn động thì sẽ tiêu tán giữa trời đất. Ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên nộ hống vang lên, xích trần thần mạch, cho ta mở ra. Toàn bộ kích hoạt. Dứt lời, thanh niên quanh thân lại bộc phát ra một hồi thông thiên ánh sáng. Một đạo viễn cổ thuẫn ảnh hiển hóa. Mấu chốt thuẫn ảnh bên trong, lại có 9 cái cự long di động. Hắc liêm dừng lại. Tay của thanh niên gắt gao dung chuyển hắc liêm. Tay hắn chảy máu. Nhưng là hắn ánh mắt, không sợ hết thảy. Ta tới trễ. Một đạo từ tính thanh âm đột nhiên ở Ngụy Dĩnh bên tai rơi xuống. Đó là đã từng là ước định. Ngụy Dĩnh như nước trong mắt đột nhiên trợn to. Nàng nghĩ tới vô số loại có thể. Nhưng chưa từng nghĩ qua ở sống chết để gặp xuất hiện lại là cái này. Mấu chốt hắn như thế nào ngăn trở thần quốc thái hư cường giả à? Giờ phút này, Diệp Thần có thể cảm giác được tay mình đang kịch liệt run rẩy. Một cổ cực kỳ kinh người lực lượng tràn đầy toàn bộ cánh tay. Dù là hắn toàn bộ mở xích trần thần mạch, đối phương lực lượng cũng là kinh người. Hắn thậm chí đem bất hủ thần thể, ma khu, thậm chí còn tất cả có thể vận dụng phòng vệ cũng mở tối đa. Đây cũng là chênh lệch sao. Cũng may, cái này ông già áo bào đen bị Ngụy Dĩnh trận pháp bị thương nặng. Thực lực chỉ có đỉnh cấp kỳ một phần chia. Nếu không dù là Diệp Thần vận dụng xích trần thần mạch, vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng đến mức tận cùng. Hắn khóe miệng, tay hắn đã rịn ra máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Mà ông già áo bào đen hoàn toàn rung động. Hắn con người tựa như nổ tung vậy. Làm sao có thể? Tạo hóa cảnh như thế nào có thể ngăn trở hắn nhất kích? Như vậy con kiến hôi không nên bị dư âm hoàn toàn chấn thương sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhiều người như vậy khi dễ một cái cô gái, thật đúng là buồn cười đâu. Ta mặc dù không biết nàng thân phận gì, nhưng là nàng đã cứu ta, có ta ở đây, ta cũng không cho phép nàng chết. Dù là biết rõ ta hám không nhúc nhích được, ta cũng phải thử một chút. Diệp Thần chật vật đứng thẳng người, bắt hắc liêm tay máu tươi chảy như dòng nước, lòng bàn tay của hắn đã mơ hồ bị hắc liêm xuyên thấu. Cái này loại đau. Hắn cố nén. Sau lưng Ngụy Dĩnh nhìn một màn này, trong mắt hiện lên động chấm nước mắt. Nàng muốn lập tức lấy xuống cái khăn che mặt nói cho Diệp Thần, nàng chính là Ngụy Dĩnh. Chính là cái đó đã từng bị hắn bảo vệ sát huyết hàn thể thiếu nữ. Nhưng mà, tay nàng nâng lên một nửa vẫn là dừng lại. Hiện tại nói cho Diệp Thần thân phận, ngược lại sẽ đem Diệp Thần ép vào tuyệt lộ. Còn chưa cùng Ngụy Dĩnh suy tính rõ ràng. Ông già áo bào đen gương mặt đột nhiên dữ tợn,
một cổ cực mạnh hơi thở phun trào. Tiểu súc sinh, ta quản ngươi lai lịch ra sao? Mặc dù không biết ngươi là làm sao chịu đựng ở ta một lưỡi liềm. Nhưng là ngươi ta giữa chênh lệch giống như hồng câu. Cho ta cút. Giờ khắc này, Diệp Thần thân thể đột nhiên oanh bay. Xích Trần thần mạch vận chuyển hao tổn quá lớn. Rất rõ ràng, hắn không chịu nổi. Diệp Thần bay rất ra ngoài, hung hãn nện xuống đất. Mà khoảng cách hắn cách đó không xa, chính là Bạch Nhi. Bạch Nhi tay che miệng, phòng ngừa mình hét dầm lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình một mực cho là phế vật lại giúp cung chủ đỡ được nhất kích. Tên này chỉ là tạo hóa cảnh à. Nếu như và cung chủ như nhau bước vào thái hư cảnh, người đó còn có thể ngăn cản cái này người thanh niên. Khác một ngọn núi loan. Hai ông cụ đã ngừng đánh cờ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phản chiếu hình ảnh xem. To áo vải ông già khẽ di một tiếng, kỳ quái, cái này đứa nhỏ mới vừa rồi bùng nổ hơi thở rất cổ quái. Hắn tu vi làm sao có thể ngăn trở một kích kia. Coi như lại nghịch thiên cũng không khả năng mới đúng. Kết quả khâu nào xảy ra vấn đề. Hắn nhìn một cái vĩnh hằng thánh vương, lâm vào thật lâu trầm tư. Mấy giây sau đó, hắn tròng mắt trợn to, giống như gặp được cái gì cực kỳ quỷ dị và sợ hãi sự việc. Hắn chợt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hình thanh niên, kinh hô cái này. Đây là hoàn chỉnh xích trần thần mạch. Thế gian chỉ có xích trần thần mạch có thể dung chuyển một kích này. Thần quốc mặc dù có không trọn vẹn thần mạch, nhưng là như vậy hoàn chỉnh thần mạch, ta vẫn là đầu một lần thấy. Cái này, hắn nhìn về phía Vĩnh Hằng Thánh Vương, sau khi phát hiện người đang uống rượu, trong mắt híp lại, tựa như đối với chiến cuộc hoàn toàn không quan tâm. Lão Vĩnh, người đã sớm biết rồi. Vĩnh Hằng Thánh Vương ợ một cái, người có thể chịu thua. To áo vải ông già đột nhiên cười lên, ta thừa nhận thằng nhóc kia xích trần thần mạch kinh động ta. Nhưng là từ cục này, đã không có sức xoay chuyển trời đất. Lấy hắn trạng thái, rất khó lại thi triển xích trần thần mạch, mà vậy thần quốc người, có đầy đủ năng lực đánh chết cái này hai người. Vĩnh Hằng Thánh Vương đứng lên, đi mấy bước, tựa vào một cây trên cây to, cực kỳ lười biếng, đã như vậy, vậy ngươi liền nhìn tiếp nữa đi. Ta ngủ một lát, lớn tuổi, gần đây ngủ không được, thông cảm hạ. To áo vải ông già. Thiên Hàn Sơn. Ông già áo bào đen lần nữa hướng Ngụy Dĩnh đi tới. Hắn kiêng kỵ nhìn một cái xa xa trong hố sâu bị thương thanh niên, hắn có chút bất an. Bất kể như thế nào, phải hãy mau đem vậy thiếu nữ khăn che mặt giải quyết. Nếu để cho thiếu nữ khăn che mặt đầy đủ thời gian khôi phục, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn run rẩy tay, nắm chặt hắc liêm, đột nhiên chém xuống. Ngay tại muốn chạm được Ngụy Dĩnh nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Cái đó bị thương thanh niên cũng không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước người của hắn. Một kiếm chém ra. Trảm thiên nhất kiếm. Kiếm ý nuốt trời, lực lượng này hoàn toàn vượt qua phong môn cảnh tầng 4 thiên lực lượng. Ông già áo bào đen con ngươi co giúp một cái, hắn kinh ngạc Diệp Thần bộc phát ra lực lượng. Như vậy thương thế còn có thể bùng nổ vượt xa cảnh giới lực lượng. Hơn nữa nghịch thiên phòng ngự. Đây là cái gì yêu quái? Hắc liêm bỗng nhiên và thú hủ kiếm đụng chạm. Chút nào không ngoài suy đoán, Diệp Thần lần nữa bay ra ngoài. Hung hãn đập vào một tảng đá lớn bên trên. Phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lực lượng cố nhiên rất mạnh, nhưng là ở thái hư cường giả trong mắt, vẫn còn quá yếu. Ngụy Dĩnh trong mắt chớp động, gò má bên trên nước mắt phân bố. Nàng không hy vọng Diệp Thần là nàng như vậy chịu đựng. Không đáng giá được à. Nàng tuyệt hàn thêm thanh âm run run vang lên, Diệp Thần, người không cần giúp ta, người đi. Ông già áo bào đen xác định Diệp Thần không tái chiến năng lực thời điểm, thở ra một hơi. Hắn dám khẳng định, thằng nhóc này là hắn gặp qua nhất biến thái tồn tại. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Ngụy Dĩnh trên mình, ý định giết người phóng thích, quanh thân lại dũng động vô tận ma khí. Ma khí ngút trời. Hắn mặc dù là mục gia người, nhưng cho tới nay, tu luyện đều là ma công. Kinh khủng này ma khí hình thành giới của hắn vực. Không người có thể xông vào. Thằng nhóc kia coi như yêu nghiệt đi nữa, một khi tiến vào giới của hắn vực, ma khí đủ để bóp chết đã trọng thương hắn.
Ông già áo bào đen bước nhanh đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt, mở miệng nói, giết ngươi thật rất phí sức. Có lẽ, không có vậy sáu vị thái hư chết, thua có thể là chúng ta Mục gia. Hiện tại cũng nên kết thúc. Ta mệt mỏi. Thiên cương ma sát, giết. Giữa trời đất, một đạo huyết quang ngưng tụ. Vô biên ma khí cuồn cuộn, màu máu kiếm ảnh ở trên bầu trời tạo thành. Đây cũng là thiên phạt. Thiên phạt huyết kiếm xuyên thấu gào thét gió lạnh, trực tiếp hướng Ngụy Dĩnh hạ xuống. Ông già áo bào đen cười. Một kích này đủ để bóp chết hết thảy. Hắn nghĩ cặn kẽ sau đó, vẫn là thông qua loại thủ đoạn này kết thúc. Hắn quả thật mệt mỏi. Ngay tại thiên phạt kiếm muốn nghiền nát cái đó thiếu nữ khăn che mặt thời điểm. Cuồn cuộn ma khí lại vang lên một đạo gầm thét. Ông già áo bào đen đột nhiên có dự cảm xấu. Hắn phát hiện chung quanh ma khí đang cấp tốc giảm nhanh, giống như bị người cướp đoạt vậy. Cái này, ma khí tản đi, hắn thấy được một cái cả người máu loãng thanh niên, chật vật đứng ở thiếu nữ trước mặt. Khóe miệng liệt nụ cười. Vậy tinh khiết ánh mắt, không sợ hết thảy. Ông già áo bào đen thân thể đang run. Hắn sắp điên rồi. Thành tựu thái hư cường giả hắn chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy sự việc. Thằng nhóc này chẳng lẽ là thân bất tử sao? Còn nữa, vì sao người này có thể hấp thu hắn ma khí? Lại là rất miễn cưỡng cắn nuốt hắn thiên phạt huyết kiếm kiếm ảnh. Chẳng lẽ người này là ma tộc? Diệp Thần nhìn một cái thiếu nữ khăn che mặt, ta thật là tò mò, người cái khăn che mặt hạ kết quả là như thế nào gương mặt, người biết ta kêu Diệp Thần, người tại sao giúp ta? Chúng ta trước biết. Ngụy Dĩnh con người run run, không nói gì. Nàng kinh hãi trong lòng không thể so với ông già áo bào đen kém. Nguyên lai, cái này một mực bị mình âm thầm trợ giúp thanh niên đã thành tăng đến tình cảnh này. Đoạn đường này, hắn nhận chịu nhiều ít thống khổ. Ông già áo bào đen gương mặt dữ tợn đến trình độ cao nhất, hắn giận dữ hét, tiểu súc sinh, người rốt cuộc là ai? Trời ạ, phạt huyết kiếm, ta ma khí đi đâu? Nói xong, ông già áo bào đen liền hướng Diệp Thần đi. Ở hắn xem ra, giờ phút này, hắn trước hết bóp chết cái này mới được. Hắn thậm chí quên Mục gia cho nhiệm vụ của hắn. Diệp Thần đã trở thành ác mộng của hắn. Nếu như không chết, hắn ở con đường võ đạo không cách nào lại hướng trước. Nhìn cấp tốc chớp động bóng đen, Ngụy Dĩnh vội vàng lên tiếng nói, Diệp Thần, cẩn thận. Mà giờ khắc này Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, hắn chậm chạp không có dùng trong cơ thể vạn kiếm phong ấn. Hắn ở cùng, mắt xem ông già áo bào đen mạnh mẽ đợt khí muốn rơi xuống, Diệp Thần năm ngón tay giương ra, bỗng nhiên bắt pháp quyết. Ngươi ma khí, ta toàn bộ vẫn còn cho ngươi. Nháy mắt tức thì, ma khí cuồn cuộn, đợt khí chấn thiên. Ông già áo bào đen nhìn chung quanh ma khí, mơ hồ cảm giác không đúng. Đột nhiên, hống, một đạo kinh hoàng tiếng vang khắp. Ma khí bên trong. Ông già áo bào đen nhìn thấy một cái thân thể cao lớn. Thân thể có 6 con màu đen nhánh cánh tay, 3 mặt màu xanh đen, trong miệng phun lửa, phẫn nộ thần quỷ tương. Thân thể dần dần đổi được lớn, thân cao ngàn trượng, hắn sau lưng, cường tráng 6 cái cánh tay, linh hoạt bay lượn. Giờ khắc này, ông già áo bào đen sắc mặt tụ đổi. Hắn tu luyện ma công tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Cửu U Tu La. Lời đồn đãi cửu U Tu La có 3 đầu 6 tay, trời xanh tính cuồng bạo. Tựa như thần không thần. Tựa như ma không ma. Tựa như người không thuộc mình. Cửu U Tu La nắm giữ sát phạt, hết thảy ở trong tay hắn, tất cả là hủy diệt. Mấu chốt cái này nhỏ vì sao có thể đủ để gọi ra lớn mạnh như vậy Tu La là hắn sử dụng. Tu La trời xanh tính tàn bạo, cực kỳ hiếu chiến, cả người thực lực có thể thông thiên, tay Tori tháng. Hai chân lập trên biển, thân vượt tu di sơn. Diệp Thần thở ra một hơi, vội vàng nói, cửu U Tu La, động thủ. Ma đế dạy cho mình cửu U Tu La thuật triệu hoán pháp, có một cái lớn nhất không thể khống chế tính. Đó chính là cửu U Tu La mạnh mẽ và ma khí trực tiếp tương quan. Mà mới vừa rồi ma khí nhưng mà thái hư cường giả ma khí. Vượt xa hết thảy. Tu La miệng to dương ra, phun trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Vô biên ngọn lửa bao quanh ông già áo bào đen. Ông già áo bào đen cưỡng ép áp chế nội tâm tức giận và khiếp sợ, cùng mình ma khí hình thành cửu U Tu La hỗn chiến.
thậm chí còn bị thương. Bởi vì cái này Tu La lại biết hắn công pháp, càng mang thiên phạt ý. Người thanh niên kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ma ảnh vần quanh, phổ biên ma khí thổi phồng thương khung, Diệp Thần biết cửu U Tu La không chống đỡ được bao lâu, hắn không nghĩ nhiều nữa, ý niệm động một cái. Ô mang nhanh chóng vào tới. Diệp Thần bước ra một bước, cưỡi ô mang ngay tức thì đi tới Ngụy Dĩnh trước người, cũng không để ý Ngụy Dĩnh phản đối hay không, nắm ở vậy eo thon chi, trực tiếp đem Ngụy Dĩnh đưa tới ô mang. Chúng ta đi. Diệp Thần rất rõ ràng, hắn và lão kia người căn bản không có sức đánh một trận, chỉ có thể trì hoãn. Hai đạo thân thể cực kỳ đến gần. Ngụy Dĩnh gương mặt tái nhợt dần dần ửng đỏ. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại sống chết một đường, Diệp Thần tuyệt đối biết hưởng thụ mấy phần. Ngay tại ô mang cấp tốc hướng dưới núi lao đi thời điểm, cửu U Tu La lại bị một cổ ra sức rất miễn cưỡng xé ra. Rồi sau đó, ô mang sau lưng vang lên một đạo kinh thiên gầm thét, ai cũng đừng nghĩ đi. Lời nói rơi xuống, ô mang thân thể nhảy lên thật cao, nó cảm giác nhạy cảm đến phía trước nguy hiểm. Như bước ra một bước, không chỉ nó, trên người nó hai người vậy sẽ bị thương. Diệp Thần trong lòng lộp bộp một tiếng, còn chưa phản ứng, một đạo cấp tốc bóng đen phun trào tới. Diệp Thần theo bản năng đánh ra một chưởng, hơn nữa kích hoạt một phần chia xích trần thần mạch. Một giây kế tiếp, Diệp Thần thân thể rời đi ô mang, hung hãn đập vào mặt đất. Hắn một cái tay, xương cốt tựa như vỡ vụn. Trọng thương sau thái hư cường giả, lại vẫn là như vậy khủng bố. Diệp Thần lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, thời khắc này hắn đã rất yếu ớt. Hắn tu vi cuối cùng là chênh lệch quá nhiều. Ngay tại lúc này, ô mang trên Ngụy Dĩnh nghĩ tới điều gì, sát y nhốn nháo, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người có thể hay không là ta tranh thủ một phút thời gian. Một phút sau đó, ta có lẽ có tru diệt người này tư cách. Nói xong, Ngụy Dĩnh nhắm mắt, ấn đường lại nổi lên chữ viết cổ xưa. Nàng hơi thở mờ ảo hết sức, phảng phất là bầu trời vân. Diệp Thần nghe được Ngụy Dĩnh thanh âm, con người đông lại một cái, đứng lên, được. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải kiên trì một phút. Hắn nhìn về phía ông già áo bào đen, nhưng là kinh hãi phát hiện ông già áo bào đen đã khuôn mặt khác hoàn toàn, trên mặt đều là máu tươi. Cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, mới vừa rồi cửu U Tu La và hắn đánh một trận, bắt tổn thương gương mặt. Ông già áo bào đen tự nhiên nghe được hai người đối thoại, hắn âm trầm cười, tiểu súc sinh, kiên trì một phút. Ngươi xác định có cái này tư cách sao? Ông già áo bào đen bây giờ đối với Diệp Thần có vô tận tức giận. Chuyện này nếu như truyền tới thần quốc đi. Hắn mục ra thái hư cường giả lại mấy chiêu giết không chết như vậy một con kiến hôi. Hắn tất nhiên trở thành thần quốc cười nhạo. Ngay lập tức bây giờ, hắn hướng Diệp Thần đi. Sát ý giống như một đầu hung thú ở sau lưng hắn hiển hóa. Hắn muốn hung hăng hành hạ cái này không biết sống chết thanh niên. Hắn muốn thanh niên này ở sống chết để gặp, rơi xuống ở vô tận ác mộng bên trong. Mà ngay lúc này, Diệp Thần nhắm mắt. Hắn bên tai vang lên phong thanh dương thanh âm, Diệp Thần, ta hiện đang nắm trong tay ngươi thân thể, không nhất định có thể chống nổi một phút. Hơn nữa, ngươi trạng thái bây giờ, ta cũng không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Ngươi vì sao không dùng tới thần kiếm cung lấy được vậy vạn kiếm phong ấn? Diệp Thần chỉ nói, sư tôn, không tới hẳn phải chết cảnh, ta tuyệt không dùng tới. Vậy phong ấn rất mạnh, lại chỉ có một lần, ta không muốn lãng phí. Phong Thanh Dương tán thưởng gật đầu một cái, không có một vị lệ thuộc vào lá bài tẩy, ta Phong Thanh Dương ngược lại là thu một cái đồ đệ tốt. Vừa vặn, vậy Trần Phong vạn năm cái hộp kiếm, cũng nên vấn thế. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn cấp tốc cướp được ông già áo bào đen. Cái này một cái ánh mắt lại để cho ông già áo bào đen tốc độ trễ chậm mấy phần. Ánh mắt này, tựa như đến từ mãi mãi. Tang thương thêm tịch mịch. Ông già áo bào đen không dám suy nghĩ nhiều, trong tay hắc liêm phá vỡ không gian, cuộn sạch chảy loạn hòa khí sóng, hiện lên ma quang, hoàn toàn cắn nuốt Diệp Thần. Mà ngay lúc này, Diệp Thần cánh tay lộn một cái kiếm thật lớn hạp chắn trước người. Thời gian tựa như đình trệ. Làm hắc liêm đụng phải cái hộp kiếm, lại rất miễn cưỡng vỡ vụn.
hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Ông già áo bào đen con ngươi co rúm một cái, kinh hãi nhìn lòng bàn tay, cuối cùng ánh mắt gắt gao rơi vào cái hộp kiếm bên trên, đây là thứ quỷ gì? Diệp Thần khẽ mỉm cười, lục đạo cái hộp kiếm. Ta là Phong Thanh Dương, kiếm chi đạo, sáu kiếm độc tôn. Dứt lời, Diệp Thần lại chủ động đánh ra. Cái hộp kiếm một chuyển, lại hung hãn hướng ông già áo bào đen đánh tới. Ầm. Ông già áo bào đen chỉ cảm thấy lực lượng vô tận đụng tới, trong cơ thể hắn khí huyết chấn động. Hắn một chưởng hướng cái hộp kiếm vỗ tới. Nhưng là lấy hắn trạng thái lại không cách nào để cho cái này cái hộp kiếm di động một phần một chút nào. Cái này. Cái hộp kiếm chỉ như vậy đứng ở ông già áo bào đen trước người. Ông già áo bào đen há miệng một cái, không nghĩ nhiều nữa, chuyện hôm nay lật đổ hắn thế giới quan. Cái này thần bí thanh niên quá tà hồ. Hắn bước ra máu tươi, trong tay xuất hiện một chuôi huyết kiếm bỗng nhiên hướng cái hộp kiếm bổ tới. Diệp Thần khóe miệng phát họa, cố nhiên có đã từng là cái hộp kiếm, cũng không phải ta bản thể khống chế, nếu không, ngươi làm sao có thể có thi triển thuật pháp có thể. Thôi, tu vi thấp liền thấp đi, xem lục đạo cái hộp kiếm còn có thể phát huy ra dạng gì lực lượng đi. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong mắt phun trào vô cùng cao ngạo cảm giác. Thế gian cái hộp kiếm, chỉ hắn lục đạo. Lục đạo kiếm, ba kiếm đoạt mệnh, cái hộp kiếm đứng đầu, ta chém thương khung. Dứt lời, vậy vẫn không nhúc nhích cái hộp kiếm lại toát ra ánh sáng sáng chói. Cường đại kiếm ý phát ra ở giữa trời đất. Hiu hiu hiu. Kiếm khí như mưa, tràn ngập hư không. Ông già áo bào đen như lâm đại địch, vội vàng huy động huyết kiếm, muốn chặt đứt kiếm ảnh. Nhưng mà, những thứ này kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng cường đại đến không tưởng tượng nổi. Lại tựa như quán chú vô địch ý chí. Hắn thực lực lại không cách nào chặt đứt. Bất chi bất giác, những thứ này kiếm ảnh mặc dù không có đem hắn trọng thương, nhưng là nhưng ở hắn quanh thân bầy rậm rạp chằng chịt vết thương. Máu tươi đầm đìa. Đồ nhi, người thân thể đã đến cực hạn, ta phải rời đi, nếu không người biết chết. Ba kiếm đều mở. Diệp Thần một tiếng giống giận, vô biên kiếm mưa bên trong lại xuất hiện một đóa thanh liên. Thanh liên nứt ra hư không, chiếm đoạt thương khung. Từ trên trời hạ xuống, hướng ông già áo bào đen chấn áp xuống. Cái này thanh liên lại là rậm rạp chằng chịt mạnh mẽ kiếm ảnh hội tụ mà thành. Kinh khủng kiếm ý tràn ngập toàn bộ Thiên Hàn Sơn. Đáng chết! Ông già áo bào đen liền vội vàng lấy ra một cái ngọc bài. Ngọc bài chấn động bây giờ, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Nhưng mà, thanh liên hạ xuống, hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Ngọc bài vậy ngay tức thì hóa là bột. Cũng may Phong Thanh Dương rời đi Diệp Thần thân thể, thanh liên biến mất. Vậy sừng sững trong thiên địa cái hộp kiếm cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, cắn trả cảm giác vò tới. Áo bào đen nam tử có thể cảm giác đến Diệp Thần chi nhiều hơn thu, còn người chớp mắt, ngay tức thì đánh tới. Mà ngay lúc này, Thiên Hàn Sơn một đạo cột sáng xông lên trời. Là Ngụy Dĩnh. Thời khắc này Ngụy Dĩnh quanh thân lại lượn lờ một đoàn băng hỏa diễm. Hơi thở cực độ leo lên. Hoàn toàn không có trước đây thương thế. Mà trong mắt của nàng lại là mang nghiêm nghị dùng mình. Ngươi như động hắn, chết. Nháy mắt tức thì, Thiên Hàn Sơn nhiệt độ chợt giảm xuống tới băng điểm. Ngụy Dĩnh bước ra một bước, đi tới ông già áo bào đen trước người, đột nhiên một chưởng, trong lòng bàn tay lại ngọn lửa lượn lờ. Ngọn lửa này cực kỳ cổ quái, lại mang diệt thế uy áp. Mà ông già áo bào đen trong mắt cực độ sợ hãi. Bởi vì hắn lại thấy được không thể nào tồn tại ở thế gian đồ. Ngọn lửa này, Tuyệt Hàn Đế Cung, ngươi là Tuyệt Hàn Đế Cung cung chủ. Làm sao có thể? Tuyệt Hàn Đế Cung lại vẫn ở. Nhưng mà, lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, cổ quái kia băng hỏa diễm xuyên thấu ông già áo bào đen thân thể. Thậm chí từ từ đem chiếm đoạt. Ông già áo bào đen kinh hoàng đến trình độ cao nhất, vội vàng ném ra một cái phủ văn, lớn tiếng nói, cứu ta. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi, ông già áo bào đen tại chỗ đốt diệt. Hết thảy gió êm sóng lặng. Ngụy Dĩnh ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, cái khăn che mặt dưới khẽ mỉm cười, nàng bước ra một bước, ấn đường lại chảy ra một tia máu tươi. Nàng hơi biến sắc mặt, liền vội vàng xoay người lại.
Cơ hồ mệt lả Diệp Thần ngồi dưới đất, ngưng mắt nhìn thiếu nữ khăn che mặt hình bóng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Chúng ta có phải hay không trước kia ở đâu gặp qua? Cô nương, chúng ta giàu gì cùng nhau chung hoạn nan, người có phải hay không cũng nên để cho ta xem người bộ mặt thật. Dĩ nhiên, nếu như không thể lấy xuống phía dưới sợi bông cũng được đi. Dẫu sao linh võ đại lục rất nhiều thiếu nữ đeo lên cái khăn che mặt đều có nguyên do. Ví dụ như Huyền Nguyệt Tông Duẫn Mính. Ngụy Dĩnh đưa lưng về phía Diệp Thần, không nói gì. Nàng dĩ nhiên là muốn lấy xuống cái khăn che mặt, nhưng là nàng không nghĩ như thế dáng vẻ đối mặt Diệp Thần. Nàng cuối cùng là một người phụ nữ. Nữ là duyệt mấy người cho. Nàng muốn cho mình và Diệp Thần ở linh võ đại lục lần đầu tiên gặp mặt, lưu lại một đạo tuyệt đẹp mặt mũi, mà không phải là hiện tại cái khăn che mặt xuống dáng vẻ. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, nếu không được thì coi là. Vậy là ngươi không phải cũng nên nói cho ta một cái tên. Ngươi kêu gì? Nói thật, ta xem bóng lưng của ngươi, càng ngày càng cảm thấy và ta một cái hoa hạ bằng hữu rất giống, nàng đã từng là một cái giáo viên tiếng Anh. Thôi, ngươi thành tựu linh võ đại lục tông môn tông chủ khẳng định không biết ta nói địa phương là nơi nào, càng không biết cái gì gọi là giáo viên tiếng Anh. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới, cái đó thiếu nữ khăn che mặt thân thể mềm mại đang run rẩy. Cái khăn che mặt dưới, môi đỏ mỏng khẽ cắn. Phủ mị thêm hấp dẫn. Diệp Thần, thật ra thì ta. Ngụy Dĩnh do dự hồi lâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, giữa trời đất, lại xuất hiện một vết thương. Một cổ cực mạnh uy áp bao phủ toàn bộ Thiên Hàn Sơn. Thiên Hàn Sơn truyền tới cực mạnh chấn động. Thậm chí mơ hồ muốn sụp đổ. Một con mắt tựa như nắm giữ, dò xét hết thảy. Thần quốc mục gia lực lượng. Giờ phút này linh võ đại lục bên kia. Thần quốc một gia tộc hoàn toàn tức giận. Mục gia ở linh võ đại lục lại bỏ mình 7 vị cường giả. 6 vị thái hư tiền kỳ cường giả. 1 vị thái hư tầng 6 thiên cường giả. Đây đối với thần quốc bất kỳ một gia tộc nào đều là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Thần quốc nuôi mỗi gia chủ tức giận, một trưởng vỗ vào trên thạch đài. Tất cả mục gia trưởng lão nghe lệnh, vận dụng mục gia cấm kỵ phá không huyết trận. Hao tổn tu vi, máu tươi làm chất dẫn, đem người trực tiếp mang về. Ta đây là muốn xem, vậy thiếu nữ khăn che mặt là cái gì thông thiên cường giả? Thiên Hàn Sơn phía trên hư không càng ngày càng lớn. Ngụy Dĩnh thần sắc thảm trắng đến trình độ cao nhất, không tốt. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới thần quốc mục gia lại như thế trăng tiếc giá phải trả. Thật là như vậy nói, Diệp Thần và mình đều phải chết. Nàng có lá bài tẩy cũng không có dùng à. Bây giờ nàng và Diệp Thần căn bản không có khả năng chạy trốn. Hai người cũng không có sức đánh một trận. Ngay tại Ngụy Dĩnh ngưng trọng lúc đó, một đạo ma ảnh cuốn tới. Rồi sau đó, bên tai nàng nghe được một giọng nói, ô mang, mang nàng đi. Không cùng Ngụy Dĩnh phản ứng, thân thể của nàng đã bị cưỡng ép dẫn tới ô mang trên mình. Ô mang tự nhiên cũng là cảm giác được đáng sợ nguy hiểm, hắn cố nhiên muốn cùng chủ nhân Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Ô mang mang còn chưa phản ứng Ngụy Dĩnh cấp tốc đi. Ngụy Dĩnh muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện dưới người thú cưỡi lại trói buộc nàng. Nàng quay đầu, lượn vòng trong ánh mắt thấy được một người thanh niên. Thanh niên tay cầm một thanh kiếm, kiếm cắm ở băng, chật vật giơ cao thân thể. Hắn áo khoác đều là máu. Nhìn thấy mà giật mình máu. Hiện tại Diệp Thần đối mặt cũng không phải là ông già áo bào đen như vậy tồn tại. Diệp Thần ở lại Thiên Hàn Sơn, hẳn phải chết. Hắn tại sao ngu như vậy? Tại sao lúc này còn nếu muốn mình? Ngụy Dĩnh nhu tình trong con ngươi nước mắt rơi xuống, chạm đến băng, băng tuyết tan ra. Nàng biết, khả năng này là nàng và Diệp Thần một lần cuối cùng gặp mặt. Sau ngày hôm nay, chính là âm dương cách nhau. Thương cảm sau này, Ngụy Dĩnh trong lòng giấy lên hừng hực ngọn lửa. Thần quốc, đây là các ngươi ép ta. Đối với ta tiến vào U Hàn Uyên, nếu kêu lên thần quốc nhập suối vàng. Ô mang mang Ngụy Dĩnh rời đi. Bên bờ đất Bạch Nhi nhìn một cái người thanh niên kia, vẫn là hướng ô mang đuổi theo. Nàng chẳng qua là một đứa nha hoàn, có cái gì tư cách ngăn trở cái này hạo kiếp. Mà cái đó chính là tạo hóa cảnh thanh niên,
lại có cái gì tư cách ngăn trở cái này hạo kiếp? Hạo kiếp dưới, nhất định có người chết. Chí ít, hôm nay, Diệp Thần chết, lật đổ Bạch Nhi hết thảy nhận biết. Nguyên lai, có người không sợ chết. Nguyên lai, có người lòng trong lòng đại nghĩa. Nguyên lai, thế gian còn có phần ân tình này. Thiên Hàn Sơn. Diệp Thần chật vật ngưng mắt nhìn hư không vết rách. Hắn ở trong vết rách, đã thấy mấy đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người đều là hắn không cách nào dung chuyển tồn tại. Ai, cuối cùng là không tránh khỏi. Sau lần này, ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Ta tới Nam Vực, bất quá là muốn cứu Trần Chi Phàm mà thôi. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Vương tại sao nhất định phải hắn chảy nước đục này đây? Diệp Thần trong mắt có chút không biết làm sao. Nhưng là lại không có sợ hãi. Hư không thần quốc mục ra bóng người không ngừng hiển lộ. Đó là một ngôi đại điện. Đại điện bên trong, mấy đạo uy nghiêm thêm khí tức lạnh như băng liên lụy Thiên Hàn Sơn. Phảng phất là hai tiếng không tiếp xúc. Đột nhiên, trong hư không, vang lên một đạo tức giận, con kiến hôi cũng dám dung chuyển ngày tháng, tự tìm cái chết. Hôm nay, ta liền muốn xem, người rốt cuộc có cái gì bản lãnh. Nháy mắt bây giờ, đền bên trong mấy ngón tay người bắt pháp quyết, Thiên Hàn Sơn hư không lại xuất hiện một cái giống như khô lâu tay máu. Tay máu bất thình lình hướng Diệp Thần nắm lên. Cục hẳn phải chết. Mà Diệp Thần nhưng vào lúc này, nhắm mắt, vốn muốn đem cái này lá bài tẩy giấu mấy năm, thời khắc mấu chốt lại dùng. Ai có thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt lại tới nhanh như vậy. Ta còn không có bưng bít nóng đâu, ai. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra. Bước ra một bước, chỉ một cái nhắm thẳng vào thương khung. Vạn kiếm phong ấn, mở. Diệp Thần thân thể bỗng nhiên gian thả ra cực mạnh ánh sáng. Giữa trời đất, lại không biết từ lúc nào trôi lơ lửng ra hơn 10.000 thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm tựa như đều tràn đầy thương cổ ý. Đó là kiếm lịch sử. Đó là kiếm đạo vi tôn thời đại. Mà Diệp Thần tựa như cùng những thứ này kiếm dung hợp làm một thể. Thương khung biến sắc. Thiên Hàn Sơn chia năm xẻ bảy. Một người thanh niên thông thiên thế, mở. Thần quốc mục ra đại điện. Một cổ bao la kiếm ý cuốn sạch toàn bộ đại điện. Dẫn động cấm kỵ trận pháp mười mấy vị trưởng lão đồng loạt khạc ra máu tươi. Dù là ngồi ở trên đài cao nuôi mỗi gia chủ vậy không bình tĩnh. Lực lượng này, hắn lại đều cảm giác được khủng bố. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, vội vàng nói, mau. Mau đưa vết rách khép lại, mau. Mấy vị trưởng lão như lâm đại địch. Ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, không để ý thương thế, ngay tại chỗ rách muốn khép lại thời điểm. Hơn 10.000 thanh kiếm ý lại đồng loạt xuất hiện. Chỗ rách vỡ ra tới. Vô tận kiếm ảnh giống như một đầu ngút trời cự thú cắn nuốt toàn bộ mục gia. Mục gia trận pháp bỗng nhiên sụp đổ. Bóng kiếm loạn. Những cái kia mục gia trên người trưởng lão lại ngay tức thì phân bố vết máu. Toàn bộ mục gia lâm vào đến khủng hoảng bên trong. Ai có thể nghĩ tới tại sao sẽ xuất hiện như thế nhiều đạo mạnh mẽ kiếm ý? Mấu chốt kiếm ý này không phải một người, mà là 10.000 vị đã từng sừng sững giữa trời đất kiếm khách đắc ý làm. Thần quốc mục gia, tiếng kêu thảm thiết không ngừng lọt vào tai. Sợ rằng, sau ngày hôm nay, mục gia trả đau thương giá phải trả, khắc cốt minh tâm. Mà Thiên Hàn Sơn, vậy vô số cường giả tỷ đấu chi núi, vậy ở Nam Vực không thể xóa nhòa lịch sử. Hoàn toàn hóa là bụi bặm. Bụi mù cuồn cuộn. Thiên Hàn Sơn, không còn tồn tại. Không có ai biết trận chiến ấy Thiên Hàn Sơn kết quả chuyện gì xảy ra. Có tin đồn, Linh Võ Đại Lục một nữ tử thần bí đối chiến 6 vị thần nước Thái Hư Cường Giả. Thái Hư Cường Giả toàn bộ bị tru diệt. Cô gái thần bí mất tích. Mà Thiên Hàn Sơn gãy lìa và biến mất chính là bởi vì cô gái thần bí quá mạnh mẽ mà đưa đến. Lại có lời đồn đãi, cái này Thiên Hàn Sơn bởi vì là một cái vận may thanh niên nơi đoạn. Thanh niên chết, Thiên Hàn Sơn vậy tiêu diệt. Vô số lời đồn đãi lưu động, Thiên Hàn Sơn định trước trở thành Linh Võ Đại Lục một cái mê. Một ngày sau, Diệp Thần ở một con sông bên trong tỉnh lại. Hắn hoạt động nửa mình dưới, hơi kinh ngạc. Hắn lại bất chi bất giác bước vào tạo hóa cảnh tầng 8 thiên. Khoảng cách tinh khiếu không xa. Chẳng lẽ là trong chiến đấu đột phá?
vẫn là tháo ra vạn kiếm phong ấn sau đó, vạn kiếm phong ấn cho mình quà tặng. Mình đột phá mặc dù bị luân hồi huyết mạch áp chế, nhưng vậy rất kinh người à. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thế gian cái nào tạo hóa cảnh sẽ đối với vác phong môn cảnh? Lại có cái nào tạo hóa cảnh sẽ đối với vác thái hư? Hắn từ vừa mới bắt đầu, chính là nghịch thiên mà đi. Không biết vạn kiếm phong ấn mở sau đó, thần quốc mục gia như thế nào? Là vẫn diệt vẫn là bị thương nặng. Diệp thần cảm thấy người sau tương đối có thể. Bất quá, vừa nghĩ tới như vậy nghịch thiên lá bài tẩy, từ đây lại không có, hắn chân thực đau lòng à. Cái này cơ duyên, cả đời có thể vậy liền một lần như vậy. Thời khắc này hắn cảm giác rất mệt mỏi. Cố nhiên đột phá, hắn toàn thân cũng vết thương chồng chất. Muốn khôi phục trạng thái tột cùng, cũng không dễ dàng. Hắn từ con sông bên trong khó khăn đứng dậy. Để cho hắn bất ngờ phải, hắn bên người lại nằm một viên cổ quái trứng. Đỏ xanh xen nhau, đường vân cực kỳ đẹp. Diệp thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ địa. Quả nhiên, nguyên bản đỏ xanh quang cầu tiểu hoàng không thấy. Chẳng lẽ trước mặt trái trứng này, là tiểu hoàng? Tiểu hoàng luyện hóa kết thúc. Lần này chỉ cần từ vỏ trứng bên trong đi ra, chính là tân sinh. Hắn mơ hồ nhớ ở Thiên Hàn Sơn tan vỡ lúc đó, một cái quang cầu vọt ra, cưỡng ép mang hắn rời đi. Tiểu hoàng là ngươi sao? Diệp thần ngưng mắt nhìn bên người trứng khổng lồ, mở miệng nói. Vậy trứng khổng lồ lăn cút tỏ ý. Diệp thần không để ý thương thế trên người, sờ một cái trứng khổng lồ, ngươi luyện hóa kết thúc. Là muốn ta đem ngươi ấp trứng, vẫn là cưỡng ép gõ bể vỏ trứng. Diệp thần không nói nhảm nữa. Một kiếm đánh xuống, nhưng mà kim thiết chi tiếng vang lên. Trứng khổng lồ này lại không nhúc nhích tí nào. Tiểu hoàng không ngừng lay động tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, một phen trao đổi, Diệp thần cũng không lấy được. Cuối cùng tiểu hoàng vẫn là tiến vào luân hồi mộ địa. Được rồi, đi một bước xem một bước đi, chỉ ít quang cầu thành trứng, chứng minh tiểu hoàng luyện hóa kết thúc, duy nhất phải cùng chính là lột vỏ ngày đó. Ô mang cầm cô gái kia đưa đến nơi an toàn hẳn sẽ trở về tìm ta. Dưới mắt, không biết là ở nơi nào. Diệp thần mở ra nam vực bản đồ, nhìn lướt qua, đột nhiên con người co giúp một cái. Nơi đây lại ở nam vực thành thiên đô ra. Thành thiên đô chính là cắt thanh đầu mối chỗ. Không nói nhảm nữa, Diệp thần đổi cả người quần áo sạch sẽ, vội vàng hướng thành thiên đô đi. Tại dưỡng thương lúc vừa vặn có thể điều tra Trần Chi Phàm tung tích. Không lâu sau, Diệp thần liền đi tới nơi cửa thành, trao tay liền mình tư liệu, vậy thủ thành võ giả đơn giản kiểm tra qua sau đó, liền thả Diệp thần vào thành. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, xem ra vậy Bạch Sơn quả thật không có đùa bỡn thủ đoạn gì, nếu không mình hẳn không cách nào vào thành. Tiến vào thành Thiên Đô sau đó, Diệp thần liền hướng một nhà tên là Trời Gió Tửu Lầu đi tới. Căn cứ cắt thanh cho hắn tư liệu, ngày này gió tửu lầu là thành thiên đô bên trong một nhà tương đối không tệ nhưng lại sẽ không quá mức đắt tiền tửu lầu. Rượu như vậy lầu, thích hợp nhất hỏi dò tin tức. Rất nhanh, Diệp thần liền đi tới tửu lầu bên trong, chọn một nơi giá cả hơi cao chỗ trang nhã. Một người điếm tiểu nhị, lập tức mặt đầy nụ cười tiến lên đón, đối với Diệp thần hỏi, khách quan, xin hỏi, cần gì không? Diệp thần tùy ý nói, cầm các ngươi trong tiệm tốt món ăn, lên một lượt một phần đi, lấy thêm một bình rượu ngon tới. Điếm tiểu nhị kia nghe vậy, cặp mắt sáng choang, nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà mấy phần, Diệp thần như vậy người giàu có tự nhiên phải thật tốt đối đãi. Hắn cung cung kính kính nói, được rồi, mời ngài chờ chút, lập tức, liền cho ngài lên món ăn. Dứt lời, thì phải xoay người đi phòng bếp đi tới. Đợi một chút. Đây là, Diệp thần lại đột nhiên gọi lại hắn. Điếm tiểu nhị kia xoay người, có chút nghi ngờ nhìn Diệp thần nói, ngài còn có gì phân phó. Đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần, xem Diệp thần hình dáng mang chút thương thế, cũng không phải cái gì nhà giàu có con em dáng vẻ, không phải là mới vừa vì cố làm ra vẻ, điểm quá nhiều món ăn, hiện tại đổi ý chứ. Diệp thần lại đột nhiên giương tay một cái, đem một cái túi nhỏ, ném tới điếm tiểu nhị trong tay. Mỉm cười nói, nơi này coi như là ta cho ngươi tiền tiếp. Điếm tiểu nhị nhận lấy túi, hơi sững sờ, theo phía sau hiện vẻ khó tin, đem thần niệm đi trong túi đảo qua,
lại là một khoản cực lớn tài sản. Hắn đầu tiên là mừng như điên, nhưng là rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, trước mắt tên này công tử, coi như có tiền đi nữa, vậy không đến nổi chỗ tung tiền chứ. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút sợ hãi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy điếm tiểu nhị thần sắc, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta chỉ là mới tới thành Thiên Đô, muốn cùng ngươi hỏi thăm một ít chuyện tình thôi. Điếm tiểu nhị nghe vậy trong lòng buông lỏng một chút, nếu như Diệp Thần vô duyên vô cớ cho hắn như thế một số lớn tiền tiếp, hắn còn thật không dám muốn, nếu là muốn đánh nghe sự việc, vậy thì đơn giản nhiều. Lúc này, điếm tiểu nhị này đối với Diệp Thần khá là đắc ý cười nói, công tử, cái này ngài coi như hỏi đúng người, ngài có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, không phải ta thổi, mặc dù ta người này tu vi nhỏ, nhưng là phải nói dậy cái này thành Thiên Đô bên trong gió thổi cỏ lay. Không việc gì có thể lừa gạt được ta vương ngựa nhỏ tai mắt. Diệp Thần nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, vậy cực kỳ tốt nhất, ta muốn hỏi ngươi, trước có phải hay không có một người che giấu mặt mũi từ bên ngoài đến võ giả ở các ngươi thành Thiên Đô cùng người phát sinh qua tranh chấp. Điếm tiểu nhị kia nghe vậy, mặt lộ suy tư vẻ, một lát sau ánh mắt chợt sáng lên. Nhưng mà, rất nhanh điếm tiểu nhị kia ánh mắt liền tối đi xuống, yên lặng chỉ chốc lát sau. Có chút do dự mở miệng nói. Công tử, chuyện này ngươi phải hướng người khác hỏi thăm, bọn họ có thể còn thật không biết, nhưng là, ta cũng không so rõ ràng. Bởi vì, sự tình kia, đúng lúc phát sinh ở tiệm chúng ta bên trong. À, Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn trông chừng tiệm tiểu nhị hình dáng, biết hắn là có chỗ cố kỵ, cái này cũng thuyết minh, hắn là thật biết cái gì. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Lạnh nhạt nói, nếu như ngươi có cái gì cố kỵ, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, nếu như ngươi thật nói xảy ra điều gì đối với ta đồ hữu dụng, như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Điếm tiểu nhị kia vùng vẫy chốc lát, vẫn là quyết định nói, theo ta biết, ngài hỏi tên kia võ giả, cũng không phải là ta Nam Vực người. Diệp Thần trong mắt sạch bóng chớp mắt, giương tay một cái, lại ném ra một cái túi, nói tiếp. Điếm tiểu nhị kia nhận lấy túi, lúc này mừng rỡ, quan sát Diệp Thần mấy lần, cười nói. Ngài hẳn, cũng không phải Nam Vực người chứ. Chuyện này vốn là lão bản là giao phó ta không thể khoe khoang, bất quá mà, ngài ra tay rộng lượng như vậy, ta không nói chút gì, cũng quá thật xin lỗi ngài. Ngài nơi hỏi thăm người nọ, xem ngôn hành cử chỉ tựa hồ là xuất thân Tây Vực và một vực khác tiếp giáp, ngài cũng biết, chúng ta Nam Vực tương đối khép kín. Đối hắn hơn mấy vực người đều có chút không hợp nhau, cùng ngày, hắn tới chúng ta tửu lầu dùng cơm, vừa lúc bị chúng ta thành Thiên Đô một vị thân phận tôn quý quý khách đụng gặp, vốn là lấy người kia thân phận, là không nên tới chúng ta tửu lầu dùng cơm. Điếm tiểu nhị kia miệng lưỡi lưu loát, đào đào không ngừng, đang chuẩn bị nói tiếp lúc đó, nhưng có một đạo băng hàn thanh âm, ở trong tửu lầu vang lên. Là tên khốn kiếp kia đang hỏi thăm rác rưởi kia sự việc. Điếm tiểu nhị. Chủ các ngươi không đã thông báo ngươi, chuyện này không thể lộ ra sao. Điếm tiểu nhị kia nghe được người đàn ông này tiếng của trách, lập tức hoảng sợ quay đầu. Hắn mặc dù chỉ là ở Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là, làm sao có thể lừa gạt được võ giả vậy bén nhạy cảm giác. Bất quá, hắn vốn là vậy không có quá để ý, dẫu sao ai sẽ đối với một cái điếm tiểu nhị và khách nhân nói chuyện phiếm, như vậy cảm thấy hứng thú đây. Có thể không nghĩ tới, sự việc hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, lại bị người thanh niên này bắt gặp một màn này, còn bị hắn nghe được, nói chuyện nội dung. Diệp Thần cũng là nhướng mày một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp một người ngũ quan đàng hoàng, sắc mặt nhưng lộ vẻ được trắng bệch, bước chân phù phiếm, nhìn như, giống như bệnh nặng mới khỏi hình dáng, người mặc lấy thiên tàm ti chức tựu sang trọng hoa lệ hắc bào thanh niên. Đang một người thân hình có chút còng lưng ông lão cùng đi lên tửu lầu. Diệp Thần nhìn tên thanh niên kia nam tử một mắt, liền đưa mắt, rời đến lão giả kia trên mình, cặp mắt khẽ híp một cái. Tên thanh niên kia, mặc dù lạnh ý, bá đạo, cả người khí tức cường giả, chắc hẳn xuất thân bất phàm, nhưng là, bản thân tu vi, không tính là quá cao. Thậm chí, vẫn là dựa vào đan dược chất đi ra ngoài như vậy, người như vậy, mặc dù có cảnh giới. Thực lực, nhưng thực lực chiến đấu không hề cao. Đối với loại người như vậy, Diệp Thần là từ trước đến giờ không hứng thú được. Coi như xuất từ danh môn,
chí ít vậy được xem Cơ Huyền, Hình Tử Đường như vậy, có chân tài thực học người mới có chút theo dõi. Mà đây tên tôn quý nam tử bên cạnh tên kia ông già, ngược lại có chút theo dõi. Người này, hoàn toàn lấy một loại quỷ dị thủ đoạn, che đậy cảnh giới chân thực, để cho hắn nhìn như, bất quá là một tinh khiếu đỉnh cấp ông già thôi. Mặc dù đi qua một phen che giấu, hơn nữa, thủ đoạn còn khá là cao minh, nhưng là, ở Diệp Thần thần thức cường đại, cùng với niệm ma thân thể trước mặt, những thứ này mánh khóe nhỏ lại coi là cái gì chứ? Chỉ một cái liếc mắt, liền bị Diệp Thần xem thấu. Cái này ông lão chân thực tu vi, lại là phong môn. Mặc dù Diệp Thần bây giờ thực lực, đã cao hơn phong môn sơ kỳ, nhưng là, có cường giả như vậy đi cùng, thế lực sau lưng tuyệt đối không kém. Cái này nam vực ngược lại là đầm rồng hang hổ. Đây là, bên cạnh tên kia điếm tiểu nhị, dè dặt đối với Diệp Thần dì tai nói, công tử, cái này. Vị này là chúng ta Thành Thiên Đô Vương gia Vương Khải Vương thiếu gia, trước, cùng ngài hỏi thăm tên kia võ giả, phát sinh xung đột, chính là hắn. Vậy Vương Khải thấy vậy, sắc mặt chợt âm trầm xuống, hướng về phía điếm tiểu nhị kia quát lên một tiếng lớn, ta con mẹ nó cho ngươi mặt. Để cho ngươi câm miệng cho lão tử, điếc. Vừa nói, cả người khí thế bùng nổ, lộn một cái tay, cầm một thanh trường kiếm, hướng điếm tiểu nhị, hung hăng chém tới. Một đạo đỏ tươi kiếm quang, phảng phất từ địa ngục biển máu bên trong tới, ngay tức thì đem toàn bộ tử lầu, cũng mang theo một cổ máu tanh sát khí. Điếm tiểu nhị sắc mặt ngay tức thì trắng bệch không máu, ở Vương Khải vậy tràn đầy uy thế nhất kích dưới, run lẩy bẩy, liền hồn phách đều phải bởi vì sợ hãi bị đánh tan à. Hắn biết Vương Khải tánh tình hung ác, nhưng là vậy không nghĩ tới, lại chỉ là bởi vì mình hướng về phía Diệp Thần dì tai một câu, liền phải toàn lực ra tay, đem mình chém chết à. Lúc này, hắn thậm chí liền hối hận cũng không kịp, tất cả tâm thần, đều bị sợ hãi lấp đầy. Vậy Vương Khải, coi như nhỏ yếu đi nữa, cũng không phải một cái tiểu nhị có thể địch, mà hiện tại Vương Khải tức giận dưới, đã không giữ lại chút nào, làm sao có thể không sợ hãi. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt hơi chớp mắt, nhìn vậy cực nhanh chém tới kiếm quang, thân hình hơi chao đảo một cái, liền chắn điếm tiểu nhị trước người, đối mặt vậy chém tới kiếm mang, sắc mặt rửng rưng, lại là liền ý xuất thủ cũng không có. Trong tử lầu mọi người, thấy vậy đều là sững sốt một chút. Chịu chết. Liền liền Vương Khải, đều có chút trợn tròn mắt. Tiếp theo, hắn liền mặt lộ vẻ dữ tợn. Một khắc sau, huyết quang bùng nổ, mọi người giống như bị máu tươi đợt sóng lật, miệng mũi bên trong, đều là đậm đà mùi máu tanh, thật là, không cách nào hít thở. Tử lầu bên trong, vang lên từng tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Vương Khải thấy vậy, khuôn mặt tái nhợt lên. Không khỏi hiện lên vẻ đắc ý vẻ. Hắn một kiếm này, mặc dù vậy cứ như vậy, còn là thật vận may nhất kích, loại tử lâu này tầng thứ, không phải quá cao, khách nhân thực lực, vậy không tính là nhiều mạnh, ở vậy võ giả những người này trong mắt, vẫn là vô cùng kinh khủng. Đây cũng là, Vương Khải thích tới nơi này dùng cơm nguyên nhân. Hắn thực lực, không phải rất mạnh, nhưng là cái đặc biệt muốn mặt mũi người. Tất cả mọi người, nhìn bị huyết quang nuốt mất Diệp Thần, cũng không có bất kỳ hoài nghi, Diệp Thần, sẽ chết. Sẽ chết ở Vương Khải một kiếm dưới. Nhưng mà, một khắc sau, huyết quang kia bên trong, liền truyền ra một cái thanh âm lười biếng nói, hôm nay ta không muốn giết người. Cho nên, cút, ngươi không phải ta đối thủ, bên cạnh ngươi phong môn lão đầu cũng không phải ta đối thủ. Yên lặng, nguyên bản tràn đầy tiếng thán phục tử lầu, ngay tức thì yên lặng. Mà lão đầu kia vậy thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn trên dưới quan sát Diệp Thần mấy lần, rất nhanh nhìn ra, Diệp Thần, không giống nam vực người. Mấu chốt còn hỏi thăm người kia tung tích. Vương Khải trong mắt, thoáng qua một tia âm hàn sát ý. Bất quá, Diệp Thần đối với Vương Khải thần sắc, không thèm để ý chút nào, coi như là Vương Khải bên cạnh tên kia ông già, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói. Vậy không coi vào đâu. Hắn trực tiếp quay đầu, hướng về phía điếm tiểu nhị kia nói, đi ngâm một bình trà ngon, nếu như tử lầu bên trong không có thượng đẳng lá trà, có thể đi bên ngoài mua, trà, ngâm lâu một chút, biết không? Vừa nói, lại ném cho điếm tiểu nhị một cái túi, cười nói, cầm tiền này, đi mua trà đi.
hắn đây là đang giúp cái tiệm này tiểu nhị. Diệp Thần mặc dù tự nhận là không phải là một người tốt. Nhưng là, Diệp Thần có nguyên tắc. Điếm tiểu nhị kia người rất cơ trí, tự nhiên rõ ràng Diệp Thần ý kiến, cảm kích nhìn Diệp Thần một mắt, liền trực tiếp đi tử lầu cửa sau, đi. Ngươi kêu gì? Vương Khải đột nhiên nói. Hắn phát hiện mình có chút không đoán ra. Đưa mắt nhìn điếm tiểu nhị sau khi rời đi, Diệp Thần mới lạnh nhạt ngồi xuống, lúc này vừa vặn có phục vụ viên, dè dặt bưng thức ăn, đưa đến Diệp Thần trên bàn. Diệp Thần cầm đũa lên, nếm thử một miếng, từ từ thưởng thức, còn tự nhiên tán dương, mùi vị không tệ. Cho đến Vương Khải sắc mặt đều đã biến thành màu đen, tay cũng khí được run rẩy thời điểm, mới quay đầu, cười nhạt nói, Diệp Thần. Vương Khải hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, nếu như ta không nhìn lầm, người cũng đi qua lên Tiên Thành cùng với một cái kêu là Hoa Hạ địa phương chứ. Diệp Thần hơi ngẩn ra, một bên kẹp món ăn, một bên tùy ý hơi gật đầu một cái nói, không sai. Xem ra người kia xác định là Trần Chi Phàm. Vương Khải trên mặt cười nhạt vẻ càng ngày càng đậm, tiếp tục nói, người đang điều tra trước cùng ta nổi lên va chạm người kia tin tức. Nói không chừng, ta có thể giúp ngươi. À, Diệp Thần có chút bất ngờ xoay đầu lại, hắn vốn cho là để cho cái này Vương Khải mở miệng còn sẽ phí một phen công phu, không nghĩ tới, người này lại sẽ thức thời như vậy. Làm gì? Vương Khải trên mặt bỗng nhiên thoáng qua vẻ tàn khốc, lạnh lùng quát, ngươi như vậy có lòng điều tra, hắn đã làm sai chuyện, ngươi chẳng lẽ không nên là hắn nói xin lỗi? Các ngươi xuất thân người Hoa Hạ đều là như thế người không có giáo dục sao? Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp đứng lên, bỗng nhiên bây giờ đưa tay ra, một cái tát liền đi ra ngoài. Một tát này, sắp đến bên người hắn ông già cũng không ngăn cản được. Trong tử lầu bầu không khí, lập tức, hạ nhiệt đến băng điểm trở xuống. Trong nháy mắt, tử lâu này bên trong, lại vô căn cứ nổi lên một hồi gió lớn. Bị Diệp Thần lực lượng, mang theo gió lớn. Diệp Thần ra tay một cái, các khách nhân là thiết thiết thật thật, cảm nhận được phát ra từ con tim sợ hãi à. Vương Khải ngay tức thì bay ra ngoài. Rồi sau đó nặng nề đập xuống đất. Ta không cho phép người khác làm nhục Hoa Hạ, ngươi như nói thêm một chữ nữa, sau lưng ngươi gia tộc ta sẽ từ Nam vực từ đây xóa đi. Cương quyết đến mức tận cùng. Mà Vương Khải đâu? Liền liền những khách nhân kia cũng cảm nhận được to lớn sợ hãi, đứng mũi chịu sào Vương Khải lại là từ nơi này tùy ý một trường bên trong, cảm nhận được tử vong à. Lúc này, hắn nào còn có dư cái gì mặt mũi, lập tức hướng về phía vậy còng lưng ông già, tê tâm liệt phế kêu khóc nói, mã gia cứu ta. Tên kia bịt cửa còng lưng ông già, ở Diệp Thần xuất thủ trong nháy mắt, một mực không hề bận tâm trên khuôn mặt già nua, cũng là hơi biến sắc mặt, cả người bịt cửa uy thế, cũng là ở ngay tức thì tách thả ra, trực tiếp hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Hắn hướng về phía Diệp Thần, trầm giọng quát lên, thằng nhóc, ngươi rất mạnh, không nghĩ tới lão phu cũng có xem nhìn sót thời điểm, ở tạo hóa cảnh, mới có thể có ngươi như vậy thực lực thiên tài, cho dù lão phu sống ngàn năm, đã gặp cũng không vượt qua ba cái. Nhưng là, hắn vậy đôi cặp mắt đục ngầu bên trong, chợt bùng nổ một hồi sạch bóng, thanh âm bên trong, tràn đầy uy nghiêm nói. Ngươi, còn quá trẻ, phải biết, người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Vương gia này tiểu tử mặc dù bất thành khí, có thể lão phu cũng không thể thật để cho ngươi tổn thương. Cái này ông già, tên là Mã Hồng Đa, thật ra thì, cũng không phải là người vương gia ở nơi này thành Thiên Đô, mặc dù coi như một cái tốt gia tộc, nhưng là, cũng không coi là cao cấp. Gia tộc như vậy, còn không có tư cách để cho hắn như vậy cường giả đi theo. Hắn sở dĩ sẽ ở lại vương gia, là bởi vì là, đếm 10 năm trước. Vương gia gia chủ cứu hắn một mạng, đối với hắn có ân. Cho nên, hắn đối với vương gia gia chủ cam kết, sẽ ở lại vương gia, phò hộ vương gia trăm năm, lấy trả lại vương gia đối với hắn ân tình. Bất quá, hắn không thích cuốn vào thế lực tranh chấp bên trong, cho nên không biết chủ động ra tay thay vương gia khuếch trương thế lực. Đồng thời, phần lớn tình huống, hắn cũng sẽ không xuất thủ, chỉ sẽ ở vương gia dòng tránh. Gặp phải nguy hiểm lúc đó, xuất thủ tương trợ thôi. Bất quá, dù vậy, cái này mấy chục năm qua, dựa vào ông lão tồn tại, vương gia cũng là ở nơi này thành Thiên Đô bên trong, ngồi vững vàng bá chủ địa vị. Mà Mã Hồng Đa mặc dù coi thường Vương Khải làm người,
nhưng là thứ nhất, Vương gia gia chủ đối với hắn có ân, mà Vương Khải là Vương gia gia chủ thân nhi tử. Thứ hai, Mã Hồng Đa ở Vương gia nán lại mấy chục năm, coi như là nhìn Vương Khải lớn lên, mặc dù hắn ngoài miệng không nói, thật ra thì đối với người Vương gia, đối với Vương Khải, đều có tình cảm. Diệp Thần tại chỗ bị thương Vương Khải, hắn nổi cơn giận dữ. Lão kia người chậm rãi nâng lên tay, còn chưa ra tay, một cổ khí thế ngút trời, cũng đã vét sạch cả tòa tửu lầu, tại chỗ các khách nhân, cũng đã không phải là chấn động tùng, sợ hãi, mà là trực tiếp chết ngất, miệng sùi bọt mép, miệng sùi bọt mép. Tốt nhất, cũng là bị đè được nằm trên đất, điên cuồng run rẩy. Cái này còn chỉ là cái này phong môn ông già tiết lộ ra hơi thở mà thôi, cũng đã như vậy kinh khủng. Còn có thể cất giữ ý thức mấy người trong lòng suy nghĩ, trực diện cái này uy áp Diệp Thần, thậm chí không cần ông già ra tay, đã trực tiếp bị đè được trọng thương, thậm chí trực tiếp tan xương nát thịt, chết chứ. Có thể vác Vương Khải một kiếm, thì như thế nào chứ? Cái này uy áp, và Vương Khải công kích, căn bản không ở một tầng thứ à? Nhưng là, bọn họ không nhìn thấy, Diệp Thần vẫn một bộ thần sắc lạnh nhạt, chỉ là, tay hắn quả thật dừng lại. Lão kia người thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình coi như có thể nghiền ép Diệp Thần, nếu như Diệp Thần thật cố ý đối với Vương Khải ra tay, mình còn thật không có nắm chắc cứu Vương Khải, sở dĩ thả ra hơi thở, chủ yếu vẫn là vì uy hiếp Diệp Thần. Vương Khải lại là cả người mồ hôi đầm đìa, mặt đầy đều là sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Thần cười nhạt nói, làm sao? An tâm, hiện tại, muốn đi. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Ngươi nói gì sao? Vương Khải sắc mặt đại biến, cả người linh lực cổ động, không để ý hết thảy liền muốn chạy trốn Diệp Thần bên người. Mã Hồng Đa cũng là cặp mắt máy động, ánh mắt ngay tức thì ác liệt dậy. Hắn mặt lộ vẻ giận nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, người có thể cuồng, lại cũng không lấy quá tự tin. Lão Phu nói qua, để cho ngươi dừng tay, ngươi nếu như đem Lão Phu nói làm bên tai gió, như vậy xem thường Lão Phu nói. Cũng đừng trách Lão Phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Vừa nói, vậy chỉ vẫn chưa hoàn toàn buông xuống tay, lần nữa tụ tập vô biên linh lực, biến ảo làm một đầu hét điên cuồng nộ long, lần móng rõ ràng, trông rất sống động. Một trường đánh ra, vậy nộ long, liền lộ vẻ rung động toàn bộ thành thiên đô tiếng rồng ngâm, hướng Diệp Thần bay vút lên tới. Ở nơi này nộ long dưới uy thế, vạn vật đều tựa như muốn ở trước mặt thần phục. Tuyệt không ngoại lệ. Một trưởng này, rất mạnh. Cái này Mã Hồng Đa, không hổ là thấm nhuần võ đạo ngàn năm bất thế cường giả, ra tay một cái quả nhiên không giống vật thường. Hơn nữa, Diệp Thần nhìn vậy nộ lòng ánh mắt nhỏ tránh, hắn biết Mã Hồng Đa nương tay. Một trưởng này, hắn không có đánh coi là giết mình. Cái này Mã Hồng Đa, mặc dù bảo vệ ngắn chút, dung túng cái này Vương Khải, hắn làm người xem ra vẫn là có thể. Bất quá, dù vậy. Diệp Thần dĩ nhiên cũng không có thả qua Vương Khải ý kiến. Hắn là một cái, có ranh giới cuối cùng người, không có xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng trước, hắn có thể không cùng ngươi so đo không ra tay. Nhưng là, nếu như xúc phạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn tất nhiên ra tay một cái, liền không có người có thể ngăn trở. Vương Khải mặc dù ở liều mạng chạy trốn, nhưng là hắn vậy đáng thương tốc độ, ở Diệp Thần trong mắt, liền tựa như ốc sên vậy. Chạy thế nào được hết đâu. Diệp Thần bàn tay, tựa như chậm thực nhanh động một cái, một khắc sau, một tiếng hét thảm, liền vang dội toàn bộ thành thiên đô. Lách cách một tiếng vang thật lớn, Vương Khải thật người, liền hung hãn bị Diệp Thần chụp lật trên đất, gương mặt một phiến máu thịt mơ hồ, một trưởng này, liền Vương Khải mặt cốt, cũng cho vỗ nát bấy. Mã Hồng Đa tức giận sôi trào, nhưng đồng thời, con người cũng là hơi co rúc lại. Một trưởng này, thật là nhanh. Thậm chí sắp đến, hắn đánh ra nộ long trưởng ý, cũng còn chưa tới Diệp Thần trước người. Mà vậy nộ long, cũng ở đây trong thoáng qua đến, tựa như cảm nhận được chủ nhân chờ tăng tức giận vậy, dương nanh múa vuốt, lộ vẻ được càng dữ tợn 10 lần. Mã Hồng Đa lạnh lùng nói, đáng chết tiểu tử, xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi là thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. À, phải không? Diệp Thần nhìn thẳng vậy nhào tới trước người nộ long, sắc mặt, vẫn là rửng rưng, tay lộn một cái, nắm một thanh trường kiếm. Hắn nhàn nhạt nói, ta quả thật không biết trời cao đất rộng,
nhưng là ngươi tựa hồ còn chưa đủ cách dạy bảo ta. Mã Hồng Đa cười như điên, giấu tay kia, trong chốc lát vậy không có rơi xuống, chỉ là vây quanh Diệp Thần sôi trào không dứt, hắn hướng về phía Diệp Thần cười nói. Ha 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 ha, thằng nhóc, người bình thường cuồng, cũng không khả năng đang đối mặt ta trưởng ấn dưới tình huống, còn có thể nói ra những lời này chứ. Ta cũng không biết ngươi là thật không sợ chết, vẫn là đầu óc có vấn đề, nhưng là, lão phu vẫn đủ thưởng thức ngươi, cúi đầu đi, ta chẳng ngờ tổn thương ngươi, ngạo có thể, nhưng là, tại chưa có đủ thực lực trước, quá kiêu ngạo, là sẽ chết người. Đi đôi với Mã Hồng Đa quát chói tai, vậy vây quanh Diệp Thần bay lên cự long, rốt cuộc điên cuồng hét lên một tiếng, chân áp xuống. Cả tòa tử lầu, đều ở đây Mã Hồng Đa cái này kinh thiên một trưởng dưới điên cuồng run rẩy. Vô số bàn ghế đổ gỗ nội thất khoảnh khắc gian bể là phấn vụn, còn giữ thần trí võ giả không một không phát ra từ nội tâm sợ hãi, răng run rẩy. Đây chính là, phong môn cường giả lực lượng sao? Thật là cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Ầm một tiếng vang thật lớn, cự long hạ xuống, trường lực nhập vào xuất ra, bụi khói đầy trời. Nguyên bản Diệp Thần đứng vị trí, bị đánh ra một cái to lớn trong cái hố sâu, có thể nhưng không nhìn thấy Diệp Thần bóng người. Mà mọi người, vậy cuối cùng từ Mã Hồng Đa khí thế bên trong giải phóng. Bọn họ đứng lên, thở phào nhẹ nhõm, nửa bước phong môn uy áp, thật sự là không tốt tiếp nhận. Một người nhìn cái hầm kia động, nghi ngờ nói, mới vừa rồi vậy kêu là Diệp Thần tiểu tử đâu. Tại sao không thấy? Hắn bên cạnh một người, lơ đễnh, cười lạnh nói, còn có thể làm sao? Ngươi không xem một trưởng kia mạnh bao nhiêu, phỏng đoán trực tiếp bị đánh thành cặn bã chứ? Lại có một người lắc đầu nói, cái này Diệp Thần ngược lại cũng coi là kinh diễm, mạnh như vậy uy áp, chúng ta liền tiết lộ ra ngoài một tia, đều không cách nào chống lại, Diệp Thần nhưng có thể trực diện chi, chỉ bất quá, người này quá ngông cuồng, sự thật chứng minh, cuồng là phải trả giá thật lớn. Nhưng lúc này, Mã Hồng Đa nhưng là con ngươi chợt co rúc lại, hắn biết mình một trưởng kia không có cần liền Diệp Thần tánh mạng, càng không thể nào đem mất đi thành hư không. Như vậy, Diệp Thần rốt cuộc đi nơi nào đâu? Có thể những người khác, thậm chí cũng không cảm giác được Diệp Thần tồn tại, đây là vì cái gì? Lúc này, Mã Hồng Đa đôi mắt bên trong, có vô số đạo người bình thường cũng không nhìn thấy điện mang đang lấp lánh, sở dĩ xem không thấy, là bởi vì là, những điện mang này tốc độ, quá nhanh. Sắp đến khó tin, liền liền hắn, cũng chỉ có thể bắt được một chút bóng dáng mà thôi. Diệp Thần căn bản cũng không phải là biến mất, mà là bởi vì hắn thi triển một loại cực kỳ kinh khủng thân pháp, tốc độ kia sắp đến từ lâu này ở giữa mọi người, trừ hắn đều không cách nào nhận ra được Diệp Thần tồn tại à. Mã Hồng Đa sắc mặt, hoàn toàn thay đổi. Điều này sao có thể, là một cái vận may võ giả có thể thi triển thân pháp. Như vậy tốc độ, liền liền phong môn sơ kỳ tồn tại, cũng căn bản không cách nào chạm tới chứ. Cũng chỉ có chân chính phong môn cường giả, còn phải là sở trường tốc độ cường giả, mới có thể có như vậy nghịch thiên tốc độ à. Đột nhiên bây giờ, Mã Hồng Đa trong mắt điện mang, bỗng nhiên biến mất, mà Diệp Thần bóng người, liền giống như quỷ mị vậy, đột ngột xuất hiện ở tử lâu này bên trong. Nguyên bản, còn nghị luận ầm ĩ mọi người, ngay tức thì tim đều phải bị hù đi ra. Không ít người hai chân mềm nhũn, hét lớn, quỷ a. Liền đặt mông ngồi trên đất. Nhìn Diệp Thần, sợ hãi tới cực điểm. Mã Hồng Đa yên lặng chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói, người tuổi trẻ, ta Mã Mỗ, vậy sống mấy ngàn năm, tự nhận là dạng gì gió to sóng lớn, thiên hình vạn trạng chuyện, cũng kiến thức qua. Nhưng, ta không khỏi không thừa nhận, người đúng là ta đã thấy nhất yêu nghiệt kinh khủng, căn bản không phải có thể theo lẽ thường cân nhắc tồn tại, lão phu thừa nhận, quả thật không có tư cách dạy bảo ngươi, ta rút lại lời lúc trước. Bất quá rất nhanh, hắn liền hừ lạnh nói, hừ, thằng nhóc, bất quá ngươi vậy chớ đắc ý, ta thừa nhận ngươi tốc độ đủ nghịch thiên, lão phu kém hơn, nhưng là tốc độ nhanh vậy không nhất định đại biểu thực lực mạnh. Diệp Thần cười nói, cái này, ta đồng ý, cho nên. Mã lão ngươi hiện tại, có thể toàn lực ra tay. Mã Hồng Đa hai tròng mắt bên trong, chợt bộc phát ra một đoàn sạch bóng nói, thằng nhóc, ý ngươi là, ngươi không tránh. Diệp Thần cười nhạt nói, không sai. Được, Mã Hồng Đa cặp mắt bên trong chiến ý cháy nói, quả nhiên kiêu ngạo vô cùng. Lúc còn trẻ,
hắn vậy từng cuồng ngạo qua, không lúc nào, không ước mơ cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài ganh đua cao thấp, có thể theo thời gian rời đổi, hắn tu vi càng ngày càng cao, trong lòng ngọn lửa, nhưng dần dần dập tắt. Hôm nay, đối mặt Diệp Thần, Mã Hồng Đa trong chốc lát, nhưng lần nữa tìm về năm đó nhiệt huyết sôi trào, năm đó hừng hực chiến ý. Đừng chết, tiểu tử! Mã Hồng Đa khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, hắn khí thế liền chọc thủng cửu tiêu, toàn bộ thành thiên đô bên trong cường giả, cũng hướng Mã Hồng Đa chỗ ở phương hướng ném ánh mắt. Từng tiếng long ngâm, ở trên không trung vang vọng, thiên địa linh lực vòng xoáy, lấy tửu lầu làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Sợ hãi! Người khắp thành, cũng kinh sợ. Liên liên Diệp Thần, cũng là có hơi kinh ngạc, toàn lực xuất thủ Mã Hồng Đa, lại có này cùng khí thế. Quả nhiên, không hổ là một người núp ở Nam vực lão quái. Diệp Thần cố nhiên bị thương, nhưng hắn cũng muốn xem mình bước vào tạo hóa cảnh tầng 8 thiên kết quả đại biểu cái gì. Chân long cuồng vũ. Mã Hồng Đa hai tay huy động liên tục, trưởng lực bung ra, hư không tan vỡ, vạn vật thần phục, vô biên trưởng lực, hóa thành đạo đạo hình rồng, vây quanh Diệp Thần điên cuồng múa, mỗi lần đằng động, cũng đung đưa vô cùng lực lượng, long ngâm từng cơn, kinh thiên tuyệt đời. Đi. Một khắc sau, Mã Hồng Đa, râu tóc dựng ngược, nổi gân xanh, linh lực vượt qua cực hạn vận chuyển, vậy đạo đạo hình rồng trưởng lực, đôi mắt ngay tức thì sáng lên sắc bén, oai rồng phun trào, liền hướng Diệp Thần hung hăng đánh tới. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, vác ở trên vai thú hủ kiếm, cũng ở đây long ảnh đánh tới đồng thời hung hăng huy động, kiếm quang lóe lên, hàn mang nhập lòng, tuyệt lạnh sát ý, kinh thiên lên. Thậm chí toàn bộ thành thiên đô dân trong thành, cũng không có hình bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ sát ý, lướt qua toàn thân, không nhịn được khẽ run. Mà sát ý dưới, là một đạo quang, kiếm quang, Diệp Thần kiếm quang. Trình độ cao nhất lóng lánh kiếm quang, ở nho nhỏ này tử lầu bên trong, hoàn toàn bùng nổ. Mã Hồng Đa con người co giúp một cái, trong phảng phất, hắn tự như thấy được một cái thế giới khác, kiếm thế giới, kiếm đại dương. Từ Diệp Thần chém ra vậy một chút kiếm quang bên trong, bộc phát ra. Đây là kiếm một cái khác cảnh giới. Đây là hắn sống hơn 10.000 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp cảnh giới. Nhưng là ngày hôm nay, nhưng ở chỗ này gặp được. Ở một cái, hắn ban đầu thậm chí cũng không có để ở trong mắt người tuổi trẻ trên mình gặp được. Mã Hồng Đa yên lặng thật lâu nội tâm bên trong, chợt xông ra một loại tâm trạng. Đó là sợ hãi. Chính là bởi vì hắn sống hơn 10.000 năm, mới có thể chân chính biết được một kiếm này khủng bố. Nhưng là, cũng chỉ có như thế trong nháy mắt, Mã Hồng Đa liền đem vậy sợ hãi vô ngần, mạnh ép xuống. Bởi vì hắn biết, nếu là bị sợ hãi nơi nắm giữ, hắn khẳng định thất bại. Hơn nữa, thua được cực kỳ mất mặt. Hắn coi như muốn thua, cũng phải đem hết toàn lực đánh một trận sau đó suy vi. Mà không phải là, thua cho mình. Một phần tỷ giây sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ở tử lâu này bên trong bùng nổ. Ánh sáng mạnh bạo tránh, công kích đụng nhau giữa âm vét sạch toàn bộ thành thiên đô, tất cả mọi người, chỉ cảm thấy một hồi vô cùng mạnh mẽ gió lớn, ở trong thành tàn phá mà qua. Mà tòa kia tử lâu, cũng ở đây tuyệt mạnh công kích đụng nhau dưới, sụp đổ, giải tán. Lúc này, đã có vô số người, bị vậy kinh thiên ba động hấp dẫn, tụ tập ở tử lâu ra. Trong đó, vậy bao gồm vương gia gia chủ, từ mới vừa rồi chập chờn bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy Mã Hồng Đa hơi thở. Hắn muốn không rõ ràng, cái này thành thiên đô bên trong có ai ép được Mã Hồng Đa toàn lực ra tay. Phải biết, Mã Hồng Đa ở phong môn cảnh giới này bên trong, vậy không đơn giản à? Chẳng lẽ, là Mã Hồng Đa trêu chọc phải vị kia phong môn đại năng? Nghĩ tới đây, vương gia gia chủ, lập tức liền luống cuống. Lập tức chạy tới tử lâu này ra. Nhưng mà, mọi người ngưng mắt nhìn vậy mảnh phế tích, nơi nào có cái gì phong môn cường giả. Chỉ gặp trong đó, một tên thanh niên cầm trường kiếm, sửng dưng đứng, mà người thanh niên này, bất ngờ là vận may tu vi. Vương gia gia chủ, cặp mắt chợt chừng một cái, hắn cái này chừng một cái, không phải bởi vì Diệp Thần, mà là bởi vì Diệp Thần đối diện, nửa quỳ một người ông già, khóe miệng còn mang máu tươi. Mặt lộ cười khổ. Mà ông cụ này chính là Mã Hồng Đa. Thấy nửa quỳ Mã Hồng Đa, vương gia gia chủ cực độ kinh hoàng.
đây là chuyện gì xảy ra? Là ai bị thương Mã Hồng Đa? Đây là, hắn mới đưa mắt, rời đến Diệp Thần trên mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lắc đầu một cái, vì mình ý tưởng cảm thấy hoang đường. Nhưng mà một khắc sau, Mã Hồng Đa liền đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, là ta bại. Vương gia gia chủ, ngay tức thì hóa đá, óc đều phải ngừng vận chuyển, trong chốc lát không cách nào hiểu Mã Hồng Đa theo như lời, kết quả là ý gì. Không chỉ là hắn, người ở tại tràng, đều là cùng chung trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Mã Hồng Đa nhưng mà bịt cửa cường giả à? Làm sao sẽ thua ở một người vận may võ giả trên tay? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Vương Khải, nhàn nhạt nói, ta không giết ngươi, cầm ta chuyện điều tra tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Vương Khải cười khổ, hay là đem chuyện lúc trước, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Trước đoạn thời gian, Vương Khải ở tửu lầu bên trong, thấy được một người mang mặt nạ cả người không giống nam vực ăn mặc phục sức chàng thanh niên. Vương Khải lên tiếng mấy câu, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đối phương một chiêu trọng thương. Lúc ấy, Mã Hồng Đa cũng không ở tại chỗ. Sau đó, Vương gia vậy truy xét qua người thanh niên này tung tích, biết hắn đi Chín Nguyên Thành phương hướng đi, nhưng là, giữa lúc hắn chuẩn bị tiến hành trả thù lúc đó, tên thanh niên kia liền ở Chín Nguyên Thành không giải thích được mất tích. Diệp Thần ánh mắt hơi lóe lên, hỏi, hắn sử dụng võ, ngươi còn nhớ không? Vương Khải nhớ lại chốc lát, đáp tựa hồ, nghe được hắn khẽ quát một tiếng, chân võ còn thiên trưởng. Chân võ, Diệp Thần trong mắt, chợt bùng nổ dậy một đạo kim quang. Xem ra người này, thật chính là Trần Chi Phàm. Hơn nữa Trần Chi Phàm và mình phân biệt sau đó, tu vi và thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần là bởi vì là cũng như này nghịch thiên cơ duyên, chẳng lẽ Trần Chi Phàm cơ duyên cũng không yếu. Nhưng là, Trần Chi Phàm tại sao, sẽ tới cái này nam vực tới đây? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ánh mắt chớp mắt. Chẳng lẽ, là bởi vì là Trần Chi Phàm cho hắn lệnh phù, bởi vì chỗ kia truyền thừa. Mà lúc này, một bên Sát Ngôn quan sát thật lâu Vương gia gia chủ, mặt lộ vẻ cười nịnh, đi tới trước, hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ Vương gia gia chủ Vương Nham, cái vị công tử này, xin hỏi phải chăng là khuyển tử đắc tội ngài? Như có chỗ nào thất lễ, ta Vương gia, nguyện ý tận lực bồi thường ngài. Diệp Thần nhàn nhạt quét hắn một mắt, không để ý tới sẽ, trực tiếp thi triển phong lôi chớp mắt, ngay tức thì hóa thành một đạo lôi quang, hướng một phương hướng đi. Chín Nguyên Thành bên trong, một tòa xa xỉ hào dinh, nơi cửa chính là một mặt tinh thạch bảng hiệu, phía trên lấy thần bột vàng mạt, viết hai chữ to, Hồng gia, kiểu chữ cuốn lên, mơ hồ hiện ra một loại uy nghiêm khí vận. Cái này dinh bên trong, lui tới rất nhiều thuê người hầu, lại tu vi đều không thấp, hiển nhiên không phải người bình thường nhà. Đây cũng là Chín Nguyên Thành ở giữa mạnh nhất một trong những thế lực, Hồng gia. Hồng gia ở trên cao cổ cũng có nồng mực trọng thải một khoản. Thậm chí hắn ở Nam vực địa vị cực kỳ không thấp. Hơn nữa Hồng gia rất nhiều con em đều tiến vào Linh Võ Đại Lục Học Viện Thần Phong. Mà lúc này, ở Hồng gia một nơi mờ tối mật thất bên trong, đang nhốt một người nam tử. Tên nam tử này tử mái tóc dài bù xù, hai tay hướng chừng nghiêng phía trên mở rộng, lại là bị cùm khóa ở một mặt vách tường bên trên. Không chỉ có như vậy, hắn hai chân vậy giống vậy bị khóa lại, càng kinh người phải, liền liền chàng trai đuôi cốt, đều bị một cây minh in phủ văn to lớn câu khóa xuyên qua. Tên nam tử này tử cúi đầu, gầy trơ cả xương, cả người vết thương chồng chất, hiển nhiên, bị khó có thể tưởng tượng hành hạ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hắn. Cái này nam tử, chính là Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục làm quen người bạn thứ nhất Trần Chi Phàm. Đây là, một người cả người kim bào, thân phối trường kiếm, mày kiếm mắt sáng sủa, vóc người cao ngất, nhìn anh Tuấn bất phàm, có thể vẻ mặt nhưng vô cùng là âm chí nam tử, từ góc bóng mở bên trong đi ra. Hắn đi tới Trần Chi Phàm trước mặt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Chi Phàm nói, thằng nhóc, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nói ra vậy đá và truyền thừa tung tích, ta có thể tha ngươi không chết, đây là ngươi sau cùng cơ hội, ngươi biết không? Trần Chi Phàm ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, nhìn về phía cái này anh Tuấn nam tử, ánh mắt trống rỗng, hắn mở ra môi khô khốc, tựa hồ muốn nói gì. Vậy anh Tuấn nam tử, thần sắc động một cái, trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ,
mấy tháng qua này, bọn họ đối với thằng nhóc này, dùng hết cơ hồ hết thảy hành hạ thủ đoạn, muốn ép hỏi ra đồ chỗ, có thể kết quả người này ngược lại thật là cái con người rắn giỏi, cuối cùng cũng không có mở miệng qua. Trần Chi Phàm môi giật giật, tựa hồ đang nói cái gì, nhưng mà thanh âm, nhưng cực kỳ yếu ớt. Anh Tuấn Nam Tử, vội vàng đem lỗ tai gần sát Trần Chi Phàm mép nói, người nói gì sao? Nói lớn tiếng chút. Cút mẹ ngươi. Đây là Hoa Hạ mắng người câu nói. Cái gì? Anh Tuấn Nam Tử nhướng mày một cái, lấy là mình nghe lầm. Trần Chi Phàm khóe miệng, nâng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nói ta nói cút, ngu đần. Phế vật, ngươi tự tìm cái chết. Anh Tuấn Nam Tử lửa giận ngay tức thì bay lên, cặp mắt bên trong, sát ý cuồng quyển, cả người hơi thở, điên cuồng tàn phá, tay hắn động một cái, đã đem thanh trường kiếm kia rút ra, hàn mang lóng lánh, kiếm quang chớp mắt, máu tươi tung tóe. Một kiếm này, lại là đem Trần Chi Phàm một cái tay, trực tiếp chém xuống. Có thể Trần Chi Phàm đâu, nhưng liền chân mày cũng không có nhíu một cái, ánh mắt bên trong, chỉ có bình tĩnh. Anh Tuấn Nam Tử thở hào hển, cố gắng lắng xuống trước lửa giận của mình, hắn biết không có thể thật giết Trần Chi Phàm, nói như vậy, cũng chưa có cơ hội sẽ biết vậy đá và truyền thừa tung tích. Truyền thừa tung tích không tính là vô cùng trọng yếu, nhưng truyền thuyết kia ở giữa đá có thể quan hệ đến Hồng gia tương lai. Đá này đầu tương truyền nắm trong tay luân hồi. Nếu như hiến tặng cho thần quốc, Hồng gia tuyệt đối có thể một bước lên trời. Hắn nhìn trước mắt nam tử, chân thực muốn không rõ ràng, cái này Trần Chi Phàm là làm sao chống đỡ như vậy nhiều hành hạ, từ đầu đến cuối không chịu khuất phục. Hắn nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường. Vậy ngay tại lúc này, Hồng phủ nơi cửa chính, đột nhiên truyền tới ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy cả tòa cửa, kể cả khối kia do vô cùng là cứng rắn tinh thạch chế thành, còn có kèm trận pháp gia trì bảng hiệu, đều bị người trực tiếp đánh thành nghiền. Một người nam tử, sắc mặt lạnh lùng từng bước một đi vào cái này Hồng phủ bên trong. Trước nhất thấy Diệp Thần chính là Hồng phủ người giúp việc bọn gia đình. Bọn họ cũng ngây ngốc nhìn Diệp Thần, có chút khó tin. Đây chính là Hồng phủ à. Chín nguyên thành như vậy thành lớn bên trong, cũng có thể xếp hạng trước ba gia tộc lớn à. Lại có người, dám như thế không chút kiêng kỵ xông vào Hồng phủ. Không muốn sống nữa. Hơn nữa để cho bọn họ không tin mình ánh mắt phải, cái này xông vào người lại vẫn là một người vận may võ giả. Điên rồi, người này nhất định là điên rồi. Cũng chỉ ở Diệp Thần bước vào Hồng phủ đồng thời, mấy chục đạo bóng xám chớp mắt, liền chắn Diệp Thần trước mặt. Cái này mấy chục trên người hơi thở bất phàm, mặc dù mặc trước cũng là người làm sử dụng quần áo xám, nhưng là bất luận chất liệu hay là làm công lên, hiển nhiên đều không phải là giống vậy người làm có thể so sánh. Mà đây mấy người đều là vận may và tinh khiếu tu vi. Người cầm đầu lại là tinh khiếu tầng 7 thiên tồn tại, hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nghiêm nghị quát lên, rốt nát cuồng đồ. Người biết nơi này là địa phương nào không? Lại dám xông vào, hiện tại lập tức quỳ xuống, bó tay chịu trói. Cũng chỉ ở hắn nói chuyện đồng thời, vậy mấy chục người, thân hình động một cái, liền đem Diệp Thần hoàn toàn bao vây. Cầm đầu tên kia hộ viện nhìn Diệp Thần, trong lòng cười nhạt, lúc này chợt quát lên, động thủ. Đem người này đánh chết, cầm hắn ném ra Hồng gia. Dứt lời, hắn làm xuất thủ trước, vậy hai bàn tay bên trong, vô căn cứ xuất hiện một chuôi hàn thiết trường côn. Trường côn bên trên, còn có phiền phức minh văn. Vậy trường côn một vật, lại là lấy một hóa 10, mang 10 đạo côn ảnh, ẩn chứa lực lượng cường đại, khuấy động mưa gió, hướng Diệp Thần hung hăng đập tới. Không chỉ là hắn, vậy mấy chục tên vận may hộ viện, mỗi người thi triển thủ đoạn, mấy chục đạo công kích, liền đồng thời hướng Diệp Thần, ùn ùn kéo đến vậy vọt tới. Diệp Thần xem đều không xem những công kích này, vẫn là như cũ đi về phía trước. Những công kích này, mặc dù căn bản không đả thương được hắn, nhưng là có một đám con ruồi vây quanh ở bên người ngươi không ngừng ồn ào, vẫn là sẽ phiền. Đặc biệt, là ở ngươi tâm tình không tốt thời điểm. Ở nơi này những người này phát động công kích trong nháy mắt, Diệp Thần nhàn nhạt nói, sát thần biển. Bỗng nhiên gian, thời gian, tựa như dừng lại. Kinh thiên sát khí, bộc phát ra. Vậy lạnh vô cùng sát ý. Giống như một phiến từ băng hà bên trong chảy ra màu máu sông dài, trực tiếp đem những thứ này hộ viện, toàn bộ nuốt mất. Không phí nhiều sức,
liền trùng khoa bọn họ tinh thần. Không chỉ có như vậy, cái này sông dài bên trong, lại còn mang một cổ kinh khủng thần ý, phảng phất sông máu này, là từ trên 9 tầng trời hạ xuống, không thuộc về phàm trần, mà là thiên thần thần phạt. Mà Diệp Thần, chính là chủ kia làm thịt vạn vật, nắm trong tay sinh tử thần minh. Cái gì Hồng gia, cái gì hộ viện, giờ khắc này, toàn bộ đều từ bọn họ đầu óc bên trong biến mất. Bọn họ trong lòng, chỉ còn lại có lạnh, Đông Triệt linh hồn lạnh. Nếu như ngươi biết, mình mạo phạm chân chính thần minh, có thể tùy ý nắm trong tay ngươi sinh tử thần minh, sẽ không sẽ cảm thấy lạnh. Cái này mấy chục tên hộ viện, lại là ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, một phần tỷ giây trong thời gian, toàn bộ thần hồn bị tổn thương, đạo tâm tán loạn, cứ như vậy, trọng thương ngất đi. Mà công kích của bọn họ, còn không có rơi xuống, liền biến mất. Mà Diệp Thần, cứ như vậy từ bọn họ thân thể cạnh đi qua. Cái này sát thần biển, là Diệp Thần kết hợp mục gia hồn kỹ thiên hồn chấn động, sáp nhập vào thần tính hơi thở, sát ý lãnh vực, sáng tạo một loại tinh thần công kích thủ đoạn, mặc dù, uy lực tạm thời còn không bằng chân chính thiên hồn chấn động, nhưng là, đối phó những thứ này tồn tại, nhưng cũng là dư sức có thừa. Hơn nữa, cái này sát thần biển, còn sẽ theo hắn nhìn trời hồn chấn lĩnh ngộ, mà tăng cường. Chung quanh gia đình, người làm, đều nhìn sửng sờ. Sợ hãi đến thức hải đều phải vỡ vụn, nhìn Diệp Thần ánh mắt, thật là giống như ở xem trong địa ngục đi ra ngoài ma vương. Cái này, vẫn là người sao? Đây quả thực, là thần ma à? Lấy những thứ này người làm tầm mắt, dĩ nhiên là không biết, cái gì là hồn kỹ. Vô số người, nhìn đi tới Diệp Thần, cũng phát ra thét chói tai, bọn họ sợ hãi nhìn cái này sắc mặt lãnh đạm thanh niên, trong lòng đều ở đây muốn, chẳng lẽ cũng chưa có người có thể ngăn cản hắn sao? Ngay tại lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh, gào thét tới. Những người này hơi thở kinh thiên. Hơn nữa, bọn họ mặc, cũng là tất cả loại nhìn như cấp bậc không thấp hòa mi áo quần, mà không phải là xem hộ viện như nhau, một bộ người làm lối ăn mặc. Những người này, chính là Hồng gia cung phụng. Dĩ nhiên, chỉ là thân phận bình thường nhất cung phụng. Một người giữ lại để râu dê. Đầu đội ngọc quan hồng bào nam tử, cau mày nhìn đi tới Diệp Thần, trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt, rất nhanh, hắn liền phát hiện Diệp Thần sau lưng, đổ xuống đất, hôn mê bất tỉnh rất nhiều hộ viện, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, những thứ vô dụng này phế vật, nhiều người như vậy, là đối phương mấy chục lần, nhưng liền một người cùng cảnh giới võ giả, cũng không ngăn nổi. Cũng không biết Hồng gia nuôi những thứ này thùng cơm, có ích lợi gì. Hiện tại, liên liên một người vận may võ giả, đều phải làm phiền chúng ta tự mình ra tay giải quyết sao? Lẽ nào lại như vậy? Tên này hồng bào nam tử, tên là Phương Nhạc, tu vi ở mấy người bên trong là cao nhất tinh khiếu đỉnh cấp tu vi, có thể nói, là vậy cung phụng bên trong người dẫn đầu. Hồng bào nam tử vừa nói xong, bên cạnh một người mặc thanh bào, nhìn qua 20 hơn tuổi, tay cầm một cái quạt xếp, ánh mắt bên trong. Nhưng mơ hồ lộ ra năm tháng dấu vết nam tử ha ha cười nói. Nhạc huynh, an tâm một chút chứa nóng, như vậy tìm chết phế vật, làm sao phối để cho ngươi tự mình ra tay thu thập đây. Tiểu ôn, người này giao cho ngươi không thành vấn đề chứ. Mà đứng ở thanh bào nam tử bên người, cả người màu đen sức lực gắn, trên mặt, còn mang một đạo kiếm sẹo ấm diệp, trong mắt tàn nhẫn vẻ chợt lóe lên, cười lạnh nói. Tề huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục một chút người này, để cho hắn biết, Hồng ra cửa, không phải tốt như vậy phá. Hắn cả người linh lực dâng trào lên, tinh khiếu uy thế trực áp Diệp Thần, lạnh lùng nói. Hiện tại lập tức quỳ xuống, tự đoạn tứ chi, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu như ta xuất thủ, ngươi, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ngươi, Diệp Thần trong mắt, sắc bén chớp mắt, hắn thậm chí cũng không có chú ý nghe đối phương nói những gì. Hắn hiện tại một lòng bận tâm Trần Chi Phạm an nguy, nhưng hai lần ba lần có phiền lòng thằng hề nhảy ra cản trở, dĩ nhiên là không nhịn được. Không cùng ấm Diệp nói xong, Diệp Thần chính là bước chân đạp một cái, vô tận uy áp phun trào. Cút! Chung quanh tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, cường đại đợt khí trực tiếp tung bay bọn họ. Từng cái miệng phun máu tươi. Diệp Thần băng hàn ánh mắt rơi vào phía sau nhất Phương Nhạc trên mình. Phương Nhạc lúc này khuôn mặt đều đã bởi vì sợ hãi vặn vẹo, thậm chí cũng sắp muốn khóc lên,
ở Diệp Thần vậy ánh mắt lạnh như băng dưới, cả người phát run, liền quần đều có điểm ướt. Hắn run rẩy há mồm ra, cầu xin tha thứ công. Công tử, van cầu ngài, thả qua ta đi, ta chỉ là một cái là hồng gia làm việc chó à, ta có mắt không tròng, mạo phạm công tử, xin. Cút, Diệp Thần lạnh lùng quát, cắt đứt Phương Nhạc nói tiếng nói. Phương Nhạc sững sốt một chút, tiếp theo chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, liền lăn một vòng từ Diệp Thần trước người trốn. Mà Diệp Thần vẫn nhìn Phương Nhạc mới vừa rồi ngã xuống vị trí. Hắn nhìn, căn bản cũng không phải là Phương Nhạc, mà là Phương Nhạc ngã xuống vị trí. Nói xác thực, là vị trí này phía dưới, xây tại sâu trong lòng đất một nơi mật thất. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Phá! Diệp Thần đoạn quát một tiếng, một cước hung hăng đạp ở trên mặt đất, ầm một tiếng nổ vang, toàn bộ hồng phủ, cũng giống như là động đất vậy đung đưa. Đá vụn phân bay, vậy cứng rắn mặt đất, lại rất miễn cưỡng bị Diệp Thần một cước này, đạp ra một người vô cùng sâu trong cái hố sâu tới. Mà Diệp Thần bóng người, cũng ở đây ngay tức thì không có vào cái hầm kia động bên trong. Bên trong mật thất anh tuấn nam tử, là Hồng gia thiếu chủ, Hồng Phi Nguyên, căn cốt bất quá trăm, đã là phong môn nhất tầng thiên tu vi. Hắn cũng đã từng kinh học viện thần phong ưu tú nhất một nhóm người tốt nghiệp. Thậm chí và rất nhiều thần quốc người giao hảo. Một lần tình cờ cơ hội, hắn lấy được một quả truyền thừa ngọc phù, sau đó liền đang một mực tìm vậy truyền thừa đất chỗ. Mấu chốt cái này truyền thừa chi địa bên trong lại vẫn liên quan trước một khối trong truyền thuyết bảo bối. Luân hồi huyền bia. Dựa vào Hồng gia thế lực, thật đúng là để cho hắn tìm được một ít đầu mối, nhưng là, nhưng thủy chung không cách nào biết được xác thực vị trí. Cho đến Trần Chi Phàm xuất hiện, trùng hợp bị hắn biết được, Trần Chi Phàm đang đánh dò một ít, có thể cùng di tích có liên quan tin tức, lúc này, hắn liền ra tay tập kích Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm mặc dù thực lực vượt xa cảnh giới, thậm chí có thể miễn cưỡng vượt qua một cái cảnh giới lớn chiến đấu, nhưng là, lại thế nào lại là hắn đối thủ. Bị bắt hạ sau đó, Hồng Phi Nguyên liền đem tống giam ở Hồng Phủ mật thất bên trong. Mà ở Trần Chi Phàm túi đựng đồ bên trong, Hồng Phi Nguyên rất nhanh tìm được vậy cùng trong tay mình vậy truyền thừa ngọc phù. Lúc này, liền bắt đầu đối với Trần Chi Phàm tiến hành tra hỏi, để cho hắn thổ lộ mình biết hết thảy. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới phải, bất luận hắn dùng kinh khủng dường nào, tàn nhẫn thủ đoạn, đối với Trần Chi Phàm tiến hành tàn phá, Trần Chi Phàm giống như người chết vậy, một chút cảm giác cũng không có. Hơn nữa, sinh mạng lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù đem tay hắn chặt xuống, không qua được mấy ngày, tay hắn, liền có thể mọc ra lần nữa. Cho nên, cho đến hiện tại, Hồng Phi Nguyên cũng không có từ Trần Chi Phàm trong miệng, đạt được một chút xíu tin tức. Ngay tại Hồng Phi Nguyên, còn suy nghĩ phải như thế nào để cho Trần Chi Phàm mở miệng lúc đó, trên đỉnh đầu, liền chợt truyền tới một tiếng nổ vang, vô số đá vụn đập xuống, cầm Hồng Phi Nguyên, giật mình. Tiếp theo, một đạo thân ảnh, liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.